bảo rằng ở tuổi 50 ông Toán mới biết yêu thì e rằng có người không tin. Nhưng rõ ràng mãi đến mùa hè năm nay ông mới cưới vợ lần đầu. Và vợ ông, cô Nguyễn Thị Bắc, tháng 12 này mới tròn 27 tuổi. Nghĩa là giả như ông lập gia đình sớm như người ta thì giờ này con ông chắc phải có đứa lớn hơn cả cô Bắc. Có người đồn ông Toán cưới vợ trẻ là để phản kháng phong trào các bà mê kép nhí đang lên cao tại hải ngoại. Chẳng biết điều ấy có đúng hay không, nhưng quan trọng hơn nữa là phải hỏi ở đâu ra người đàn bà trẻ rảnh rang như vậy cho ông lấy. Đó mới là điều đáng thắc mắc. Thật sự thì thời buổi này cũng chẳng khó khăn gì. Văn phòng giới thiệu hôn nhân Việt Kiều mọc lên nhan nhản khắp nơi. Ông Toán chỉ việc gửi cho họ vài chục đồng lệ phí kèm theo bức hình nào mà ông cho là ăn ảnh nhất, rồi cẩn thận khai rút tuổi để tránh cho mình con số ngũ tuần mà chính ông luôn luôn ngần ngại mỗi khi phải nhắc tới. Văn phòng dịch vụ sẽ gửi danh sách ứng viên cho ông kèm theo mọi chi tiết về chiều cao, sức nặng, học vấn và sở thích. Thường thì cô nào cũng tự giới thiệu là hiền, ngoan, thành thật, sống nội tâm, yêu mái ấm gia đình, thích đọc sách, nghe nhạc và nấu ăn. Nói chung toàn là hình ảnh những người vợ lý tưởng mà đàn ông ai cũng muốn lăn xả vào, nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn còn độc thân. Ông Toán chỉ việc lựa lấy một cô, rồi thư qua tin lại đôi lần, ông bay về làm đám cưới và bảo lãnh. Thế là kết thúc một chuyện tình ngàn dặm, đưa ông bước sang một khúc quanh mới của cuộc đời. Đúng ra thì ông Toán chẳng cần phải rút tuổi vẫn có thể lấy được cô Bác như thường. Là bởi vì ngày nay trong nước, sau mấy chục năm chiến tranh, trai thiếu gái thừa, thậm chí nhiều làng ở vùng quê miền Bắc gần đây đã phải làm sống lại cái tục tảo hôn. Cha mẹ gả con từ tuổi 13 vì sợ lớn lên chút nữa sẽ ế chồng. Ông Toán từ nước ngoài về, cái vị thế đó lớn lắm, lấy ai chả được. Người ta có cần yêu thương gì ông đâu, người ta cần cái vé máy bay để xuất ngoại. Và ông chính là chiếc cầu nổi đưa cô Bắc thoát khỏi ngôi làng nhỏ tối tăm ở ngoại thành Sơn Tây, qua miền đất hứa mà cô mơ ước. Bà Nam, mẹ cô Bắc, dĩ nhiên đời nào lại tin rằng ông Toán chưa có vợ bao giờ. Nhưng không sao, bà chỉ cần biết cái ngày ông đến hỏi con gái bà, ông xuất trình được mảnh giấy chứng nhận còn độc thân là đủ rồi. Còn trước đó ông có lấy bao nhiêu người cũng mặc kệ ông. Mà chẳng phải riêng bà Nam, cả làng Đông Lộ khi nhìn thấy ông Toán lần đầu tiên oai nghiêm xuất hiện đều chẳng ai tin là ông còn độc thân đến giờ để chờ con gái bà Nam. Họ ngấp nghé đứng nhìn ông leo lên con dốc nhỏ để bước vào căn nhà mái tranh vách đất bé như cái bát úp của bà Nam và sầm sì với nhau. Nói thế nào ấy chứ, ngần ấy tuổi mà lại bảo là chưa có vợ thì lạ thật. Có đuôi mù sứt mẻ gì cho cam, người nom hồng hào thế kia chả nhẽ là ế mãi cho đến bây giờ. Có bà chép miệng than: Thật chả biết thế nào mà lường, cứ chê mãi cái bác nhà nghèo chả có ma nào thèm rước. Bây giờ thì một bước lên quan, nay mai xuất cảnh ra nước ngoài, oai phải biết, y như chuyện phường trèo con bé bán than lấy hoàng tử. Bác đứng ở trong nhà nhìn ra, vừa mừng vừa ngượng, đấm thủng thộp mãi vào lưng mẹ, ngúng ngoẩy nói: Thế mẹ định gả con cho anh ấy thật ư? Bà Nam biết tính con gái hay óng ẹo giống bà hồi còn trẻ nên chỉ cười: Ô hay, nào mẹ có biết anh ấy là ai? Chúng mày quan hệ với nhau rồi mày dắt anh ấy về đây, bây giờ lại đổ tội cho mẹ là thế nào? Bác vẫn phụng phịu: Nhưng anh ấy già quá, người ta cười chết. Bà Nam gạt đi: Sao con bảo là nó mới ngoài 40, 40 mà già cái gì? Bác ngồi thụp xuống bên cạnh mẹ, thò tay nhặt sỏi trong đấu đỗ đen và phân trần: Thì con cũng cứ tưởng như thế, nhưng mà hôm nọ ra xã làm giấy, con mới biết anh ấy 50 rồi mẹ ạ. Cứ kể tuổi ta thì 51 cơ đấy.
tại anh ấy bảo con là anh ấy mới ngoài 40 nên con mới bằng lòng. Bà Nam không quan tâm đến câu nói của bác, mà bà biết bác cũng không hề quan tâm đến số tuổi của ông Toán. Nàng chỉ giả vờ do dự theo cái lối bắc kỳ em chà mà thôi, chứ thật tình đang gieo vui trong bụng. Ở làng này cỡ tuổi bác mà chưa có ai rước là kể như sắp ế đến nơi rồi. Gặp một cụ già đón về làm vợ có khi còn phải chấp nhận, huống chi là ông Toán từ nước ngoài. Bà Nam cắm cúi nhặt đậu, toan tính những chuyện xa xôi hơn. Bác còn đến ba đứa em gái, nàng sang được bên ấy sẽ là đầu cầu mai mối, để rồi theo chiến thuật tầm ăn dâu, dần dần cả lũ con bà đều có chồng ở nước ngoài. Điều này bà thấy không khó lắm, bởi ba đứa em bác đều còn trẻ và đẹp hơn bác. Mai kia một lũ con rể Việt kiều, mỗi năm một đứa dắt vợ về thăm nhà, còn vinh quang nào lớn hơn cho bà ở tuổi xế bóng. Mà giả như chúng nó lười không chịu về cũng chẳng sao, cứ thỉnh thoảng gửi về một hai chỉ để bà véo ăn dần cũng là thiên đàng hạ giới rồi. Bà sung sướng mường tượng ra niềm hạnh phúc của tương lai, quên cả công việc hèn mọn đang làm là nhặt dạng trong đấu đỗ. Bác phải nhắc lại câu nói một lần nữa, bà mới giật mình quay lại và hỏi: "Mày nói gì?" "Mẹ, có nghe ai chê anh Toán già không hả mẹ? Con cứ tưởng anh ấy ngoài 40 nên con mới lấy." "Thì nom anh ấy chỉ cỡ tuổi ấy thôi chứ bao nhiêu, đi với mày xứng lắm rồi, ai dám chê." Thật ra thì ông Toán không nói dối. Ông bảo ông mới ngoài 40 là đúng, bởi năm ngoái khi viết lá thư đầu tiên cho bác, ông mới có 49 thật. Bà Nam an ủi con: "Ừ thì cứ cho là 50 đi, nhưng 50 mà già cái gì, nó còn kém mẹ đến 2 tuổi cơ mà." Và bà giải thích thêm: "Đàn ông người ta không già nhanh như mình, với lại sống ở nước ngoài, ăn trắng mặt trơn, nó trẻ lâu lắm. Mày cứ lo cái thân mày đi đã, không khéo chỉ vài năm rồi mẹ lại già hơn cả nó cũng chưa biết chừng." Bác ngồi im, trẻ hay già thì thật tình cô cũng chẳng quan tâm. Cô chỉ vờ vịt nói thế cho đỡ ngượng mà thôi. Trong trí cô đang hình dung ra quang cảnh nhộn nhịp của cả xã Đông Lộ. Chỉ trong nay mai, khi họ truyền nhau rất nhanh bản tin cô sắp xuất ngoại, cô sẽ trở thành một nhân vật sáng, ngời mà các cô gái làng phải ngấm ngầm ghen tức. Bà Nam nghiêm nghị dặn: "Nhưng mà tao bảo đây nè, chưa cầm giấy xuất cảnh, chưa lên máy bay là chưa đâu vào đâu cả. Đừng có vội mừng mà nhỡ, phải chịu khó chiều chuộng nó. Nó mà dở mặt, nó bỏ thì trắng mắt ra." Bà Nam lo xa quá nên mới nghĩ như vậy. Chứ ông Toán không phải là loại Việt kiều hồi hộp, mang cái hào nhoáng từ hải ngoại về để lừa đồng hương. Hơn thế nữa, ông đã qua cái tuổi chi thiên mệnh, thả mồi bắt bóng làm gì cho thêm phiền. Ông bảo với bác rằng ông lặn lội ra tận đây, tổ chức đám cưới ngay tại làng Đông Lộ là để mọi người biết ông thực tâm muốn xây dựng lâu dài với bác. Bà Nam bảo con gái: "Mày làm thế nào thì làm, đời người chỉ có một lần, đừng để người ta chê cười. Miếng ăn chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mà mời người này bỏ người kia rồi, điều ong tiếng ve, đến chết người ta cũng chưa quên đâu. Mày thì chả nói làm gì, vì mai kia mày theo chồng ra nước ngoài. Nhưng tao với lũ em mày ở lại nè, nghe người ta rủa thì có nước dọn đi làng khác mới khỏi xấu hổ." Bác cũng đồng ý với mẹ: "Lấy chồng Việt kiều mà lại làm đám cưới nhỏ thì chẳng tha ở vậy cho xong, còn mặt mũi nào nhìn mấy con bạn trong làng." Nhưng nàng cũng không quên nhắc mẹ là đừng đòi hỏi quá đáng. "Trong thành phố Hồ Chí Minh, nhiều gia đình muốn gả con cho Việt kiều còn phải đưa tiền cho Việt kiều đấy mẹ." Bà Nam cũng biết điều đó. Bà còn biết thêm một điều cụ thể nữa là con bà chẳng những xuất thân nghèo hèn, lại đã quá lứa, chỉ 3 năm nữa là đã toan về già rồi. Nhưng bà vẫn có tham vọng, bởi rõ ràng đây là cơ hội trời cho. Bà giảng: "Tao đã bảo rồi, ăn thua là ở mày. Thói đời mồm miệng đỡ chân tay, khéo ăn khéo nói thì khó đến mấy cũng xong." Sau bữa cơm trưa,
Bác bảo mấy đứa em chèo thuyền đưa ông Toán rong chơi một vòng cho biết làng trên xóm dưới. Nhân tiện ủy ban cũng muốn mời ông ra thăm trụ sở để xin ông giúp đỡ. Bác cần ở nhà một mình để bàn chuyện đám cưới với bà Nam. Nàng hỏi mẹ: Thế mẹ định mời những ai nào? Bà Nam cầm cái quạt nan phủi phành phạch xuống giường, lớp bụi bay tung lên làm bà khẽ nghiêng đầu tránh. Bà ngồi xuống và nhấn mạnh: Mời tất. Bác ngắt lời: Chỗ đâu mà ngồi hả mẹ? Nhà mình đặt ba mâm cũng đã chật ních rồi. Bà Nam xua tay: Tao tính cả rồi, dựng rạp ở ngoài sân, chứ trong nhà thì nhét vào đâu. Nhà với cửa không bằng cái chuồng lợn nhà người ta. Dọn tất cả ra sân, thuê độ 4 cái đèn măng sông. Ông Hòe với bà Tủ, thế nào chả đòi đánh tổ tôm. Bà quăng cái quạt xuống chõng, bấm đốt ngón tay để tính nhẩm: Đây nè, đảng ủy với ủy ban không bỏ ai được. Vị chi là 20 người, 8241 tính ra là mất 5 mâm rồi. Cánh thương binh liệt sĩ, bộ đội phục viên cũng không bỏ ai được. Dạo bố mày chết người ta kéo đến giúp, bây giờ mình phải già. Còn là họ hàng làng nước, láng giềng láng tòi, nửa đêm tối lửa tắt đèn có nhau. Của người phúc ta chả mấy khi có dịp, quanh năm mình chỉ ăn của người ta, bây giờ có dịp giả nợ, tội gì mà không mời cho đông. Bác cười thông cảm: Thế thì mời cả làng ư? Bà Nam không đáp. Trong trí bà vừa chợt hiện ra hình ảnh ông hàng xóm hỗn láo bên kia bờ ao, đã một lần làm bà tức uất phải bỏ dở bữa tiệc đám hỏi ra về. Ông biết thằng Cảnh, con trai ông, và bác có tình ý với nhau gần như công khai, nhưng ông ra mặt ngăn cản chỉ vì ông khinh mẹ con bà nghèo. Giữa bữa cỗ có hàng chục người quen biết, ông nửa tỉnh nửa say nói như mắng vào mặt bà Nam: Giai thời bình quý lắm, con gái nhà nào mà không có của hồi môn á thì đừng có hòng mà động đến con tôi. Khách trung bàn nhiều kẻ bất bình nhưng ngại lên tiếng, vài cặp mắt vô tình nhìn về phía bà Nam khiến bà tái mặt cúi xuống. Bà cố nuốt trôi miếng thịt lợn luộc rồi đứng dậy bước vào bếp, vòng ra cửa sau theo ngõ tắt về nhà. Bác đang sàng gạo ngoài sân, bà gọi vào hiên và gay gắt nói: Tao cấm mày từ nay không được gặp thằng Cảnh nữa, nghe chưa? Cha nào con nấy, mới có một tí của đã lên mặt. Giữa thanh thiên bạch nhật, thằng bố nó dám làm nhục tao trước mặt mọi người. Bác cũng đang giận Cảnh cho nên chẳng cần phải hỏi thêm nữa. Nàng viết thư cho bà dì ở thành phố Hồ Chí Minh và xin vào ở trọ để học nghề. Mối hận ông hàng xóm giờ này vẫn còn đè nặng trong lòng bà Nam. Đó chính là lý do lớn nhất thúc đẩy bà làm đám cưới con gái thật to và mời cả làng đến dự. Bà còn đòi Bắc phải xuống tận Hà Nội thuê ban nhạc, nhưng Bắc bảo không có thì giờ. Im lặng một lúc, Bắc nói: Con định nhờ cái Danh và cái Nụ đi phụ dâu cho con, mẹ thấy có được không? Bà Nam nhăn mặt mắng: Sao mà rút thế? Cái Danh với cái Nụ, đứa nào nó cũng còn trẻ hơn mày cả. Nhất là cái Danh, có tiếng là đẹp nhất làng, nhờ nó làm gì? Làm cỗ cho người ta sơi à? Chọn đứa nào xấu xấu thì mình mới nổi bật lên được. Nói dại mày rước về toàn những đứa đẹp hơn mày. Ngộ nhỡ có đứa nào quyến rũ anh ấy thì mày trơ mắt ếch ra mà nhìn hay chưa? Chả biết cái gì cả. Bác gật đầu bái phục sự chu đáo của mẹ. Bà Nam lại tiếp: Cái Cúp cái Phùng để làm gì mà không nhờ? Bác cười băn khoăn: Một đứa thì mặt dỗ chằn dỗ chịt, một đứa thì vừa béo vừa đen, ai lại rước những của ấy để làm phù dâu bao giờ? Bà Nam nhấn mạnh: Đấy, chính thế tao mới bảo là mày nhờ hai đứa ấy, chúng nó có xấu thì người ta mới thấy là mày đẹp, nghe chưa? Bác lặp lại câu hỏi lúc nãy: Mẹ nhất định mời cả làng à? Bà Nam chỉ nghĩ tới ông hàng xóm hỗn láo bên kia bờ ao cho nên quả quyết đáp:
Cần mời thì cũng phải mời. Rồi bà thuyết phục bác. Tiệc lớn hay tiệc bé thì cũng là làm cho con nở mặt nở mày, chứ có ai vào đây. Con bàn với anh ấy, giải nghĩa cho anh ấy hiểu, tính ra chỉ tốn độ vài lượng vàng thôi. Vài lượng vàng với mẹ con mình thì to, chứ với anh ấy thì muối bỏ bể, ăn thua gì. Bác im lặng không nói gì, vì nàng thấy mẹ mình rất có lý. Nàng miên man hình dung ra một đám cưới cực kỳ vĩ đại mà cả làng từ già tới trẻ sẽ phải trầm trồ ca ngợi, nhất là những người không thân với gia đình bác lắm mà vẫn được mời. Lâu lắm bác mới bảo với mẹ: dễ thì phải thịt đến mấy con lợn mẹ nhỉ, hay là ngả hẳn một con bò? Bà Nam trố mắt kêu lên: ai lại thịt lợn để người ta cười cho à? Đám cưới nhà nghèo kia mới mổ lợn, còn mình chả gì cũng mang tiếng lấy chồng Việt kiều, bày thịt lợn ra thế nào được? Gà, bồ câu, cua bể, nghe chưa? Cứ bấy nhiêu thứ mà làm. Bác băn khoăn: tốn chết, toàn những thứ đắt như thế thì bao nhiêu cho đủ, con sợ anh ấy không bằng lòng đâu. Bà Nam nói: không bằng lòng thì cũng phải bằng lòng, ăn thua là ở con. Nếu chỉ muốn làm bữa tiệc độ vài mâm sơ sài thì sao không làm ngay ở trong ấy, đem nhau ra đây làm gì? Bác ngồi yên ngẫm nghĩ, và tuy miệng than tốn nhưng thật lòng nàng cũng muốn bữa tiệc cưới của mình phải vượt hẳn những đám cưới thông thường, để mai sau khi nàng đi xa rồi, làng xã sẽ còn nhớ mãi. Mẹ nàng nói đúng, thà cưới ngay ở thành phố Hồ Chí Minh thì đơn giản một chút cũng chả sao. Đã về đến chánh quán, có họ hàng làng nước trăm người trông vào, sập sệ làm sao được. Chỉ có điều nàng ngần ngại là vì không muốn ông Toán nghĩ rằng mẹ con nàng lợi dụng. Mai này về chung sống, ông sẽ khinh nàng. Bác nhớ lại hôm hai người ra Hà Nội, lên thị xã Sơn Tây, rồi thuê xe về quê. Bà Nam dắt hết con cái cùng mấy chục người thân ra đón tận cổng làng, y như quang cảnh một vị tân khoa ngày xưa vinh quy bái tổ. Con đường gập ghềnh len lỏi giữa cánh đồng ngô non bát ngát hai bên đưa ông Toán vào làm rể làng Đông Lộ. Người em họ bà Nam dương cao cái ô đen che nắng cho ông Toán. Ông ngượng ngùng từ khước mãi mà không được. Ông giằng lấy cái ô tự che mà họ vẫn chẳng nghe. Họ muốn dành cho ông cái vinh dự đặc biệt, bởi ông là bậc thượng khách hiếm hoi của làng này, và càng quá hiếm đối với một gia đình cùng đinh như bà Nam. Đi bên ông Toán, bác vừa mừng vừa ngượng. Nàng bước chậm rồi lùi hẳn lại phía sau, nói chuyện với mấy đứa em. Xa gia đình chỉ mới một thời gian ngắn, bác đã thay đổi từ dáng dấp bên ngoài cho đến lời ăn tiếng nói. Lũ em nhìn nàng cảm phục lắm, đứa nào cũng thầm mơ mai sau được ở vào một địa vị tương tự như nàng. Những cô gái làng sắp xỉ tuổi bác đang làm cỏ hai bên cánh đồng, không ai bảo ai, từ từ ngừng tay, súm lại sầm sì bàn tán về bác và người đàn ông lạ mặt vừa theo bác về làng. Họ chưa hiểu chuyện gì sẽ diễn ra, nhưng thấy bà Nam và lũ con hôm nay ăn mặc sạch sẽ thế kia thì chắc hẳn phải là một tin vui. Mấy cây số đi bộ về nhà bác, ông Toán thấy xa thăm thẳm, bởi trẻ con kéo theo ông cứ mỗi lúc một đông hơn, làm ông đỏ mặt vì ngượng. Khổ nhất cho ông là việc xưng hô với bà Nam, khi ông biết rõ bà mẹ vợ tương lai chỉ hơn ông có vài tuổi. Khác với đa số Việt kiều, ông không có cái thú khoe khoang, không tô hồng phóng đại về cuộc sống ở nước ngoài để bắt những đôi mắt ngây thơ, những bộ óc đơn giản ở quê nhà phải bái phục. Thậm chí lúc người ta xúm lại hỏi ông về chức phận của ông tại Canada, thì trước cặp mắt chờ đợi của mọi người, ông chỉ lắc đầu thành thật đáp: thì tôi cũng chỉ đi làm lăng nhăng trong nhà máy thôi. Có người làm như chưa nghe rõ, chố mắt lên hỏi lại: thưa, như vậy ông là công nhân xí nghiệp? Ông Toán cười gật đầu: vâng, tôi là công nhân.
Mấy chục người ngồi vây quanh ông Toán trên tấm cót trải dài ngoài hiên, cùng đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ không tin. Họ cho là ông nói đùa, bởi một người tướng mạo phương phi thế kia, vừa trắng vừa béo, lại ở nước ngoài đến hơn 10 năm, lẽ nào lại chỉ tầm thường như vậy. Riêng bà Nam thì thất vọng ra mặt. Bà tức vì thằng con rể Việt kiều không biết nói phép. Bà không cần biết thật sự ông Toán làm nghề gì tại Canada, nhưng đã về đến đây, được nhân dân chào đón nồng nhiệt như thế này, thì ông có bổn phận phải bốc, phải nổ để làm rạng rỡ cho gia đình bà. Bà cứ tưởng ông con rể của bà ít lắm cũng phải khiêm tốn nhận mình là giám đốc, hóa ra lại chỉ là một công nhân, làm bà không khỏi cảm thấy não nề trước mặt hàng xóm. Bà Nam đưa mắt nhìn Bắc, nhưng con gái bà thản nhiên như không. Thái độ điềm tĩnh ấy làm bà nảy sinh một mối ngờ vực. Phải chăng thằng con rể tương lai của bà sợ mẹ con bà moi tiền, cho nên mới tự hạ giá để nhắc khéo cho bà biết là đừng có hy vọng quá mà ê chề về sau. Thiếu gì Việt kiều thăm nhà đã nói thật về cuộc sống khó khăn ở nước ngoài, nhưng dường như chẳng ai tin. Người ta ngầm hiểu với nhau rằng chỉ có những hạng người keo kiệt, không muốn giúp đỡ thân nhân thì mới nói dối là đời sống ở hải ngoại vất vả. Mà người ta không tin cũng phải, bởi phần lớn người từ hải ngoại về đều nói phét cả. Cho nên đến khi gặp một người nói thật thì cái người nói thật ấy lại bị ngờ là nói dối. Bà Nam là một trong những người đa nghi ấy. Bà bỏ vào bếp và gọi Bắc. Bắc ơi, vào mẹ nhờ cái này tí. Bắc đứng dậy, theo thói quen dùng cả hai tay vòng ra phía sau phủi đít quần rồi chạy vào trong. Bà Nam ghé tai hỏi: Anh ấy có bảo với con là anh ấy làm gì ở bên Canada không? Bắc lắc đầu: Con chả hỏi, sợ anh ấy bảo là mình tò mò. Bà Nam nhíu mày ưu tư. Người non oai như thế, chả nhẽ lại chỉ làm công nhân xí nghiệp. Bác cười. Mẹ để ý đến thế ấy làm gì? Trước mắt cần tiến hành tổ chức đám cưới đã, từ từ rồi con sẽ hỏi. Bà Nam gật đầu tỉnh ngộ. Thế là cả ngày hôm ấy, hễ bất cứ lúc nào bác có tí thì giờ rảnh rỗi, nghĩa là không phải quấn quýt bên ông Toán, thì hai mẹ con đều dành hết cho việc thu xếp đám cưới. Buổi tối, khi bà mẹ và các em đã đi ngủ hết, Bắc rủ ông Toán ra hông nhà, ngồi chung trên chiếc võng cói bắc ngang hai cây mít, dưới ánh trăng thượng tuần mờ nhạt. Bắc đắn đo mãi rồi mới dám kể cho ông nghe tất cả những dự tính của mẹ nàng về tiệc cưới linh đình sẽ tổ chức nay mai. Dĩ nhiên, nàng không nhận đó là ý muốn của nàng và đổ hết cho mẹ. Nàng lo lắng, chỉ sợ làm phật ý ông chồng tương lai. Nhưng không ngờ, bác nói gì ông Toán cũng dễ dãi gật đầu. Thật tâm ông cũng tiếc tiền lắm, bởi vốn liếng dành dụm chẳng bao nhiêu. Chuyến này về lấy vợ là kẻ như trắng tay. Nhưng ông ở vào cái thế không thể từ chối được. Ông vốn sinh trưởng ở đất Bắc, trong một vùng cằn cỗi tương tự như làng Đông Lộ này. Hơn 10 tuổi di cư vào Nam và bây giờ mới trở lại lần đầu. Trưa nay, khi xuống xe ở cổng làng, băng ngang cánh đồng và xuyên qua mấy con lộ nhỏ cùng Bắc về nhà, lòng ông đã dâng ngập lên mối cảm xúc vì cảnh nghèo diễn ra trước mắt. Bước vào sân nhà Bắc, ông càng giật mình sửng sốt hơn, vì không ngờ gian sơn của 7-8 mẹ con nhà bà Nam chỉ thu gọn trong một căn nhà mái tranh vách đất trên một diện tích quá chật chội. Giọng Bắc thì thầm bên tai ông: Nhà em nghèo lắm, anh đừng cười nhé. Ông muốn cười cũng không cười nổi, bởi lòng ông đang miên man xúc động. Hàng xóm đến chào đón, ngồi vây quanh ông ngoài hiên, ai cũng như ai, nước da đen sạm, áo quần bạc phếch. Ông không thể hình dung nổi, đối với những đồng bào chất phác như thế mà có những Việt kiều từ nước ngoài về cứ hoanh hoang, phét lác và thậm chí còn lừa gạt họ nữa. Ông biết rõ có thằng Việt kiều về làng phát tiền cho
người thân toàn bằng Mỹ Kim. Những tờ giấy 5-10 đồng mà họ hết sức trầm trồ vì cả đời chưa cầm được trong tay. Nhưng khi họ ra thị xã, đến ngân hàng xin đổi thì bị bắt vì toàn là tiền giả. Ông không thể làm như vậy được. Ông nhìn bà Năm cầm cái quạt nan phe phẩy bên cạnh. Bà chỉ hơn ông vài tuổi mà non cằn cỗi như một bà lão 70. Bà già đến nỗi ông Toán gọi bằng bác xưng cháu mà mọi người chung quanh không thấy chút gì bất ổn. Bao nhiêu năm ở quá nuôi con, chắc chưa bao giờ bà có được một dịp ngẩn mặt lên nhìn hàng xóm. Cái cơ hội duy nhất có lẽ là đám cưới của bác lấy ông. Thành ra ông có trách nhiệm phải giúp cho bà một lần hãnh diện với dân làng. Ông tế nhị bảo bác: mình là vợ chồng rồi thì tiền của anh cũng là tiền của em. Em muốn tiêu pha gì cứ cho anh biết. Mẹ em đã khổ cả một đời, mình đừng nên tính toán quá tội nghiệp. Bác cảm động, ôm chặt lấy ông và hôn chùn chụt lên má. Nàng bỏ ông ngồi đó, chạy tuột vào nhà báo tin cho mẹ, rồi lại chạy ra và leo lên với ông. Ông Toán nằm ngửa, bác nằm nghiêng, quàng một bắp chân nặng nề qua bụng ông và một bàn tay đặt lên ngực ông, mân mê cái nút áo. Ông Toán thấy rõ bên cạnh tình yêu vợ chồng, ông còn có lòng thương đối với một cô gái trẻ trung nhưng quá nghèo. Và khi quyết định lấy bác, ông có cảm tưởng đang làm một nghĩa cử, đó là gây dựng cho bác một cuộc đời mới. Hai người nói chuyện miên man, mãi đến khi sương đêm tỏa xuống ướt nhòa mái tóc thưa thớt của ông Toán, bác mới giục ông vào ngủ. Nhà chỉ có hai cái giường, bà Nam cùng hai đứa út chiếm một cái ở sát vách bên trong, còn lại một cái bên ngoài nhường cho ông Toán có buông màn cẩn thận. Ông kéo bác vào ngủ chung, nhưng nàng giữ kẽ xuống nằm dưới đất bên cạnh hai cô em gái trên tấm cót dài mà sáng nay bà Nam đã dùng để tiếp khách ngoài hiên. Bác tưởng các em đã ngủ say, hóa ra hai đứa vẫn sầm sì nói chuyện. Biến cố quá lớn đang diễn ra trong căn nhà nghèo khổ này khiến chúng không thể ngủ được. Chúng miên man bàn tán về hạnh phúc của bác, về sự may mắn bất ngờ ngoài sức tưởng tượng đã đến với người chị cả mà bao nhiêu năm nay vốn bị coi là bất hạnh về tình duyên. Chúng liên hệ đến chính bản thân và vẽ ra những viễn ảnh tương lai cho chính mình, so sánh nhan sắc của mình với bác, để rồi cuối cùng lo lắng không biết mai sau mình sẽ ra sao. Hết nói về bác, hai cô lại chuyển sang ông Toán và khúc khích cười với nhau. Cười là bởi vì trong bữa cơm gia đình chiều nay, ông Toán đã làm cả nhà ngạc nhiên không ít. Bà Nam ra chợ, Khuân về toàn những món ngon vật lạ để đãi ông. Nhưng rõ ràng ông rất rửng rưng. Thịt gà luộc rắc lá chanh, lòng lợn luộc chấm mắm tôm, chân giò hầm măng, chả món nào ông tỏ ra vồ vập. Bà Nam cứ gắp mãi vào bát cho ông, nhưng gắp bao nhiêu ông lại chuyển sang cả cho bác. Mấy mẹ con ăn rất từ tốn, chăm chú theo dõi để dành mọi chăm sóc ân cần cho ông. Nhưng từ đầu chí cuối, ông chỉ say mê con nồi cá kho khế ăn với dưa chua. Cả hai món ấy, cá kho và dưa cải, là những thức ăn dở từ hôm qua, không dám mang ra sợ thất lễ, thì chính ông lại bảo bác vào bếp bưng ra, và ông ăn ba bát cơm đầy một cách thoải mái. Đứa em út bác ráng nhịn cười, ghé tai chị nói nhỏ: thịt gà không ăn lại đòi ăn dưa cải, lạ thật. Bà Nam lúc đầu cũng tưởng ông con rể tương lai vì thương nhà bà nghèo nên muốn nhường các món đặc biệt cho mẹ con bà, cho nên cứ áy náy kêu mãi lên: ấy chết, ăn thịt đi chứ, sao lại chỉ toàn dưa và cá kho là thế nào? Ông Toán phải giải thích mãi cả nhà mới tin là ông về đây không phải để ăn thịt, là thứ mà ông đã phải ăn liên tục mười mấy năm ở nước ngoài rồi. Lời phân bua của ông càng làm bà Nam áy náy, bởi nếu đúng như vậy thì biết lấy gì để đãi đằng ông trong
trong những ngày ông lưu lại nhà bà. Lúc ăn xong, bà sai bổ hai quả cam sành, trịnh trọng bưng ra mời ông. Nhà bà có khi cả năm không mua cam, bởi nó là thứ xa xỉ, chỉ dùng khi ốm đau hoặc đãi khách quý. Ấy thế mà ông Toán cũng lắc đầu, bảo bác đem vào cho các em. Ông ra vườn xin bác một quả đu đủ vừa chín tới, vặt xuống bổ ra ăn tại chỗ. Lũ em bác đứng trong nhà thập thò theo dõi, lâu lâu lại đưa mắt nhìn nhau tốn tiếng cười, vì coi ông là một dị nhân không giống ai ở làng này. Nửa năm sau, bác lên đường sang Canada đoàn tụ với chồng. Bà Nam tiễn con bằng những dòng nước mắt vừa vui vừa buồn. Bà dặn đi dặn lại mãi một câu: ra huấn ca là sang bên ấy, bơ vơ nơi xứ lạ quê người, phải hết sức ngoan ngoãn hiền thục, khéo léo chiều chồng, kẻo nó chán, nó bỏ thì trơ mắt ếch ra. Bác cũng khóc nức lên từng cơn, nói không ra tiếng. Nàng ôm mẹ, ôm các em, hứa 1-2 năm sẽ trở về thăm, mang theo thật nhiều quà. Thấp thoáng, trong đám người tiễn đưa, cả những người không liên hệ gì, nhưng tò mò chạy ra xem. Bác mừng rỡ trông thấy cảnh anh chàng hàng xóm ở bên kia bờ ao, mà lòng bác còn in hằn một mối hận vì đã dám hất hồi bác chỉ vì bác nghèo. Từ thuở còn học chung, chơi chung và tắm ao chung, cảnh và bác đã thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau. Hai nhà chỉ cách nhau một cái ao, nhưng gia đình cảnh rất khá giả, nhờ ba anh em cảnh lao động chăm chỉ nối nghiệp bố làm thợ mộc và nung gạch. 20 tuổi, cảnh đi nghĩa vụ. Hôm chia tay, chẳng biết có phải vì cô đơn hay không, cảnh rủ bác ra vườn chuối sau nhà, xé lá khô trải lên thảm cỏ. Hai đứa ngồi bên nhau suốt một buổi chiều. Ngồi chán, bác rủ cảnh nằm xuống cho đỡ mỏi lưng. Cảnh cởi hết hàng nút áo của bác ra. Bác để yên, vì nàng vốn chờ đợi giây phút này từ lâu. Đang ôm nhau say đắm, bỗng nghe có tiếng nói nho nhỏ và tiếng chân bước xào xạc trên lớp lá khô ở phía bờ ao. Bác giật thót người, luống cuống đẩy cảnh ra và cài vội nút áo lại. Nàng lật úp người xuống, trố mắt nhìn quanh và nhận ra hai đứa em út của nàng rủ nhau ra câu cá, ngồi cách nàng chỉ hơn 10 thước, khuất sau một bụi tre thưa. Bác đưa mắt nhìn cảnh làm hiệu, rồi cả hai cùng nín thở nằm yên. Mấy tàu lá chuối khô lót trên thảm cỏ, phía dưới tấm thân đẫy đà của bác cứ thỉnh thoảng lại kêu sột soạt theo mỗi cử động rất nhỏ của bác và cảnh. Bác muốn đứng dậy bỏ về nhưng không dám, đành cứ nằm lặng câm bên cạnh cảnh. Dưới bờ ao, hai đứa bé nói chuyện nho nhỏ, lâu lâu bụng miệng cười nhưng không dám cười lớn vì sợ cá dưới nước nghe thấy không cắn câu. Lâu quá, cả bác và cảnh cùng mệt mỏi vì hồi hộp và vì không dám cử động mạnh. Hai đứa em phải gió cứ ngồi chơ chơ ở vị trí cũ, chăm chú nhìn mặt nước ao tù, hy vọng giật được vài con cá rô cho bữa ăn chiều. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, bầu trời bỗng chuyển mây u ám. Trong sân nhà, bà Nam vừa lên tiếng gọi bác và giục nàng bưng mấy mẹt đỗ nành vào. Bác sốt ruột quá mà không làm gì được, chỉ lắc đầu nhìn cảnh phân bua. Nhưng cảnh thì ngược lại, hớn hở nhe hàm răng ám khói cười duyên. Từ thuở mới lớn tắm ao chung với bác, bao nhiêu lần đã thấy lòng dạo dực muốn ôm bác mà mãi đến hôm nay mộng mới thành. Cho nên dù có phải nằm luôn đây qua đêm với bác, cảnh cũng chẳng có gì để phàn nàn. Kỷ niệm ngây ngất với bác chiều nay chắc chắn sẽ là hành trang đẹp nhất để cảnh mang theo trong chuỗi ngày dài mặc quân phục bộ đội sắp tới.
Trời tối dần, mưa đổ xuống nặng hạt. Hai đứa em Bắc vác cần câu chạy về. Bắc với Cảnh mới lóp ngóp bò dậy, phủi quần áo. Hôm sau, Bắc bịn dịn tiễn đưa Cảnh lên đường. Mấy năm sau, Cảnh giải ngũ về làng. Bắc mừng lắm, yên chí chuyện trăm năm sắp thành. Nhưng Cảnh lờ đi. Bắc ra rửa chân ở bờ ao, chờ mãi mới gặp được riêng Cảnh. Gã hỏi một câu ngang ngược mà Bắc chỉ muốn chồm lên vả vào mặt. Mấy năm nay tôi xa nhà, cứ tưởng chuyến này về cô đã tay bồng tay mang rồi chứ. Bắc cố nhịn nhục. Chồng thư Cảnh viết cho Bắc, nàng vẫn còn giữ nguyên. Thế mà Cảnh làm như người xa lạ. Bắc ôn tồn nói: em vẫn nhớ trước hôm anh đi, anh bảo em những gì, cho nên em vẫn chờ anh. Cảnh thản nhiên: tôi lúc này mới về, chưa tính gì cả. Không khéo chỉ nay mai tôi vào trong Nam làm rừng cũng chả biết chừng. Bắc chết điếng trong lòng, rõ ràng là một lời từ khước trắng trợn. Nàng rưng rưng nước mắt bỏ vào nhà, thầm chửi Cảnh là thằng phản phúc. Rồi từ đó Bắc nhất định không gặp Cảnh nữa. Thỉnh thoảng xuống ao rửa bát hay giặt rũ, bất chợt thấy Cảnh ở bên kia, Bắc cúi gầm mặt không thèm chào, mặc dù trong lòng vẫn mơ hồ mong một ngày Cảnh nghĩ lại. Cho đến một hôm, có người kể với Bắc là ông bố của Cảnh chê mẹ con Bắc nghèo, không cho Cảnh cưới Bắc, nàng mới vỡ lẽ và quyết định bỏ vào Nam, bởi biết chắc không còn trông mong gì ở Cảnh nữa. Ngày cưới, Bắc đã toan không mời Cảnh, nhưng vì ôm mối hận cũ, nàng bắt mẹ mời từ bố xuống đến con. Cảnh đâm ra khó xử, suy nghĩ mãi rồi quyết định ở nhà chỉ để bố sang mừng. Ông hàng xóm từng chê bà Nam nghèo, hôm ấy vẫn thản nhiên qua uống rượu, cười nói vang cả nhà: hôm nay Bắc lên đường xuất ngoại. Cảnh nghĩ rằng chẳng bao giờ còn gặp lại nữa, nên gã chạy ra định nói một lời từ giã. Nhưng thấy thiên hạ vây quanh quá đông, lại thấy Bắc lạnh nhạt với mình, Cảnh đành chỉ đứng xa xa, nép sau bụi rúi, lấm lét nhìn. Lúc Bắc tình cờ quay lại, Cảnh vội gật đầu chào, nhưng nàng vênh mặt, quay quắt đi cho bõ ghét. Ông Toán ra đón Bắc ở phi trường, bắt trước thiên hạ ôm theo mấy bông hồng đỏ rực. Ông đưa nàng về cái apartment mà ông mới quét dọn sơ ngày hôm trước, nơi ông thường trú đã hơn 7 năm. Nhà cửa ông dĩ nhiên rất đơn giản, bởi 10 năm nay ông vẫn ở một mình, chẳng có nhu cầu gì phức tạp. Ông vẫn nhớ người ta nói, đàn ông độc thân mà dành dụm tiền bạc chăm lo nhà cửa thì đó là dấu hiệu bất thường. Ông vin vào câu nói đó để sống buông thả qua ngày. Buông thả ở đây không phải là trác táng, mà chỉ có nghĩa là ông không nghĩ đến việc để dành tiền. Ông mua sách vở, phim ảnh, rượu bia, lâu lâu tìm cảm giác mạnh ở sòng bài, hoặc mùa hè lái xe khắp các thành phố, tiêu hết tiền rồi mới về. Dĩ nhiên hôm nay ông cũng có một chút hối tiếc, là bởi vì nếu biết trước sẽ lấy vợ, chắc chắn ông đã tiết kiệm để có số vốn khi đón Bắc về. Nhưng ông lại tự an ủi ngay rằng, dù căn phòng ông mướn có sập sệ nhất nước Canada thì cũng vẫn còn hơn xa căn nhà của mẹ con Bắc tại làng Đông Lộ. Rất may cho ông là Bắc về với ông, xem chừng cũng chẳng chú ý gì đến bề ngoài. Nàng bắt tay ngay vào việc nội trợ, quét dọn và thu xếp nhà cửa thật ngăn nắp. Nàng nói năng lễ phép, học hỏi rất nhanh những thói quen và sở thích của ông Toán để chiều chuộng. Ban ngày cũng như ban đêm khiến ông hết sức cảm động và say mê. Quá nửa đời người, lần đầu tiên chung sống với một người đàn bà, ông Toán cứ tiếc mãi là trễ quá, bây giờ mới biết thế nào là mái ấm gia đình. Và càng yêu Bắc, ông càng hối hận vì 10 năm qua đã không dành dụm để có được một căn nhà đẹp, một cái xe mới xứng đáng hơn. Ngày ngày ông đi làm, Bắc đi học Anh văn. Buổi chiều ông về đến nhà là cơm nước đã dọn sẵn, toàn những món đơn giản nhưng rất hợp khẩu vị. Bạn bè, người quen, ai cũng khen ông may mắn, không ngờ hậu vận lại quá tốt về mặt tình duyên.
Từ ngày có em về, nhà mình ngập ánh trăng thề. Ông Toán mở cassette, nghe đi nghe lại bản nhạc của Lam Phương như một lời cảm ơn tế nhị dành cho người vợ trẻ, để nàng biết rằng ông đang miên man sống trong hạnh phúc. Bác viết thư về nhà, báo cáo tình hình êm đẹp nơi xứ lạ quê người. Nàng gửi cả sắp hình màu, đứng tươi cười bên chiếc Toyota mới rửa của ông Toán. Bà Nam quát đứa con út đọc thật to cho cả nhà nghe, rồi cầm thư và ảnh đi khoe khắp làng. Hai đứa con út thì đánh nhau túi bụi, vì đứa nào cũng muốn xé cái tem có hình nữ hoàng Elizabeth để cất vào cặp. Từ ngày có ông con rể Việt Kiều, gia đình bà Nam được nâng cấp, cao vọt dưới mắt dân làng. Đồng chí bí thư kiêm chủ tịch xã đi đâu cũng tạt vào chơi, dễ dãi ngồi uống cốc nước vối ngoài hiên, hỏi thăm đôi ba câu về vợ chồng Bắc. Bà Nam hãnh diện lắm, bởi vì ngay sau hôm đám cưới, các đồng chí ngoài ủy ban đã khẩn khoản mời ông Toán ra tham quan trụ sở để ông thấy rõ sự phát triển của xã trong thời kỳ đổi mới. Điển hình là ngôi trường phổ thông cấp 1, tuy chỉ mới bắt đầu khởi công, nhưng nhân tiện có sự hiện diện của ông Toán, ủy ban đã khẩn trương tập trung tất cả giáo viên và học trò cho làm lễ khánh thành ngay trước đống gạch đỏ và gỗ tạp chất ngổn ngang quanh cột cờ. Ông Toán ngại quá, nhưng bà Nam và Bắc cứ giục mãi, ông đành phải miễn cưỡng đến dự và móc ra một nắm tiền. Ông hiệu trưởng run run nhận món quà 3 triệu đồng do Việt Kiều, Vũ Đình Toán trao tặng, rồi tha thiết xin ông ban cho các em mấy lời động viên. Hôm sau, ông đang chuẩn bị dã từ bà Nam đưa Bác trở vào Sài Gòn thì lại thêm mấy đồng chí phụ trách thương binh liệt sĩ đến quyên góp. Ông không biết tính sao, liền đưa hết tiền cho Bác và bảo: anh chẳng biết chỗ nào nên cho, và cho nhiều hay cho ít, thôi thì em giúp anh việc này vậy. Bác nhìn chồng cảm động. Nàng tiếc tiền lắm, nhưng cũng đành véo ra 1 triệu xung vào quỹ, bởi nàng biết tất cả những ban bố rộng rãi của ông Toán hôm nay, chỉ có mẹ nàng là vui hơn cả. Cũng giống như mọi người chưa ra ngoài nước bao giờ, bà Nam trấn an Bác: chả tiếc con ạ, sang bên ấy rồi thiếu gì. Bác cũng tin như vậy, cho nên bao nhiêu tiền ông Toán giao cho nàng giữ, nàng đem phân phát cho gia đình gần hết. Qua đến Canada, bác mới nhìn ra là không dễ hốt bạc như nàng lầm tưởng. Và từ đó nàng càng thương ông Toán hơn. 2-3 lần nàng trách: khổ quá, anh chả nói cho em biết rõ sự thể gì cả. Thôi từ nay phải hà tiện mới được, anh đi làm vất vả quá mà tiền chả có, em áy náy lắm. Ông Toán cười hiền lành. Bác ưu tư tiếp: chung quy cũng chỉ tại em, anh để dành mãi mới được hơn vạn bạc. Về cưới em là hết nhẫn. Thôi em chả đi học nữa đâu, anh tìm cho em việc gì cũng được, em đi làm giả lại cho anh. Nửa năm sau, một buổi chiều, ông Toán đi làm về thấy vợ nằm khóc trong buồng. Ông không kịp cởi giày, chạy lao vào hỏi thăm. Bác cứ úp mặt xuống gối sụt sùi mãi, rồi mới đưa cho chồng lá thư của bà Nam mới gửi sang. Trận bão tháng vừa rồi đã thổi tung mái nhà bà, đẩy mấy mẹ con vào cảnh màn trời chiếu đất. Bà không ngỏ ý xin giúp đỡ, nhưng đọc thư, bác phải hiểu là mẹ cần tiền để lập lại căn nhà. Rơm rạ che nứa không đắt bao nhiêu, nhưng với hoàn cảnh gia đình bác thì cũng là một món khá lớn, phải cần thời gian góp nhặt. Ông Toán xem xong lá thư, thở phào đặt tay lên vai Bắc và nói: cái nhà của mẹ em, bão không thổi sập thì chính mẹ em cũng nên giật sập rồi làm lại cái khác. Sân trước vườn sau còn khá rộng, tại sao không nhân dịp này nới ra mà ở? Bắc ngơ ngác ngồi lên,
mở to mắt nhìn chồng. Ông Toán rút tờ Kleenex đưa cho bác rồi bảo: "Ngày mai em ra phố gửi ngay về cho mẹ em vài trăm, rồi anh sẽ gom góp vài ngàn, bảo mẹ em san bằng căn nhà đó đi, xây lại cái mới, lợp ngói hoặc lợp tôn cho chắc ăn." Bác cảm động lắm, chớp mắt u tư bảo chồng: "Em cảm ơn anh, nhưng mà hôm nọ anh bàn với em là anh đang để dành tiền để mua nhà cơ mà. Thôi em bàn thế này, gửi cho mẹ em mấy trăm thôi, mua danh lợp lại là được rồi. Xây nhà mới thì tốn chết, biết bao nhiêu cho đủ. Mình cũng phải lo cho mình nữa chứ, giá nhà đang rẻ, lãi suất lại thấp." Ông Toán cãi: "Anh với em không mua nhà năm nay thì năm tới, không năm tới thì năm tới nữa. Còn nhà của mẹ em thì không thể chần chờ được. 6-7 người chui vào một diện tích chỉ bằng cái chiếu, ghê quá." Bác 2-3 lần bác bỏ ý kiến xây nhà cho mẹ vì không đành lòng thấy chồng hy sinh quá lớn. Nhưng ông Toán cứ dứt khoát sẽ thực hiện kế hoạch đó, và bác đành im lặng chẳng biết nói gì hơn. Bác đòi nghỉ học đi làm, ông Toán cũng nhất định không cho. 4 tháng sau, ông Toán nhận thêm một công việc thứ hai. Đó là việc buổi chiều làm công cho một hãng cleaning chuyên quét dọn các văn phòng sau giờ tan sở. Chủ nhân hãng này là một người bạn cũ, bằng lòng trả tiền mặt cho ông Toán. Như thế có nghĩa là từ nay, mỗi ngày ông sẽ vắng nhà khoảng 15 tiếng đồng hồ. Sáng dậy từ 6 giờ, uống cà phê, rồi xách túi ra đi vào nhà máy. 4 giờ chiều về tới nhà, ăn cơm với bác rồi nằm ngủ một chút. 5 rưỡi lại ra đi, lao vào các cao ốc, đổ rác, hút bụi, lau cửa kính. Công việc giao khoán, nhưng có làm nhanh lắm thì cũng phải hơn 11 giờ đêm mới hoàn tất. Và khi leo lên giường thì đã quá nửa khuya. Bác nhìn chồng băn khoăn lắm, nhưng cảm thế nào ông cũng chẳng nghe. Ông muốn đốt thời gian, bởi 10 năm qua ông cho là đã bỏ phí, và bởi tuổi ông cũng đã xế chiều, chẳng còn bao lâu để góp nhặt. Hằng ngày ông đi làm thì bác đến trường, chiều ông về có cơm dọn sẵn, và lắm khi bác ngồi xuống cởi giày cho ông. Buổi tối ông ra đi là quãng thời gian đằng đẵng một mình mà bác thấy khổ sở nhất. Coi bao nhiêu show TV vẫn chưa đến giờ ông Toán tan sở. Tuy vậy, bao giờ bác cũng dán ngồi đợi, dù lắm khi buồn ngủ díu mắt lại. Bác muốn bất cứ lúc nào chồng đi làm về cũng có nàng bên cạnh để chăm sóc. Từ khi cày 2 job lại thêm overtime cuối tuần, ông Toán già hẳn đi, không cách nào che giấu nổi nét mệt mỏi trên khuôn mặt, mà nhất là trong đôi mắt thiếu ngủ. Mắt thì tất nhiên trắng ra, trẻ trung và mặn mà hơn trước rất nhiều, tỷ lệ nghịch với ông Toán. Ông Toán cũng biết thế, nhưng ông không bận tâm lắm. Ông tìm được niềm vui sâu kín là giúp đỡ bên vợ, để làm vui lòng bác, để bác thấy ở ông một phong độ quân tử. Mỗi tháng mấy tấm chi phiếu, ông chỉ việc ký tên vào sau lưng rồi giao hết cho bác, nhờ nàng đem bỏ vào chương mục tiết kiệm. Dịch vụ ngân hàng bác không biết nhiều, và cũng chẳng cần phải biết nhiều. Nàng chỉ cần nhớ thuộc lòng có vài chữ tiếng Anh là đủ để giao dịch rồi. Mỗi lần gửi tiền vào hoặc rút tiền ra, dù chỉ là vài chục bạc, bác đều thưa trước với chồng và mở sổ cho ông Toán coi, dù ông gạt đi vì quá bận. Nàng cũng để ý mua những món ăn tẩm bổ cho ông Toán để bù đắp những vất vả thường nhật của ông. Và cứ lâu lâu nàng lại nhắc ông nên bỏ cái job buổi tối, bởi chỉ cần làm overtime cho nhà máy là đã đủ tiêu rồi. Ông Toán dĩ nhiên không nghe, bởi ông đã hứa sẽ xây nhà cho gia đình bác, và ông muốn chỉ nội trong năm nay ông có được vài ngàn gửi về Sơn Tây. Chẳng những thế, trong khi đi làm hùng hục để phục vụ bên vợ, ông lại còn cảm thấy có lỗi với bác, bởi đáng lẽ ông phải đưa vợ đi chơi, dạo phố những ngày cuối tuần mới đúng với trách nhiệm của người chồng. Ông thấy thiếu bổn phận, bởi chỉ có 2 buổi tối thứ bảy và chủ nhật không đi làm, thì ông lại lăn ra ngủ để bù cho cả tuần lễ mệt mỏi. Ông thường xin lỗi bác và khuyên nàng nên theo bạn bè đi shopping hoặc đi hát karaoke cho khuây khỏa, nhưng dĩ nhiên bác không thể nhẫn tâm làm như thế được.
Bạn bè ông Toán dần dần nhận ra một sự thật mà chính ông không hề biết. Đó là sự lấn chiếm một cách dịu dàng của Bắc đối với ông, biến ông thành nô lệ của tình yêu. Ông say mê cái thú đau thương mà ông không thấy, bởi chiến thuật của Bắc tinh vi quá, du ngủ ông bằng những lời ngọt ngào, bằng phương thức thừng mềm trói chặt, nghĩa là người bị trói không hề biết mình bị trói. Bắc chẳng bao giờ trực tiếp thúc giục ông đem sức lao động ra để phục vụ bên nhà nàng. Chẳng bao giờ ép ông phải lê tấm thân già đi làm một ngày 15 tiếng. Tuy nhiên, cách nói mềm mỏng và tinh tế của nàng, sự săn sóc chu đáo thường nhật của nàng đang từ từ giết ông mà ông không ngờ tới. Nhưng thôi, miễn là ông vui, ông hài lòng với chính mình là được rồi. Ông có kiệt sức mà gục xuống trong cánh tay Bắc, chắc chắn ông cũng sẽ dễ dàng xuôi tay nhắm mắt. 2 năm sau, chương mục tiết kiệm của Bắc đã lên tới con số trên 10.000. Bấy giờ Bắc mới rủ ông Toán về thăm nhà. Nàng rủ ông Toán một cách rất tha thiết, bởi nàng biết trước ông sẽ không nhận lời. Ông bảo: "Thôi, em về một mình đi. Anh làm 2 job, đâu có xin nghỉ cả 2 nơi một lúc được." Bác mừng lắm, nàng sẽ đích thân lo việc xây nhà cho mẹ và các em. Nhưng tạm thời, mặt nàng cứ buồn vời vợi để tỏ vẻ miễn cưỡng phải xa chồng. Nàng chỉ chiết: "Em chỉ lo có mỗi một việc là hàng ngày anh đi làm vất vả, lấy ai cơm nước cho anh?" Ông Toán tươi cười gạt đi: "Thì trước khi lấy em, anh đã sống một mình hơn 10 năm, có sao đâu. Em về giỏi lắm là 2 tháng chứ bao lâu." Vẫn biết thế, nhưng để anh lại một mình, em chả ăn lòng tí nào cả. Và cứ thế, Bác cứ giàu dĩ, suýt xoa mãi, cho đến ngày lên đường về nước, ôm theo gần 10.000. Ông Toán mắt nhắm mắt mở lái xe đưa vợ ra phi trường, rồi quay về lăn ra ngủ. Ông hãnh diện thấy mình đang mang lại niềm hạnh phúc cho biết bao nhiêu người, trong đó quan trọng nhất là Bác, người vợ trẻ khả ái của ông. Bác đã xa ông 2 tháng, ông có thể thanh thản nằm ngủ những chiều cuối tuần mà không cảm thấy áy náy vì thiếu bổn phận với nàng. Về tới địa phận xã Đông Lộ, từ xa Bác đã thấy lố nhố hàng chục người đứng đợi ở cổng làng, ngay tại cái địa điểm mà 2 năm trước gia đình nàng đã đón ông Toán lần đầu. Ngày ấy, bà Nam cầm đầu phái đoàn ra rước Việt Kiều Vũ Đình Toán. Hôm nay, bà cũng dẫn toàn bộ lực lượng ra đón Việt Kiều, Nguyễn Thị Bắc, Quy Cố Hương, và quang cảnh lại tái diễn tương tự như lần trước. Vẫn những bộ quần áo mới, những tiếng reo cười, chào hỏi, ôm ấp rồi tiệc tùng linh đình, nhà cửa lúc nào cũng vui như Tết. Bác chỉ nghỉ có 2 ngày, rồi bắt tay ngay vào việc xây nhà cho mẹ. Gạch, ngói, gỗ, cát, xi măng ùn ùn trở tới. Hàng chục người đào đất hì hục gánh lên đắp nền, nới rộng căn nhà cũ ra sát hàng rào tre phía sau. Thợ mộc, thợ nề ra vào tới tấp. Thuốc lào, nước chè, khoai luộc, bánh kẹo chẳng lúc nào ngưng, từ sáng tinh mơ cho đến khi mặt trời lặn. Bác mặc quần jean, áo thun ngắn tay, đeo kiếng mát, cầm cuốn sổ nhỏ và cái quạt nan đi vòng vòng, đóng vai tổng chỉ huy công trường. Chung quanh nàng lúc nào cũng có ít nhất vài đứa trẻ chạy theo, đăm đăm quan sát toàn thân hoặc nhìn thẳng vào mặt nàng, dường như cố gắng tìm xem giữa cô Bác 2 năm về trước ở làng Đông Lộ và cô Bác hôm nay từ nước ngoài về nó khác nhau thế nào. Đứa em út của Bác lâu lâu bắt chị phải nói một câu tiếng Anh để cả bọn nhìn nhau phá lên cười thoải mái. Bác chiều các em nên mới bất đắc dĩ phải nói tiếng Anh, chứ thật ra chính nàng cũng ngượng vì chữ nghĩa chưa có bao nhiêu. Huống chi nàng cũng giống như ông Toán, dứt khoát không khoe khoang chuyện nước ngoài. Nàng mời mẹ ra sân, cầm cái que vạch xuống đất, tỉ mỉ phác thảo bức họa đồ nhà ngói cây mít, biểu tượng phú quý của nông thôn mà mẹ nàng ao ước suốt cả một đời. Trước hết, con dốc từ bờ ao mà ngày ngày chị em nàng vẫn xuống gánh nước tưới rau, lắm khi trơn ướt, nguy hiểm. Bác sẽ cho lát gạch xây bậc thang chạy thẳng tới đầu nhà. Rồi cái hố xí sau bụi tre, ruồi nhạc lúc nào cũng vo ve bay, bốc mùi khó chịu những ngày gắt nắng. Bác sẽ lấp đi
dựng hẳn một cái cầu theo kiểu hiện đại. Và quan trọng hơn nữa, bác bàn với mẹ phải xây phòng tắm, không thể chờ tối trời lội xuống ao kỳ cọ như thói quen lâu đời ở làng này. Nàng bảo, nhà một lũ con gái mà không có lấy một cái bồn tắm bất tiện lắm. Bà Nam gật đầu tán đồng ngay. Bà thì chẳng thấy có gì bất tiện cả, nhưng hễ bác ngỏ ý muốn xây cho bà bất cứ cái gì, bà cũng sẽ chẳng dại gì từ chối. Bà luôn miệng khen ông con rể là người tốt, và bà nhắc bác phải biên thư hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho ông Toán trong thời gian vắng nhà. Điều này thì thật ra bà chẳng cần phải nhắc, vì bác rất chu đáo. Cứ vài hôm nàng lại ra thị xã để liên lạc với ông Toán bằng điện thoại hoặc bằng thư điện. Ông Toán bảo nàng cứ yên tâm ở lại, khi nào xây xong nhà rồi hãy về. Trong số những người hì hục làm việc cho bác, có cả ông hàng xóm bên kia bờ ao cùng hai đứa con trai phụ trách khâu thợ mộc. Từ hôm bác lấy chồng Việt Kiều, cha con nhà này bắt đầu có cái nhìn khác đối với gia đình bà Nam. Và hôm nay khi bác ôm tiền về xây nhà, cái nhìn lại càng khác nữa, nhất là khi bác đích thân sang hỏi thăm và thuê mấy cha con qua làm. Chỉ riêng có Cảnh thì vẫn xấu hổ và hối hận, nên đành lánh mặt không dám gặp bác. Một buổi trưa, bác nằm ngủ trên chiếc võng căng ngang hai cây ổi mọc sát bờ ao. Căn nhà lúc này đã thành hình dạng, đang đóng dui mè để chờ lợp mái. Bác không còn nóng ruột như mấy tuần đầu nữa. Buổi trưa ăn cơm xong, nàng thường nằm nghỉ một lát dưới tàn cây rậm rạp, có gió ao thổi lên nhẹ nhẹ vỗ về giấc ngủ. Hôm ấy, bác vừa ngồi xuống võng thì nghe có tiếng ho nhẹ từ sau bụi tre trước mặt. Bác ngẩng lên và nhận ra Cảnh. Nàng vội quay mặt đi, thản nhiên vén tóc cột lại và từ từ nằm xuống. Bác tưởng tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy Cảnh sẽ bỏ đi, nhưng Cảnh vẫn bước tới từng bước chậm, cho đến khi còn cách cái võng khoảng một thước mới dừng lại, hai tay đan vào nhau, bối rối nhìn bác. Bác thấy uất nghẹn trong lồng ngực, bao nhiêu ấm ức tưởng đã quên hết bỗng dưng đột ngột bùng dậy trong lòng. Nàng muốn chồm lên vá vào cái mặt thằng phản bội đã làm nàng suốt một năm trời điêu đứng vật vờ vì thất vọng. Cũng tại khu vườn chuối này, một buổi trưa nắng gắt như hôm nay, bác đã nằm bên cạnh, đã để cho đôi tay gã thản nhiên cởi hẳn nút áo. Cái kỷ niệm lần đầu ngây ngất biết đến đàn ông, nàng không thể nào quên được. Ấy thế mà gã dám hất hủi nàng, dù bao nhiêu cánh thư từ đơn vị viết về đều chứa chan lời hẹn ước. Bác ngước lên nhìn Cảnh, nét mặt gã cực kỳ lúng túng và ánh mắt toát ra lời cầu khẩn van xin. Cảnh run run nói, bác vẫn còn giận tôi. Bác quát mắt lên nạt, anh còn dám vác mặt đến đây gặp tôi nữa hay sao? Đi ngay cho khuất mắt. Nghe bác nói, bao nhiêu lo lắng trong lòng Cảnh từ mấy tuần nay bỗng giảm đi quá nửa. Gã sợ nhất là gặp bác mà nàng quay mặt đi không thèm tiếp chuyện, dù chỉ là những lời chửi mắng. Gã nói, tôi đi ngay, tôi không dám làm phiền bác nữa đâu. Nhưng trước khi đi, tôi chỉ xin bác cho tôi nói một lời, là bác đã hiểu lầm tôi. Bác lặng yên phe phẩy quạt. Nàng từ từ ngồi dậy, vì thấy chẳng nên nằm ngửa trước mặt một người đàn ông. Cảnh đã toan đi, nhưng thấy bác ngồi lên, gã nán lại và ngập ngừng tiếp. Hôm nay tôi gặp bác là để xin lỗi bác về chuyện ngày xưa của bác với tôi. Đằng nào thì bác cũng đã có gia đình rồi, tôi mừng vì bác lấy được chồng danh giá. Tôi chỉ xin nói với bác là ngày ấy không phải tôi thay lòng đổi dạ, mà chỉ vì bố tôi nhất định cấm, không cho tôi lấy bác. Bác vẫn không nói gì, nhưng cơn giận đã tan hẳn sau những lời trần tình của Cảnh. Nàng thấy lòng mình nhẹ nhõm, có pha chút xúc động vì tự ái vừa được vút ve. Chẳng phải Cảnh không yêu nàng, mà chỉ vì ông bố cấm cản. Cảnh cởi nút áo ngực, thò tay vào lôi ra một sấp giấy cột bằng sợi dây thun, chìa ra trước mặt bác.
Bao nhiêu thư của bác gửi cho tôi lúc tôi đi bộ đội tôi vẫn còn giữ nguyên. Thỉnh thoảng tôi vẫn đem ra đọc. Hôm nay tôi xin giả lại bác. Bác cầm lấy. Bác có gia đình rồi, tôi không nên giữ làm gì. Mấy lần tôi đã toan đem đốt đi nhưng lại cứ tiếc, không nỡ. Bác cầm xấp thư cảnh trao, nước mắt tự dưng trào ra, lăn xuống hai bên má. Nàng tháo sợi dây thun, lật nhanh những trang giấy ố vàng, nhìn lại nét chữ mặn nồng của nàng trao về cảnh. Rồi nàng gấp hết lại, đứng dậy, bỏ cảnh đứng đó, thơ thẩn đi sâu vào vườn chuối. Nàng dừng lại đúng vị trí mà mấy năm trước đây nàng đã nằm với cảnh. Nàng đưa mắt nhìn xuống cơn dốc thoai thoải, nơi hai đứa em nàng ngày đó ngồi câu cá, khiến nàng cứ phải nằm yên cho cảnh tái máy. Bác thở mạnh, vói tay giật một tàu lá chuối khô trải xuống và ngồi lên. Cảnh rón rén thân sau lưng, nói nhỏ như thì thầm. Bác vẫn còn nhớ chỗ này. Bác đi rồi tôi cũng vẫn hay ra đây ngồi một mình để nhớ đến bác. Nàng ngẩn lên, đôi mắt long lanh nhìn gã. Không bao giờ em quên được. Câu nói ấy là một lời mời gọi, xóa cho cảnh hết mọi nỗi lo âu. Gã sung sướng ngồi xuống bên cạnh bác, cách khoảng một gang tay. Không thấy bác nói gì, gã nhích lại gần, chạm vào người bác, rồi tiến thêm một bước nữa, quàng tay qua vai bác. Nàng để yên, dạo dực sống lại chuyện tình đầu một cách thản nhiên, bởi chồng nàng đang ở xa tít bên kia đại dương, không có gì phải lo lắng. Cảnh hỏi, thế bao giờ em lại đi? Bác khoanh tay, đặt trên hai đầu gối, cúi đầu xuống, tựa cằm lên cánh tay và đáp, làm xong nhà thì em đi. Nhưng em hỏi thật, ngày ấy tại sao anh lại bỏ em? Cảnh kéo ghì bác về phía mình và nhấn mạnh, anh vừa bảo với em rồi, tại bố anh chứ có phải tại anh đâu. Bố anh chia nhà em nghèo chứ gì, chia em không có của hồi môn chứ gì. Cảnh phân bua, anh không yêu em thì anh giữ thư của em làm gì? Anh phải giấu mãi đấy, bố anh mà bắt được thì chết. Hôm em xuất cảnh anh chạy ra chào, em chả thèm nhìn anh. Anh cứ khổ sở mãi vì chả biết đến kiếp nào mới gặp lại được em để nói một lời xin lỗi. Ông cụ anh già rồi, đâm ra lẩn thẩn, em hiểu cho. Gã đặt một tay lên vai bác, vừa nói chuyện vừa xoa nhẹ nhẹ. Giờ này thì cảnh phải nghiêng mình bái phục mọi tính toán của ông bố. Từ hôm bác về làng, cảnh cứ ru rú trong nhà, vừa buồn vừa tiếc. Lâu lâu cảnh ra bờ ao, nép sau gốc sung nhìn sang, thấy cái dáng trẻ trung và tự tin của bác đứng giữa đám thợ xây nhà. Lòng gã thắt lại như người mất của. Ông bố cảnh thì nhanh trí lắm. Ông giục cảnh phải ra gặp bác và nói vài lời xin lỗi. Chẳng phải vì ông hối hận ngày ấy đã khinh nhà bác nghèo. Ông chỉ biết hiện tại bác có tiền và đứa con ông, mối tình đầu của bác, biết đâu chẳng gỡ gạc được chút ít. Cảnh thì vẫn xấu hổ nên dùng rằng không dám thò mặt ra. Ông mắng, mất cái gì? Mày nói nó không nghe thì thôi chứ nó ăn thịt được mày hay sao? Tình cũ không dù cũng lại, mày làm quần quật quanh năm suốt tháng không mua nổi cái xe đạp, nó thì bây giờ giàu nứt đố đổ vách. Nói với nó vài câu, biết đâu nó chả siêu lòng dúi cho mày vài chỉ. Mày cứ đổ hết cho tao, bảo là ngày ấy mày đòi lấy, nhưng tao cấm. Nhớ như thế, cứ đổ hết cho tao. Hễ nó siêu lòng thì xin nó cái xe. Tiền rừng bạc bể, cái xe thấm vào đâu? Rồi ông dặn dò từng chi tiết, từng câu nói, bắt cảnh nhẩm đi nhẩm lại cho đến khi thuộc lòng mới thôi. Ông nhấn mạnh, mày cứ nhớ rằng mày chẳng mất gì cả, mà biết đâu mèo mù vớ cá rán. Cả mấy anh em của cảnh cũng tha thiết đốc thúc, coi cảnh là một thứ đầu tư không vốn. Cảnh lên tinh thần thi hành kế hoạch của bố, và quả nhiên thắng lợi vượt chỉ tiêu. Giấc mộng một đời của cảnh là cái xe Dream, biết đâu chỉ nay mai sẽ đạt được. Cả làng Đông Lộ này chỉ mới có mấy cán bộ ngoài ủy ban chạy xe Dream, và mỗi lần ngang qua nhà ai là trẻ con ùa ra ngắm nghía. Nhớ đến lời bố dặn, cảnh bảo bác, em mới ra nước ngoài có 2 năm mà giàu quá nhỉ? Bác tặc lưỡi, giàu đâu mà giàu,
chẳng qua là vì tiền bên này rẻ, 100 đô ăn cả triệu bạc, nên ai cũng tưởng là giàu. Chính em dạo chưa xuất cảnh cũng cứ tưởng như thế. Có điều là dù sao cũng dễ hơn bên này. Cảnh nghiêng đầu tựa vào vai Bắc, chạm vào những giọt mồ hôi lấm tấm trên cổ nàng. Gã ngửi thấy mùi nước hoa rất nhẹ nhưng có sức lôi cuốn mãnh liệt, khiến gã ngây ngất sống lại cái cảm giác nồng nàn của mấy năm về trước, cũng tại mảnh vườn kỷ niệm này. Chỉ khác là hôm nay ngồi bên Bắc, Cảnh tỉnh táo lắm. Cảnh tự bảo mình rằng đây có lẽ là cơ hội thuận tiện nhất để thực hiện kế hoạch tối hậu mà ông bố đã ân cần giao phó. Gã hình dung ra cả nhà đang hồi hộp chờ đợi kết quả chuyến công tác quan trọng của gã. Nhưng gã không biết làm cách nào để nhập đề, đành cứ nói loanh quanh đủ mọi thứ chuyện. Bác chua chát hỏi: Bấy lâu nay anh vẫn chưa lấy vợ, chắc là chưa tìm được cô nào có của hồi môn chứ gì? Cảnh biết bác vẫn còn giận ông bố mình nên đáp: Em đi rồi, anh hối hận và nhớ em quá nên chả thiết lấy vợ nữa, cũng chỉ tại bố anh. Dạo ấy anh mới đi bộ đội về, thương ông cụ, thành ra mới để nhớ chuyện chung mình. Nói của đáng tội, bố anh cũng lấy làm ân hận lắm, nhưng mà muộn mất rồi, biết làm thế nào được. Thôi thì âu cũng là duyên số. Bác mùi lòng ngồi yên. Cảnh chẳng phải nói nàng cũng biết là cha con Cảnh rất hối tiếc. Chính mẹ nàng mới tiết lộ cho nàng biết ông hàng xóm đã sang xin lỗi và tự nguyện qua xây nhà cho bà Nam mà không dám tính tiền công. Bà với cô cho bao nhiêu cũng được, miễn là câu chuyện cũ, bà đừng để bụng là cha con chúng tôi đội ơn bà lắm lắm. Bố xin lỗi, rồi con xin lỗi. Bác thấy hà dạ lắm, y như trả được một mối thù từ lâu đè nặng trong lòng. Im lặng một lúc, bác đề nghị: Có lẽ độ hai hôm nữa em có việc phải xuống Hà Nội, anh đi với em nhé. Cảnh sung sướng đê mê, liền dứt khoát nhập đề: Em bảo đi đâu anh cũng đi. À, anh định hỏi thăm cái này, ở bên ấy xe Dream có đắt lắm không? Bác phì cười: Em chả biết nữa, là vì ai cũng đi ô tô, chứ có ai chạy xe Dream, xe cấp hay Honda như bên này đâu. Ô tô mới đắt, chứ xe gắn máy chẳng có bao nhiêu. Cảnh kéo Bác nằm xuống, tiếng lá khô xào xạc vỡ dưới lưng nàng. Cảnh cũng nhoài người nằm bên cạnh, nghiêng người đặt một bàn tay lên vai Bắc. Bên ngoài chiếc áo thun bằng sợi có in hàng chữ Welcome to Canada. Nàng nhắm mắt lại, lâng lâng xúc động như lần đầu được Cảnh ôm ấp. Nàng hồi hộp chờ đợi, nhưng Cảnh không tiến xa hơn. Bàn tay gã nằm bất động trên vai. Khá lâu Bắc mới nghe Cảnh thủ thỉ: Anh thì anh chỉ ước làm sao mà có được cái xe Dream. Có cái xe ấy là cả đời anh, chả còn mong gì nữa. Hay là nhân tiện em xuống Hà Nội, em cho anh xin một cái làm kỷ niệm được không? Bác giật mình mở mắt nhìn Cảnh. Hóa ra ôm Bác trong tay mà Cảnh chỉ nghĩ đến chiếc xe. Trong khoảnh khắc, nàng thấy hiện ra trong trí hình ảnh người chồng lớn tuổi, giờ này đang cặm cụi hút bụi, đổ rác, lau cửa kính cao ốc, gom góp từng đồng để nàng về thăm gia đình và xây nhà cho mẹ nàng, nở mặt nở mày với hàng xóm. Lòng Bác chợt nhói lên một niềm đau, hối hận, như tiếng nói của lương tri đang kéo nàng trở về con đường chính. Nhớ lại mấy năm trước, mẹ nàng thường ấm ức bình phẩm về bố con ông Cảnh và gọi là cha nào con nấy. Bác hất mạnh cánh tay Cảnh ra khỏi vai mình, đứng bật dậy và quắt mắt bảo: Dạo ấy bố anh xui anh bỏ tôi. Chắc bây giờ cũng lại chính bố anh xui anh xin tiền tôi chứ gì. Cũng may anh nói ra tôi mới biết, anh gặp tôi không phải để xin lỗi mà để xin tiền. Nàng bỏ Cảnh há mồm đứng đó, chạy nhanh ra khỏi vườn chuối, trở lại sân nhà, nhập bọn với mấy người đang gieo hò truyền gạch lên mái. Một ông thợ nề khập khiễng xách thùng nước từ nhà sau đi tới, gật đầu lễ phép chào Bác. Bác mỉm cười chào lại, mặt vẫn còn nóng bừng vì cơn giận chưa tan. Hình ảnh chồng nàng lại chợt đến, nụ cười hiền hòa nhìn nàng bằng ánh mắt bao dung.
hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Dấu Tích Ân Tình của Nguyễn Ngọc Ngạn qua giọng đọc của Thanh Lan và tác giả. Lúc đầu vì thèm ăn thịt heo quá, Thược đã toan cưới cô hàng thịt. Lấy mồi, theo lời nàng phân tích, ngoài cái lợi thiết thực là mỗi tuần ít nhất cũng được ăn một bữa thịt lợn, Thược sẽ còn hưởng nhiều thứ đặc quyền cụ thể khác mà gã không ngờ tới. Trước hết, mùi đã có một đời chồng. Như thế, bao nhiêu kinh nghiệm của cuộc sống ái tình mùi tiếp thu trước đây, bây giờ chỉ cần phát huy thêm là đảm bảo hạnh phúc bên cạnh Thược. Nàng thủ thỉ bên tai gã. Dạo ấy em còn bé, đã biết gì đâu. Bố mẹ bắt lấy chồng thì cứ lấy, chứ đã biết yêu thương là gì. Mẹ em cứ bảo mãi là răng khuyết còn có khi tròn, con gái quá lứa hết giòn hết xinh. Mày đừng có ấm ẹo, không khéo rồi lại ế chồng ế chơ ra đấy. Nghe mẹ bảo thế thì em đành phải nhắm mắt đưa chân thôi. Mãi đến bây giờ gặp anh, em mới biết thế nào là tình yêu. Thược nghe thấy bùi tai lắm. Mùi lại có sẵn một đứa con riêng, rất tiện, không cần phải sinh đẻ gì nữa, để khỏi vi phạm chính sách ba khoan của nhà nước. Chưa yêu thì khoan yêu, yêu rồi thì khoan cưới, cưới rồi thì khoan đẻ. Điều làm Thược phấn khởi nhất là thằng chồng cũ của Mùi trúng gió chết bất đắc kỳ tử. Nghĩa là tất cả vốn liếng, buôn chui bán lén của Mùi mấy năm nay vẫn còn nguyên, vì Mùi không phải lo thuốc thang ngày nào. Khác hẳn mẹ Thược trước đây, ho lao nằm liệt giường, ngáp lên ngáp xuống mãi, rồi khi biết cả nhà đã khánh kiệt, bà cụ mới chịu dứt khoát về bên kia thế giới. Tất cả những lời thuyết phục đó làm Thược siêu lòng. Gã thấy Mùi ăn nói nhỏ nhẹ nhưng rất logic, y như một bài giảng chính trị về biện chứng pháp duy vật mà gã vẫn thường nghe ở cơ quan. Thế là từ đó, ngày ngày đi làm về, cơm nước có Mùi lo sẵn, Thược thấy cuộc sống thật đầy ý nghĩa. Đứa con 4 tuổi của Mùi cũng mến Thược lắm, chỉ vì từ ngày có Thược, Mùi trở nên dễ dãi và tiêu xài ít đắn đo hơn. Thược thường lấy tiền của Mùi mua bánh cho con Mùi theo cái lối hành xử của người phúc ta, và quả nhiên thằng nhỏ càng ngày càng thương Thược hơn cả mẹ ruột của nó. Người đàn bà khi yêu không giấu được ai. Cái vẻ lam lũ thường nhật ở Mùi đột nhiên biến mất. Chiếc áo cánh nâu rộng thùng thình vá ở hai khuỷu tay bây giờ được thay thế bằng cái áo phin nõn trắng mỏng, cắt rất gọn, rất sát, cố ý phô ra một vài đường nét cần thiết của cơ thể để nhắc nhở cho Thược biết rằng nàng còn rất trẻ. Mái tóc bị bỏ bê cũng đã lâu, bây giờ được Mùi chăm sóc lại và lúc nào cũng thoang thoảng thơm mùi bổ kết. Mọi thứ chung quanh Mùi đều mang bộ mặt mới, đánh dấu sự cáo chung của giai đoạn cô phụ 2 năm buồn thảm. Cuộc tình của Thược và Mùi được cả xã Hòa Vinh xôn xao bàn tán. Chẳng cần phải mở một cuộc thăm dò, Thược cũng biết rõ là đa số dân làng, nhất là các bà, các cô, đều chê Thược là thằng ngu. Người ta tiếc cho Thược yêu lầm. Có cô gặp Thược, bĩu môi nói bóng gió. Dài tờ mà phải lòng gái giả. Thực ra thì về tuổi đời Mùi chỉ mới 25. Nhưng trong hoàn cảnh chiến tranh trai thiếu gái thừa hiện nay, thì hễ cứ có một đời chồng, và nhất là đã có con, thì phải coi là già rồi. Có bà ngứa mồm mắng Thược: thiếu gì con gái mà phải rúc đầu vào con mẹ. Hình như họ không hiểu được những đặc quyền đặc lợi mà Mùi đang cung cấp cho Thược. Ở đời vẫn thế, có những kẻ lúc nào cũng sẵn sàng phân ưu cùng người khác, trong khi chính cái đứa bị phân ưu đó đang hạnh phúc hơn kẻ thương hại nó. Thược biết vậy, gã đang sung sướng mà biết bao nhiêu người chung quanh cứ tội nghiệp dùm gã. Tuy Thược không chính thức đến ở hẳn nhà Mùi, nhưng những gặp gỡ thường xuyên giữa hai người
đủ đem lại tháng ngày thần tiên cho gã. Miền Bắc lúc này đang bị dội bom những mục tiêu quân sự mà nhà nước gọi là thời kỳ chiến tranh phá hoại. Xã Hòa Vinh của Mùi ngày ngày nghe tiếng nổ vang vọng xa xa. Xã ủy và ủy ban hành chính xã nhốn nháo lo phòng thủ, đồng thời thúc đẩy nhân dân sơ tán. Nhưng Mùi không chú tâm, nàng đang hưởng hạnh phúc và đang phải thuyết phục Thược cưới nàng trước khi gã chấm dứt công tác ở xã để trở về trung ương. Nhưng có ai ngờ đâu cuộc tình ấy không bền vững. Chỉ một thời gian sau, Thược thấy mình lầm và muốn sửa sai. Bất cứ thằng đàn ông nào trên cõi đời này, bản chất tự thâm sâu đều mang máu sở khanh cả. Thược tin như thế. Nếu không thì chỉ vì thằng đàn ông ấy đạo đức giả, hoặc chỉ vì nó không có điều kiện hay cơ hội để lăng nhăng mà thôi. Riêng Thược đang ở vào một vị thế rất thuận lợi thì tại sao lại không cướp thời cơ? Gã suy đi tính lại và thấy rằng chẳng nên dừng chân ở một bến đậu làm mồi. Thế là Thược bắt đầu toan tính một âm mưu khác. Thược vốn không phải là người sinh sống ở làng này. Đầu năm nay, hợp tác xã Hòa Vinh bỗng phát hiện ra mấy trăm mẫu lúa bị bệnh vàng úa, trình lên trung ương xin cử cán bộ kỹ thuật về nghiên cứu. Phòng nông nghiệp tỉnh bố trí Thược xuống vì gã là kỹ sư nông nghiệp. Về đến làng, Thược vào ủy ban trình giấy giới thiệu, được địa phương xung xoe đón tiếp như một vị cứu tinh từ trời hiện xuống để thanh toán đám sâu dày, cứu dân thoát khỏi cảnh đói đang đe dọa. Cảm giác đầu tiên của Thược lúc tới đây là vừa đặt chân vào một vùng chiến tranh. Lần đầu tiên Thược được nhìn thật gần bao nhiêu ổ súng phòng không, lô cốt, chạm gác, chòi báo động bày ra nhan nhản dọc bờ đê. Trên cánh đồng sơ sát, nông dân vai đeo súng, súng thật và súng giả, lao động trong tình trạng nơm nớp lo sợ máy bay xuất hiện. Nhà cửa tháo gỡ ngổn ngang làm hầm trú ẩn. Cảnh tiêu điều thê lương gần giống như thời tiêu thổ kháng chiến mà Thược thường nghe những người lớn tuổi kể lại. Nhưng chính trong khung cảnh ấy, Thược khám phá ra một điều kỳ thú là khắp làng hầu như chỉ có toàn đàn bà con gái. Gã đi quanh đầu trên xóm dưới, chẳng những ít gặp đàn ông thanh niên mà ngay cả các cụ già và trẻ con cũng không thấy. Lác đác chỉ có một vài gã cán bộ cỡ tuổi trung niên, mặt mũi lúc nào cũng xanh xám lo âu, chạy tới chạy lui xem chừng bận rộn lắm. Quang cảnh ấy làm Thược rất phấn khởi. Hôm đầu trình diện, Chủ tịch Chu Thị Bích bố trí cho Thược căn buồng nhỏ ở ngay bên hông trụ sở, chỉ cho Thược biết cả lối dẫn xuống hầm trú ẩn, rồi tươi cười xoa tay bảo Thược: "Đồng chí ở tạm đây nhé. Lẽ ra cứ sự thường thì cán bộ các nơi về công tác chúng tôi đều gửi xuống cơ sở ở nhờ nhà dân, nhưng đồng chí là trường hợp đặc biệt cho nên ủy ban nhất trí thu xếp để đồng chí ở ngay trụ sở cho tiện." Thược nhìn quanh cái buồng nhỏ mái tranh vách đất chỉ kê vừa lọt cái giường, gã chưa kịp lên tiếng thì Bích lại tiếp: "Khổ quá đồng chí ạ, vừa sản xuất vừa đánh giặc, thế mà rời lại chẳng thương, tự dưng sinh ra cái bệnh vàng lúa. Nhờ đồng chí tranh thủ tiến hành kiểm tra ngay cho, không thì đói cả đấy." Thược buông ba lô xuống đầu giường, khua tay đuổi mấy con muỗi ngày đang vo ve bay quanh mặt. Gã không chú ý lắm đến câu nói của Bích. Tâm trí gã vẫn bận theo đuổi câu hỏi chính là tại sao cả làng chỉ toàn thấy đàn bà. Gã hỏi: "Chị Bích nhỉ, tôi thấy xã ta chỉ có toàn đàn bà thôi là thế nào? Đàn ông đâu hết cả?" Bích lắc đầu cười thân mật: "Rõ thật cái anh này, công tác ở cơ quan trung ương có khác. Thanh niên thì đi bộ đội hoặc bố trí ở các trạm phòng không duyên hải. Anh đi qua không thấy hay sao? Còn các cụ bố lão thì dắt trẻ con đi sơ tán cả rồi, ở lại đây mà chờ máy bay Mỹ bỏ bom." Dứt lời, Bích tất tả quay ra ngay, lúc nào cũng có vẻ vội vã. Tới cửa, cô quay vào bảo Thược: "Anh ổn định chỗ ăn ở đi thôi, tôi phải chạy sang bên công an có tí việc." Những ngày kế tiếp, Thược bắt tay ngay vào việc nghiên cứu tại hiện trường, lòng lâng lâng vui sướng. Nào có thấy bom đạn gì đâu,
máy bay thỉnh thoảng chỉ bay ngang, nhắm tới các mục tiêu quân sự. Còn những khu dân cư như xã Hòa Vinh này, có thấy chiến tranh đến gần bao giờ đâu mà chả hiểu tại sao Bích cứ hoảng sợ. Dân chúng gặp thược, có người nói xa nói gần, than vãn mãi về việc ủy ban bắt tháo gỡ nhà cửa, giường tủ để làm hầm trú ẩn. Thược nghe chỉ gật đầu, gã không mảy may bận tâm. Chuyến công tác đột xuất này, tạm xa thành phố lần đầu tiên, không ngờ lại đem cho gã nhiều niềm vui, trái hẳn với dự kiến của Thược trước lúc lên đường. Niềm vui đầu tiên là ngay trên chuyến xe khách từ huyện về làng, Thược đã tình cờ ngồi sát ngay bên cạnh Mùi, thăm hỏi Mùi về xã Hòa Vinh, rồi cùng đi bộ một quãng đường mấy cây số ngang qua cánh đồng để vào làng nhận công tác. Lúc chia tay trước cửa văn phòng ủy ban, Mùi khách sáo bảo: "Có điều kiện mời anh ghé chơi, thể nào cũng phải giữ anh lại ăn với mẹ con em bữa cơm dưa muối." Tưởng chỉ là câu nói xã giao, không ngờ ngay chiều hôm sau, Thược hỏi thăm nhà Mùi và tới thật. Mùi cảm động lắm để Thược ngồi chơi với con trên nhà, còn nàng lao xuống bếp nấu cơm đãi khách. Tình cảm giữa hai người nở ra từ đấy, cho Thược những ngày vui chan hòa trong bước đầu công tác ở Hòa Vinh. Ngày ngày hội ý với chủ tịch Chu Thị Bích, lâu lâu nghe Bích bàn chuyện chính trị, bày tỏ lòng căm thù đế quốc Mỹ, Thược cũng làm bộ ầm ừ cho xong chuyện, mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bởi hình ảnh đang tràn ngập tâm trí Thược lúc này chỉ là Mùi và những bữa cơm không đội ăn với thịt lợn mà thôi. Ngày ngày làm việc trên cánh đồng, Thược chứng kiến từng đoàn phụ nữ đi qua đi lại, lao sao chuyện vãn hoặc vác súng y ạch tập chạy, tập bắn, tập báo động hay đánh trận giả. Tuy bận bịu, các cô cũng không quên liếc mắt nhìn Thược, chỉ trỏ bàn tán với nhau, khiến Thược càng thấy rõ mình là một thần tượng cao quý mà nhân dân đang ngưỡng vọng. Thược biết mình vừa lạc vào cõi thiên thai, chung quanh toàn là tiên nữ, nước da đen sạm và vai u thịt bắp. Sau vài ngày làm việc, Thược gặp Bích và bảo: "Đề nghị chị chủ tịch bố trí cho tôi hai cô làm công tác cứu lúa." Bích đang sốt ruột, vội đáp ngay: "Anh muốn lấy mấy cô cũng được." Chợt nhận ra câu nói vô tình của mình không được nghiêm túc lắm, Bích vội thêm: "Cứu lúa là công tác hàng đầu, tôi sẽ bổ sung ngay cho đồng chí, có cần thêm thì đồng chí cứ bảo tôi một tiếng." Thược cười đáp: "Tôi lấy hai cô đủ rồi." Câu nói ý nhị mà Thược cho là rất có duyên không làm Bích nhếch mép. Thược thấy rõ ở người con gái 25 tuổi ấy, lúc nào cũng ra vẻ trang nghiêm, cố giữ đúng tác phong của một cán bộ lãnh đạo. Cái áo cánh màu cỏ úa ôm sát tâm thân đẫy đà của Bích, hình như mặc từ hôm Thược đến lần đầu và tới nay vẫn chưa thay. Rồi cái quần đen bạc thách lúc nào cũng sắn tới bắp cá chân, ngay cả lúc không phải lội bùn, và dường như ngay cả khi Bích đi ngủ. Chức vụ chủ tịch xã có lẽ quá lớn đối với Bích, khiến đêm ngày Bích vùi đầu hăng say công tác, quên tất cả mọi chăm sóc riêng tư mà bản năng phụ nữ ở lứa tuổi của cô thường đòi hỏi. Giữa Bích và những cô gái trong đội dân quân hàng ngày ì ạch vác súng tập trận ngoài cánh đồng, Thược chẳng thấy có điểm nào khác từ bề ngoài cũng như khuôn mẫu tư tưởng đã đúc sẵn trong chế độ. Dưới mắt Thược bây giờ chỉ có mình Mùi là đáng yêu, vượt lên trên những cô gái tầm thường kia. Rõ ràng càng ngày Mùi càng đẹp ra. Các bà lắm chuyện bảo nhau: "Có hơi đàn ông vào nó khác đi chứ." Nhiều hôm chưa hết giờ lao động, Mùi đã ra tận cánh đồng đón Thược. Hai cô phụ tá bực mình báo cáo với Bích là Thược dành nhiều thì giờ lo cho Mùi hơn cả công tác trên giao phó. Bích ấm ức lắm, nhưng chỉ lầu bầu chửi một mình chứ chưa dám thẳng thắn phê bình Thược. Một phần vì nể người chuyên môn, một phần vì sợ Thược giận bỏ về trung ương thì mấy trăm mẫu lúa Hòa Vinh chỉ có nước nằm phơi mình chờ sâu dậy ăn hết. Sang tuần lễ thứ ba, Bích sốt ruột mời Thược dự buổi họp, có mặt đầy đủ cả ủy ban và ưu tư nhập đề một cách tế nhị. "Huyện vừa điện xuống hỏi thăm việc cứu lúa của xã ta đến đâu rồi. Tôi chưa dám giả nhời vì chưa nắm vững. Tôi khất với huyện là chiều nay sẽ cố đúc kết công tác sau gần một tháng anh về đây. Vậy phiền anh cho biết tình hình cụ thể để tôi trình lên huyện."
Thược biết đây không phải là thắc mắc của Hiện mà là của riêng Bích, nhưng Bích đổ cho Huyện để thúc giục Thược phải năng nổ hơn. Thược chậm rãi hút thuốc lào rồi đưa mắt nhìn khắp lượt mấy khuôn mặt trong ủy ban và bình thản đáp: báo cáo chị là tôi đã nắm cả rồi, chị cứ an tâm. Có hai giả thuyết về nguyên nhân bệnh vàng lúa, tôi nêu ra đây rồi ta tuần tự nghiên cứu lại và tìm phương án xử lý. Thứ nhất, bệnh vàng lúa là do một loại siêu vi trùng truyền bệnh qua những con bọ dày đuôi đen. Giống bọ này sinh trong cỏ, đẻ trứng vào bẹ lúa, lá lúa rồi hút nhựa lúa mà sống. Như vậy thì lúa phải chết. Bích nóng nảy ngắt lời: vâng, thế thì phương án chị định ra sao đồng chí đề xuất ngay cho? Nguy đến nơi rồi, đói đây đồng chí ạ. Cả phòng họp cùng mở to mắt đăm đăm nhìn Thực chờ đợi. Gã bưng cốc nước chè tươi, làm một ngụm rồi mới thản nhiên trả lời: nếu ta chấp nhận giả thuyết này thì phương án trị bệnh đơn giản lắm. Chỉ cần lấy thật nhiều thuốc vô pha tóc loại cực mạnh, xịt vào cỏ cho chết sạch giống bọ đuôi đen là xong. Bọ này chết thì tất nhiên là lúa lại tốt như thường. Bích thở dài ngao ngán vì câu nói huề vốn của Thượng. Bên cạnh Bích, các đồng chí trong ủy ban cũng đều lộ vẻ thất vọng khi nghe cán bộ chuyên môn phun ra một đề nghị hết sức hoang tưởng. Ủy viên thường trực ghé tai phó chủ tịch thì thầm: nói thế thì đưa bé lên bà cũng nói được, cần gì phải nhờ đến kỹ sư nông nghiệp. Tiếng than tuy nhỏ nhưng mọi người đều nghe thấy. Họ gật đầu nhất trí ngay, bởi lấy đâu ra thuốc vô pha tóc mà đem xịt cho cả mấy trăm mẫu ruộng. Nếu có thuốc thì người ta đã chẳng phải gọi Thược về đây. Bích thở dài hỏi Thược: thế còn giả thuyết thứ hai thế nào? Đồng chí cho biết luôn thế. Thược đáp: giả thuyết thứ hai ấy, là bệnh vàng lúa do một loại siêu vi trùng yếm khí sinh nở ở rễ lúa. Loại siêu vi trùng này sợ ánh nắng và không khí. Nếu giả thuyết này đúng thì ta chỉ việc cho rẽ ruộng, tháo nước để ánh nắng mặt trời chiếu vào làm cho đất khô thì siêu vi trùng sẽ chết hết. Cả Bích và phòng họp đều im lặng đưa mắt nhìn nhau. Trị bệnh cách này tuy không cần thuốc nhưng công lao động tốn quá, lấy người đâu mà thực hiện. Bích ngờ vực hỏi lại: hai giả thuyết đồng chí vừa nêu, cho đến giờ này thì đồng chí vẫn chưa dứt khoát giả thuyết nào là đúng, phải không? Thực gật đầu đáp: báo cáo chưa, nhưng mà chỉ nội vài hôm nữa tôi sẽ có kết luận cụ thể. Bích u sầu kết luận: thôi thì tùy đồng chí, cả xã chỉ trông vào đồng chí thôi đấy. Rồi Bích tuyên bố bế mạc buổi họp. Cô không dám nặng lời với Thược, nhưng trong thâm sâu cô rất bực bội vì cho rằng Thược lơ là công tác, phí phạm ba tuần lễ vừa qua. Mà nguyên nhân của sự lơ là ấy chính là mùi. Vốn đã sẵn không ưa mùi từ lâu, nay Bích lại càng thô mùi. Tuy thế Bích vẫn sợ Thược sẽ bỏ về tỉnh, nên chưa bao giờ cô đả động đến mùi trước mặt Thược. Thậm chí có hôm mùi bị công an bắt vì khám trong người phát hiện được mấy cân thịt lợn lậu. Mùi mua ở làng bên cạnh, bó vòng quanh bụng rồi mặc chiếc áo tơi ra ngoài. Thì chính Bích lại chạy sang đồn công an xin tha cho mùi để làm vừa lòng Thược. Ngoài những đãi ngộ tinh thần tương tự như vậy, Bích còn cẩn thận thêm cả khoản bồi dưỡng vật chất cho Thược nữa. Chẳng hạn như tối nào cũng tăng khẩu phần khoai luộc ngoài tiêu chuẩn cho Thược. Trung đội dân quân canh gác, các trạm biên phòng luân phiên nhau thức đêm khẩn khoản xin tăng khẩu phần phụ trội khoai lang để ăn đêm đã mấy năm nay mà Bích vẫn chưa chấp thuận. Trong khi Thược chưa hề mở miệng mà Bích lại tự ý cấp phát thì đủ biết vai trò của Thược đối với xã Hòa Vinh quan trọng đến mức nào. Vậy mà Thược dường như không nhìn ra, cứ bỏ bê công tác chỉ vì một bụng đàn bà quá chồng đã có con riêng. Bích tức lắm, mấy lần toàn báo cáo lên huyện rồi nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, nhẫn nhục chờ thêm một thời gian nữa xem sao. Nhưng rồi một hôm, quan hệ giữa Bích và Thược bỗng tình cờ đổi khác. Chiều hôm đó, Bích chủ tọa buổi họp toàn ủy ban để nghe báo cáo về hai mặt sản xuất và phòng thủ. Thược ngồi ngay bên cạnh Bích chờ đến phiên mình phát biểu. Nhưng Bích mới nói được vài câu khai mạc thì tiếng báo động vang lên khắp nơi. Kẻn mõ thùng thiếc, người la ơi ới, chân chạy thình thịch, chen lẫn tiếng trẻ con khóc như di. Người ta nhốn nháo hét lên: máy bay, máy bay. Lập tức không ai bảo ai,
phòng họp túa ra tứ phía, đa số nhảy vội xuống giao thông hào và dãy hầm tập thể bên cạnh trạm y tế. Riêng Bích thì điềm tĩnh lắm. Trong lòng cô lo lắng thế nào không cần biết, nhưng bề ngoài cô luôn luôn phải thể hiện rõ tác phong lãnh đạo, không có quyền bạc nhược. Cô đứng trước văn phòng hò hét một hồi cho nhân dân nhìn thấy mình can đảm, rồi mới chạy ra cửa sau, tụt xuống căn hầm nhỏ kín đáo mà ủy ban cho đào từ cả năm nay. Lần đầu tiên gặp tình huống đột xuất, Thược không biết xử trí thế nào, đành cứ bám sát theo Bích. Thấy Bích lao xuống hầm, Thược cũng luống cuống nhảy xuống và đậy nắp hầm lại. Mặt gã tái mét không còn giọt máu. Trên chiếc ghế băng kết bằng mấy ống tre, Bích và Thược lo âu ngồi sát bên nhau, thòng chân xuống vũng nước lúc nào cũng ngập tới mắt cá chân. Trong bóng tối mờ mờ của căn hầm, diện tích chỉ bằng chiếc chiếu, mùi đất ẩm bốc lên làm Thược rất khó chịu, nhưng đành cứ phải ngồi im chịu đựng. Bởi liếc qua bên cạnh, thấy nét mặt đăm chiêu của Bích, Thược hiểu rằng tình hình thật sự khẩn trương, chứ không phải chỉ là chuyện tập dượt như hàng ngày gã vẫn nhìn các cô trong đội dân quân trên cánh đồng. Hai người ngồi như thế rất lâu, lắng nghe tiếng bom nổ từng hồi liên tục xa xa ngoài mé đê, tiếng máy bay nhào lên lộn xuống, lúc thì thấy như là ở rất xa, rồi lúc lại có cảm tưởng như đang ầm ầm kéo đến, chuẩn bị dội bom ngay trên đầu Thược và Bích. Cả tiếng đồng hồ không ai nói câu gì. Một bàn tay Thược vô tình đặt trên đùi Bích từ lúc nào mà cả hai cũng không để ý. Mãi đến khi hai chiếc phản lực bỏ đi xa hẳn, bốn bề hoàn toàn yên tĩnh và đã nghe lao sao có tiếng người nói trên miệng hầm, Bích toan đứng dậy thì mới giật mình nhận ra bàn tay Thược để trên đùi mình. Lạ thay, bàn tay ấy Bích đoán là nó đã nằm ở vị trí đó liên tục từ lúc hai người chui xuống đây, nghĩa là cả tiếng đồng hồ rồi. Mà sao cô chẳng biết, bây giờ mới thấy một cảm giác lạ chợt đến. 25 năm của đời con gái, chưa bao giờ Bích được nếm trải thứ cảm giác ấy. Nó lâng lâng nhẹ nhàng như là nó hơi ấm mong manh từ đâu xâm nhập vào hồn cô một cách rất êm ái. Rồi ngay lập tức, cái cảm giác kỳ diệu ấy đã từ bắp đùi vạm vỡ của Bích tiến nhanh tiến mạnh lên toàn thân cô, khiến cô chợt thấy rạo rực. Trái tim cô đập thình thịch, mặt cô nóng bừng bừng, nhưng không dám quay sang nhìn Thược, cứ ngửa mặt lên, làm ra vẻ đang chú tâm nghe ngóng hai cái máy bay địch. Thật sự lúc này đã bỏ đi cả nửa giờ rồi. Cô mong hai thằng giặc lái trở lại tiếp tục bắn phá, để cô được kéo dài giây phút thần tiên hiếm quý của tuổi dậy thì muộn màng vừa mới đến với cô hôm nay. Thược thì không vô tình, gã đã đặt bàn tay lên đùi Bích một cách cố ý, và gã biết rõ lúc đầu Bích không chú ý. Bây giờ thì Thược tin chắc Bích đã biết rồi, nhưng dĩ nhiên Thược chủ quan cho rằng Bích ngầm đồng ý chấp nhận bàn tay gỡ gạc của gã. Nghĩ thế, Thược quay mặt đi khẽ mỉm cười trong bóng tối. Rồi tiếng bước chân và tiếng nói chuyện trên miệng hầm mỗi lúc một nhiều hơn. Bích ngượng ngùng lúng túng đứng dậy bảo Thược. Chắc nó đi hẳn rồi, chả dám dở lại nữa đâu, mình lên thôi anh. Câu nói dịu dàng lần đầu tiên Thược nghe ở Bích khiến gã càng mạnh dạn nắm tay Bích giữ lại và bảo: khoan hẵng lên, giặc lái Mỹ nó bạo lắm, thế nào nó chẳng ngoan cố vòng trở lại, ngồi thêm tí nữa đã, cảnh giác vẫn hơn. Như một phản xạ tự nhiên hoặc do sự thúc đẩy của một tiếng gọi huyền diệu nào đó, Bích lại ngồi xuống sát vào người Thược. Thược quàng cánh tay qua lưng Bích và nghiêng đầu chạm vào vai Bích. Gã ngửi thấy mùi mồ hôi pha lẫn rơm rạ thoang thoảng bốc ra từ mái tóc rối bù của Bích. Một lúc khá lâu sau, tiếng nói, tiếng chân người trên miệng hầm càng lúc càng rõ hơn, và dường như có ai gọi tên Bích. Cô mới khẽ đẩy Thược ra và lần này dứt khoát đứng dậy bảo: Thôi, để lúc khác. Thế là rõ ràng Bích đã công khai trao một lời hẹn hò với Thược. Lúc khác là lúc nào? Thược tự hỏi. Ngộ nhỡ máy bay Mỹ không quay trở lại bắn phá nữa thì làm gì có dịp nhảy xuống đây để ôm nhau. Thược hơi tiếc rẻ, nhưng nghĩ đến cương vị lãnh đạo của Bích, gã đành bảo: Thôi, Bích lên trước đi. Bích đưa tay đẩy nắp hầm. Tự nhiên cô cảm thấy tội lỗi và nhớn nhác lo âu, vì có cảm tưởng tất cả dân làng đều đã biết rõ cô chui xuống đây không phải để tránh bom, mà chỉ để hẹn hò với Thượng. Cô đứng lên mặt ghế, lấm lét ngó quanh rồi lấy đà leo lên,
mặt tái nhợt, tim đập thình thịch. Phía dưới Thược đưa tay đỡ đùi và mông Bích vì sợ nàng tuột tay ngã xuống. Bích đứng ở miệng hầm, cúi xuống và nói nhỏ: "Không có ai cả, lên đi anh." Qua nét mặt, dáng điệu và cử chỉ, Thược biết rằng cô chủ tịch quanh năm nghiêm túc hôm nay đã bắt đầu dao động mạnh vì gã. Thược cười cười bò lên, nhìn Bích âu yếm rồi hân hoan rẽ về phòng riêng. Bích cũng đi nhanh vào trụ sở, như sợ có ai bắt gặp cô đứng một mình với Thược. Mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường. Người ta lố nhố leo lên từ giao thông hào và các miệng hầm. Tiếng chân chạy thình thịch, tiếng người thăm hỏi nhau, phỏng đoán về vị trí ném bom và sự thiệt hại do hai chiếc máy bay gây nên ở ven đê. Chỉ riêng chủ tịch Chu Thị Bích ngồi trong văn phòng trụ sở ủy ban đã quên hẳn câu chuyện máy bay bắn phá để trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời, về những khúc quanh tình cảm đột xuất đến với cô mà từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ trải qua. Từ hôm ấy, Bích bắt đầu khổ sở. Cô nhận ra bấy lâu nay mình ăn mặc tồi tàn quá. Ít khi dân làng thấy cô thay chiếc áo cánh màu cỏ úa, có hai miếng vá ở khuỷu tay. Dĩ nhiên chẳng phải cô nghèo đến độ ấy. Phiếu vải 4 mét cấp phát hàng năm, nhà nước có thể thiếu nợ nhân dân, chứ đời nào không đến tay đảng viên và cán bộ chính quyền. Nhưng cô muốn nêu tấm gương cần kiệm liêm chính, cho nên quanh năm chỉ khoác lên người cái quần đen bạc màu và cái áo cánh cũ kỹ đã sờn cổ. Hôm nay cô nhìn lại mình, thấy nó không còn phù hợp với trái tim đang rung động tha thiết của cô nữa. Nhưng khổ một nỗi là tự dưng thay đổi y phục thì kỳ quá, sẽ tạo một dấu hỏi lớn cho mọi người chung quanh bàn tán. Mà để nguyên như thế này thì so với Mùi, Bích chẳng khác gì đứa ăn mày. Kể từ hôm ấy, mỗi lần gặp Thược, Bích hay đem Mùi ra nói xấu, nhấn mạnh đến những mặt tiêu cực của Mùi. Chẳng hạn như Mùi thuộc thành phần làm ăn cá thể, không chịu vào hợp tác xã, buôn bán bóc lột, lười lao động, lại ngoan cố không chịu gửi con cho bà ngoại đem đi sơ tán. Thậm chí Bích còn mang cả những lý luận rất duy tâm ra để chê Mùi. Chẳng hạn như Mùi có tướng sát phu vì có cái nốt ruồi dưới mí mắt. Thược cười thầm vì cô chủ tịch xã chỉ vì mê trai bỗng chốc biến thành bà thầy bói rất lão luyện. Chỉ có một điều đáng nói là những lý luận thoạt đầu rất vô lý của Bích để công kích Mùi, dần dần Thược thấy xuôi tai, khiến gã bị lung lạc. Gã bắt đầu nhạt hẳn cảm tình với cô hàng thịt. Và ngay khi tình yêu phai nhạt, Thược cũng nhận ra, hay đúng hơn, gã cố tìm ra được những khuyết điểm ở Mùi. Gã thấy Mùi tuy mang tiếng là dân buôn bán, nhưng bản tính rất buồn xỉn. Đành rằng Mùi vẫn cho Thược ăn thịt lợn, nhưng nồi thịt của Mùi thường kho mặn chát để cả nhà cầm cự suốt tuần lễ. Tính ra chưa bao giờ Thược được ăn một bữa thoải mái, gắp từng miếng to, ngồm ngoàm nhai với cơm trắng. Cái món quý giá nhất đối với Thược là lòng lợn luộc chấm mắm tôm chanh, thì Mùi chỉ đãi gã có một lần duy nhất hôm mới gặp. Thành ra tuy mang tiếng lấy người yêu bán thịt, mà Thược cũng chẳng hưởng được bao nhiêu. Thược còn nghĩ thêm được rất nhiều cái đáng ghét khác ở Mùi, và tự kết luận rằng bỏ Mùi cũng chẳng có gì đáng tội nghiệp. Trực giác người đàn bà luôn luôn bén nhạy. Mùi nghe phong thanh thiên hạ xa gần bàn tán về quan hệ giữa Thược và Bích, nàng lo lắng lắm, chờ dịp gặp Thược và dò ý: "Thế đến bao giờ chúng mình mới làm lễ tuyên bố?" Thược từ chối khéo:
Cả nước đang đánh giặc, mình lại lo cưới nhau, anh thấy thế nào ấy? Tiêu cực quá. Mùi bực lắm. Thằng đàn ông khốn nạn này bắt đầu dở chứng rồi đấy. Tuy thế nàng vẫn phải nhịn và nài nỉ. Chúng mình nhớn cả rồi, xây dựng là vừa, chứ còn đợi đến bao giờ? Hôm nọ anh đã hứa với em rồi kia mà. Thược ậm ừ câu giờ, nói một câu vô nghĩa. Ừ, để từ từ anh tính xem. Nhưng thế nào thì cũng phải về Hà Nội thưa chuyện với bố mẹ anh đã. Mình đi ngang về tắt thế nào được? Mùi thấy nghẹn trong cổ, uất ức hỏi bằng giọng sắc sược. Thế sao dạo mới gặp em, anh bảo là bố mẹ anh chết sạch cả rồi. Anh khoe với em mà anh là con gia đình liệt sĩ cơ mà. Thược ú ớ đáp. Ừ thì bố mẹ đẻ anh mất lâu rồi, nhưng mà anh ở với bố mẹ nuôi từ bé, thành ra thì cũng xem như là bố mẹ đẻ. Mùi ứa gan không nói được nữa. Thằng mất dạy này mấy tháng nay cơm no bỏ cưỡi, bây giờ ngang nhiên trở mặt chỉ vì Bích. Lâu lắm Mùi mới lạnh lùng bảo. Thôi được rồi, anh chẳng cần phải nói nữa, tôi hiểu lòng dạ anh rồi. Và từ đó Mùi không đến tìm Thược nữa. Về phần chủ tịch Bích, cô biết mình đang sắp thành công. Cô thấy rõ Thược lơ là hẳn việc đi lại với Mùi. Tuy vậy, muốn cho chắc ăn, cô tìm cách thu xếp để Thược bận bịu nhiều hơn, nhất là vào buổi tối, để Thược khỏi nhàn rỗi mà đi tìm Mùi. Cô bố trí cho Thược thêm công tác dạy tiếng Anh cho trung đội dân quân, đề phòng trường hợp họ bắn hạ được phi công Mỹ thì biết cách mà ra lệnh. Khả năng của Thược chỉ biết được độ 10 câu tiếng Anh ngắn gọn mà chính gã đã học ở cơ quan. Nhưng các cô trong đội dân quân nhìn Thược bằng cặp mắt cực kỳ thán phục. Quanh quẩn chỉ có mấy chữ mà các cô cứ vừa học vừa lăn ra cười với nhau vì cách phát âm lạ lùng quá. Thược dặn, không nhớ thuộc lòng được ấy, thì chép vào tờ giấy rồi cất trong túi áo. Hễ bắt được giặc lái Mỹ thì lấy giấy ra mà đọc cho nó nghe. Rồi Thược chép lên bảng đen để các cô ghi lại. Một bên là tiếng Việt, một bên là phần phiên âm tiếng Anh. Giơ tay lên, nằm sấp xuống. Súng lục của mày đâu? Đám học viên toàn phụ nữ, nghịch như giặc. Có cô bạo dạn chọc ghẹo Thược. Thưa anh, chúng em có phải bắt nó cởi quần ra không ạ? Càng ngày Thược càng gắn bó với Bích hơn. Công tác cứu lúa làm lấy lệ, chẳng có kết quả gì. Lớp anh văn cũng chỉ là dịp để giải trí mà thôi. Hình ảnh của Mùi với cái dáng nhanh nhẹn và ánh mắt thật đa tình đang phai nhạt dần trong trí Thược, để thay thế bằng cô chủ tịch đẫy đà, lúc này cũng đang lột xác, chăm sóc dung nhan và áo quần khác hẳn mấy tháng trước. Nếu có phút nào Thược chạy lòng nhớ đến Mùi thì cũng chỉ là nhớ những bữa thịt lợn kho mặn mà thôi, chứ quan hệ tình cảm giữa Mùi và gã đã hoàn toàn như đống tro lạnh. Từ ngày yêu Thược, Bích ít khi về nhà. Buổi tối, bà mẹ ngạc nhiên và lo lắng hỏi con. Này, làm việc gì thì cũng phải có giờ có giấc chứ, đêm hôm cứ đi biển biệt là thế nào? Bích phân trần. Công tác phòng thủ mẹ, huyện mới chỉ thị là phải tăng cường kiểm tra ven biển, sợ tàu Mỹ đột xuất xâm nhập đánh phá ban đêm. Thành ra tối nào con cũng phải đi tuần, rồi về ngủ luôn ngoài trụ sở cho nó tiện. Thật ra thì Bích muốn gần gũi người yêu, bởi buồng ngủ của Thược nằm sát ngay bên hông trụ sở ủy ban. Đêm đêm gã có thể bình thản chui sang nằm ôm Bích tới sáng. Nói chung Thược sống những ngày hết sức lý thú bên cạnh hàng ngàn người dân sơ sát lo âu. Những gian díu vụng trộm một cách táo bạo diễn ra hàng đêm tại trụ sở không khỏi làm Bích đôi khi áy náy vì mặc cảm tội lỗi. Những khi bình tâm nghĩ lại, phấn đấu tư tưởng, rằng co day dứt giữa tình cảm và nhiệm vụ, Bích thường thở dài tự trách mình yếu đuối và thấy không xứng đáng với sự tin cậy của đảng ủy. Ngay cả lúc nằm ôm Thược, cũng có khi Bích ngậm ngùi thủ thỉ. Em chẳng bao giờ ngờ em lại tệ đến thế này. Huyện ủy mà phát hiện được thì thế nào cũng kỷ luật em, không khéo khai trừ khỏi đảng cũng nên.
Thược nhẹ nhẹ xoa bàn tay trên cái lưng tấm phản của Bích và gạt đi. Kỷ luật cái gì, bất quá thì phê bình vài câu là cùng. Nhưng mà em yêu anh thì ai có quyền phê bình, miễn là em không lơ là công tác thì thôi chứ. Bích nằm im ngẫm nghĩ. Thược nói nghe cũng hợp lý, nhưng Bích vẫn thấy quan hệ tình cảm giữa cô và Thược có cái gì sai trái đối với cả cha mẹ cũng như với các đồng chí. Cho nên cứ sau mỗi đêm ân ái với Thược, sáng ra cô hối hận tự nhủ sẽ phải chấm dứt. Và để bù lại hành vi thoái hóa đó, cô siêng năng lao mình vào công tác, xông xáo ra cánh đồng, tham quan các đơn vị chiến đấu và sản xuất, cố tình bắt mình bận rộn để quên phứt Thược đi. Nhưng rồi một buổi chiều về, ăn bữa cơm với gia đình xong, cô lại thấy trống vắng và mắt trước mắt sau lại kiếm cớ mò ra trụ sở. Có đêm cô đã dứt khoát ngủ nhà, nhưng trăn trở cả mấy tiếng đồng hồ không sao ngủ được, cô lại ngồi dậy mò ra giếng tắm, rồi lấy đèn pin và ra trụ sở, đốt đèn vờ vịt đọc văn thư một lúc rồi chui sang nằm với Thược. Tấm thân mỡ màng của cô làm cái chõng tre của Thược kêu lên răng rắc như sắp gãy hết nan. Cô nhõng nhẽo bảo Thược: "Em hư quá anh nhỉ." Câu nói vờ vịt của Bích không làm Thược bận tâm, nhưng để tỏ ra tế nhị, gã cũng vờ vịt lại bằng một câu sáo ngữ hơn: "Lỗi tại anh cả, tại anh quyến rũ em. Nhưng mà xét cho cùng thì đâu có ai có quyền quản lý trái tim của em." Rồi Thược cười cười trong bóng tối và luồn tay vào trong áo của Bích theo thói quen thường lệ. Bích gỡ tay Thược ra và bảo: "Nói chuyện nghiêm túc một tí đã. Em nghĩ kỹ rồi anh ạ. Anh nói phải đấy. Yêu nhau đường đường chính chính thì chả sợ ai. Còn cứ lén lút mãi như thế này thì em chịu thôi. Em sợ lắm. Thế bây giờ em hỏi thật câu này, anh có bằng lòng cưới em không? Em sẽ báo cáo lên huyện, rồi xin đảng ủy với ủy ban đứng ra tổ chức lễ tuyên bố cho chúng mình đẹp biết bao." Bích nói say sưa theo mộng ước lãng mạn mà cô mơ tưởng từ mấy tháng nay. Nhưng Thược thì tái mặt vì đề nghị quá bất ngờ của Bích làm gã liên tưởng ngay đến mùi. Mấy cô gái nhà quê này không biết thân biết phận, cứ mở miệng ra là đòi làm vợ Thược. Gã tự nhủ rồi lấy lại điềm tĩnh trả lời Bích bằng luận điệu đã từng nói với mùi: "Anh cũng đang nghĩ như em, nhưng mà lật đi lật lại vấn đề thì anh thấy vẫn còn vướng mắc chưa thông. Cả nước đang đánh giặc, mình lo cưới nhau anh thấy thế nào ấy? Em đang chỉ đạo cả một xã, vừa sản xuất vừa phòng thủ, trên ngó xuống dân trông vào. Em thử nghĩ lại mà xem, cưới nhau lúc này có tiện không? Anh lo là lo cho em thôi, chứ còn anh là cán bộ chuyên ngành thì có ăn thua gì. Thư thư một thời gian nữa đã. Đấy, đến ngay cái bệnh vàng lúa mà cả anh lẫn em nghiên cứu đêm ngày vẫn chưa có kết quả, huyện cứ dục như là dục đò. Thế mà bây giờ tự dưng mình lại báo tin là chủ tịch xã sắp lấy chồng thì anh nói ít chắc em hiểu nhiều." Giọng Thược cực kỳ tha thiết đến nỗi Bích không nhận ra sự xảo trá của gã, mà trái lại còn cảm phục vì thấy gã thật tâm lo cho vai trò lãnh đạo của mình. Bích siêu lòng ngồi bật dậy và bảo: "Anh nói phải đấy, em thật lu gan lu ruột. Trước mặt còn bao nhiêu công việc, nhưng em chỉ sợ mai kia xong công tác ở đây, về đến Hà Nội là anh quên em ngay." Thược kéo Bích nằm xuống rồi lật người nằm úp lên trên. Chiếc chõng tre cũ kỹ lại được một dịp kêu lên răng rắc, tưởng như sắp đổ ụp xuống. Để Bích khỏi hỏi lôi thôi khó trả lời, Thược lần bàn tay xuống và cởi dây rút quần nàng ra. Rồi tình hình chiến sự càng ngày càng khẩn trương hơn. Theo sự đánh giá của Đảng, nhân dân càng ngày càng lung lạc, phong trào đòi hòa bình nhen nhúm trong quần chúng, lan truyền dỉ tai rất nhanh. Gia đình nào cũng đòi chấm dứt chiến tranh để con em khỏi vượt Trường Sơn sinh Bắc tử Nam. Bích được chỉ thị phải lập đội văn công trong chương trình Tiếng Hát Ác Tiếng Bom nhằm động viên nhân dân đánh giặc. Công tác cũng dễ thôi, bởi vì rất nhiều cô gái trong làng sẵn sàng gia nhập.
tập hát tập múa dĩ nhiên nhàn hạ hơn cúc đất đắp đêm. Đêm ra mắt, Bích rủ Thược đến xem, ngồi ngay ở hàng ghế đầu bên cạnh các đồng chí lãnh đạo xã, say mê theo dõi từ đầu đến cuối. Hết chương trình, cả đoàn kéo xuống vây quanh Bích để nghe cô nói vài lời động viên. Bích khoác vai cô ca sĩ chính và thân mật bảo: "Mình không ngờ Kim Lan hát hay như vậy, chuyên nghiệp mà cũng chưa chắc gì ăn đứt được đâu." Rồi quay sang Thược, Bích nói: "À quên, giới thiệu với Kim Lan, đây là kỹ sư Thược, về làm công tác cứu lúa cho xã ta." Kim Lan nghiêng đầu nhìn Thược cười: "Em biết rồi, chị chả phải giới thiệu." Thược gật đầu chào và nói: "Vâng, tôi vẫn được nghe cô hát trong giờ giải lao của đội dân quân, nhưng mà hôm nay cô mặc đẹp quá, tôi nhận không ra. Mặc đẹp mà lại hát hay nữa chứ." Bích vui vẻ chen vào: "Anh Thược mà khen thì phải biết, anh ấy ở Hà Nội dự bao nhiêu buổi văn nghệ của Đoàn Văn Công Trung ương rồi đấy." Kim Lan mừng rỡ: "Cảm ơn anh có lời động viên em." Rồi đám bạn bè kéo Kim Lan đi, Thược đứng ngó theo mãi cho đến khi bóng nàng lẫn hẳn vào trong đám đông quần chúng, Thược mới quay lại gật gù bảo Bích: "Người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân, các cụ nói chả sai tí nào. Con bé này anh vẫn gặp hàng ngày, thế mà hôm nay diện lên nom khác hẳn." Thế là cả Bích lẫn Mùi đều trở thành những bóng mờ trong trí Thược. Gã bắt đầu để ý và tìm dịp gặp Kim Lan nhiều hơn. Một hôm, ngồi với Kim Lan ở bờ đê, Thược gạ gẫm: "Anh thấy một người có giọng tốt như Lan không phải là dễ tìm. Anh đề nghị Lan nên tham gia ban văn công chuyên nghiệp. Chứ hát làm gì ở cái xó làng nhà quê này, ai biết mình là ai?" Kim Lan hồi hộp nhìn Thược: "Nhưng em biết đằng nào mà mò lên tỉnh, gặp ai trên ấy mới được chứ." Thược tỏ phong độ: "Gặp anh chứ còn gặp ai, trên tỉnh chỗ nào anh chẳng quen. Mà nói gì đến tỉnh, tiếng hát của em ấy, cứ lên thẳng Hà Nội người ta cũng nhận ngay kia mà. Trưởng đoàn ca múa trung ương là bạn thân của anh." Kim Lan sung sướng đê mê, hình dung ra một chân trời đang mở rộng đón chờ nàng ở thủ đô. Thược chính là cái nhịp cầu sẽ đưa nàng lên đài danh vọng. Từ đó Kim Lan tự ý tìm Thược thường xuyên hơn. Và nàng ngầm hãnh diện là vì nàng đã đẩy được cả Mùi lẫn Bích ra khỏi trái tim Thược. Những buổi tối sau một ngày dài lao động, Kim Lan thường lấy cớ đi tập hát để hẹn hò riêng tư với Thược. Lẽ dĩ nhiên, nàng không thể đến chỗ Thược, bởi ở đó nó nằm sát bên hông trụ sở ủy ban, nơi Bích vẫn hay lui tới. Điểm hẹn kín đáo của hai người là cái lò gạch cũ ngoài ven đê mà ban ngày trẻ chăn trâu và thợ cày thường ghé lại nghỉ giải lao và ăn trưa. Lần nào gặp nhau sau những vồ vập ôm ấp kéo dài chừng nửa tiếng, Kim Lan đều hối thúc Thược mau mau về Hà Nội. Nhưng Thược cứ khất lần mãi vì công tác cứu lúa chưa hoàn tất, mà có lẽ muôn đời sẽ chẳng bao giờ hoàn tất. Tuy vậy, gã cứ hứa chắc như đinh đóng cột, khiến Kim Lan hết sức tin tưởng. Bích đắng cay thấy rõ Thược càng ngày càng né tránh mình, đúng là nuôi ong tay áo. Tự dưng giới thiệu Kim Lan cho Thược để giờ này mua lấy khổ lụy. Nhưng ở cương vị của Bích, nàng chỉ có cách cắn răng chịu đựng, chứ không thể nào lồng lộn chửi bới Thược để tự khai cho thiên hạ biết câu chuyện gian díu giữa hai người. Có hôm nhân đi tham quan nông trường muối, Bích tạt ngang chỗ Thược làm và nghiêm nghị bảo: "Đồng chí thu xếp về tỉnh đi thôi, ngày mai tôi sẽ đề nghị ủy ban chấm dứt công tác của đồng chí. Cứu lúa mấy tháng này không có kết quả gì." Thược biết Bích giận chuyện riêng tư nên mới phun ra câu ấy để dọa Thược, chứ trên thực tế xã không dám trả Thược về, bởi đuổi Thược đi thì mai sau khi cần xin cán bộ chuyên môn sẽ rất khó. Nắm vững được yếu tố ấy, Thược nghênh ngang nhìn Bích như thách thức: "Vâng, thế thì cảm ơn đồng chí lắm. Tôi cũng đang định xin đồng chí cái giấy chứng nhận chấm dứt công tác để về Hà Nội. Ở mãi cái xó nhà quê này chán lắm." Bích chua chát đáp: "Vâng, tôi có nhà quê nhà mùa thì anh mới dễ dụ dỗ, dễ lừa gạt. Chứ nếu
văn minh như đàn ông Hà Nội thì tôi đã chả khổ. Nói chưa dứt câu, nước mắt đã lưng tròng, Bích héo hắt quay đi. Đã lâu Bích không còn ra ngủ ngoài trụ sở nữa. Mẹ Bích mừng rỡ thấy con ít vắng nhà buổi tối, nhưng không biết nỗi khổ đang dày vò con từng đêm trong căn buồng quạnh vắng, đầy bóng tối dày đặc bao phủ. Từ thuở mới lớn, Bích chỉ biết căm thù đế quốc Mỹ. Giờ đây có thêm một đối tượng mà Bích còn căm thù hơn cả đế quốc Mỹ, đó là Thượng. Mùi dĩ nhiên cũng căm giận không kém, bởi đã tốn cho Thượng mấy chục cân thịt lợn mà vẫn không níu chân được gã. Nhưng Mùi thì hoàn toàn không có phản ứng gì. Nàng biết thân biết phận, dù sao cũng đã có một đời chồng, lại đeo đứa con riêng, leo như thế là quá cao, có ngã đau cũng là chuyện thường. Riêng cô bé Kim Lan, những ngày háo hức cũng trôi qua rất nhanh, cho đến một hôm cô thấy mình đổi khác, có những triệu chứng kỳ lạ của cơ thể khiến cô mất ăn mất ngủ. Ngộ nhỡ có chữa thì làm sao đây? Hàng trăm lần cô tự đặt ra câu hỏi hãi hùng ấy và tự tìm cách trả lời, nhưng hoàn toàn bế tắc. Những đêm vụng trộm ở lò gạch quằn quại trong cánh tay Thượng, chẳng bao giờ cô mường tượng trước cái viễn ảnh đen tối hôm nay. Cô chạy đi tìm Thượng thì lần nào gã cũng tươi cười trấn an: đã bảo là không có gì đâu mà hãi. Kim Lan bắt đầu khóc nho nhỏ: anh thì lúc nào cũng nói thế, em mà chịu hoang thì chắc là em chết mất, mẹ em đánh em chết mất thôi. Thượng đứng yên như tượng đá, bề ngoài nói cứng nhưng trong lòng gã cũng bối rối khôn tả. Kim Lan nắm áo Thượng sụt sùi hỏi: Anh có làm sao không anh? Em bắt đền anh đấy, nếu chẳng may em có mang thì anh tính làm sao đây? Thượng đáp liều: lo gì thì anh cưới em chứ làm sao. Kim Lan lau nước mắt hồi hộp nói: thật nhé, anh thề nhé, không thì em chỉ có nước lao đầu xuống bể thôi. Thượng gật đầu: thật mà, em cứ để anh lo. Giá cứ ở mãi bên Thượng mà nghe những lời hứa hẹn đấy thì Lan cũng tạm quên cảnh trái ngang hiện tại. Nhưng mỗi khi về nhà, nằm quạnh quẽ một mình thao thức trong căn buồng vắng, bao nhiêu cảnh tối đen lại hiện ra bám chặt lấy cô. Một cô gái trẻ đẹp, con đường văn nghệ đang lên, bỗng chốc vác cái bụng vô thừa nhận. Nàng cố quên những ám ảnh cứ đè nặng liên tục trong giấc ngủ đầy ác mộng. Rồi thằng Sở Khanh kia cuốn gói về Hà Nội thì biết đường nào mà tìm. Lan tự trách mình đã quá ngây thơ, biết rõ Thượng từng phụ bạc Mùi và Bích, thế mà vẫn cứ lao đầu vào. Hóa ra chửi đàn ông là Sở Khanh, nhưng Sở Khanh là bởi chính đàn bà cứ lao thân vào. Vì ai cũng chủ quan nghĩ rằng mình là nhất trên đời, làm sao nó dám bỏ mình. Lan chán nản việc tập hát, tránh gặp gỡ bạn bè, tính hồn nhiên ngồi đâu cũng nói cũng cười, bỗng đột ngột biến mất, để chỉ còn lại ánh mắt trầm tư, nét mặt thảm sầu như người đang có đại tang. Ở nhà, Lan tránh luôn cả mẹ mình, làm như mẹ cô đã nhìn ra hết tội trạng của đứa con hư. Nhưng đứa con gái nào dù khôn lanh đến mấy cũng khó có thể giấu được sự theo dõi của người mẹ. Một hôm, Lan đang quét nhà, bà mẹ nhìn nàng từ đầu đến chân, dò xét dáng điệu cử chỉ và tấm thân mất vẻ gọn gàng mà bà đã ngờ ngợ từ cả tuần nay. Bà chưa kịp cất tiếng hỏi thì Lan đã bật khóc nức nở. Bà nghiến răng ken két, hai tay chống nạnh, đôi mắt tóe lửa rít lên: con kia, con đĩ thổ tả voi dày cửa xéo kia, mày đổ đốn ra rồi phải không? Nói ngay, nói không thì bà giết chết tươi bây giờ. Bao nhiêu nét hiền hòa thường nhật ở người mẹ quanh năm chịu đựng bỗng chốc biến mất hết bởi niềm đau quá lớn, không cách gì kiềm chế nổi. Ôi, đứa con gái đẹp nhất làng mà bà vẫn kỳ vọng, bao nhiêu nơi đang ngấp nghé, sao lại thế này? Cả làng này thanh niên đi biệt tăm biệt tích hết rồi, chỉ còn toàn ông già và dăm ba gã cán bộ luống tuổi xấu xí. Mà làm sao con gái bà lại có chữa? Bà đau xót nghĩ đến Lan như cây quế giữa rừng, như lá ngọc cành vàng hụt chân xa xuống hố sâu chỉ vì một phút yếu lòng. Bà túm lấy tóc con và gào lên: Thằng nào, thằng con nhà nào, nói mau. Ôi giời ơi là giời, có khổ tân tôi chưa kìa. Lan biết không thể giấu được nữa, mà giấu làm gì khi chính nàng cũng đang cảm thấy cần phải có một người thân để chia sẻ trong hoàn cảnh bước đường cùng hiện tại. Nàng sụt sùi kể lể mọi diễn tiến cho mẹ nghe,
nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng: Con chỉ chấp dại có một lần, xin mẹ tha cho con. Bà giơ thẳng tay tát con ngã văng vào góc phòng, rồi nhìn ra cửa, mím môi hỏi: Nó ở đâu? Bây giờ thằng khốn nạn ấy nó đang ở đâu? Lan sợ hãi hỏi lại: Mẹ tìm anh ấy làm gì? Bà trừng mắt quát lên: Làm gì hả? Tiền sư bố nhà mày mới nứt mắt ra đang hướng ấy, khốn 3 năm dại 1 giờ, tiền sư cha còn đi lăng ngoài, bồi dò chặt chấu vào mặt tao. Tao sẽ tìm nó, tao truyền đời báo thành cho nó biết. Muốn yên thân thì phải cưới mày, không thì tao xẻ xác nó ra. Dứt lời, bà vớ cái nón chụp lên đầu và hầm hầm đi nhanh ra cửa. Một buổi chiều ở hiện trường về, Thược sang văn phòng gặp Bích trình bày công tác và xin Bích tờ giấy chứng nhận để trở về tỉnh. Vì lý do địa phương thiếu thuốc trừ sâu, Thược không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Bích căm gan tím ruột vì biết rõ âm mưu chạy làng của Thược. Nhưng trước mặt nhân viên tụ tập khá đông, cô vẫn phải làm ra vẻ tự nhiên, khất Thược thêm vài hôm nữa để liên hệ với phòng nông nghiệp huyện xem có thể xin được thuốc hay không. Thược toan tính chạy làng thì Bích phải dùng kế hoãn binh. Bích nhẹ nhàng bảo Thược: Đồng chí chịu khó vậy nha, xa Hà Nội lâu chắc cũng nhớ lắm rồi. Nhưng xin thư thư cho dăm hôm nữa. Đằng nào thì đồng chí cũng đã ở với xã Hòa Vinh chúng tôi hơn nửa năm rồi rồi, thêm vài ngày nữa có thấm vào đâu. Thược gượng cười trở về phòng nằm ngẫm nghĩ. Đã mấy hôm nay không thấy Kim Lan đến tìm, Thược mong manh hy vọng là gia đình nàng đã thu xếp đưa nàng đi phá thai, không làm phiền đến Thược nữa. Thôi, âu cũng là một bài học để từ nay Thược cẩn thận hơn. Gã nghĩ quanh và thấy rõ trong cái rủi cũng có cái may. Thược đưa ra một lý luận có tính cách tự an ủi, để cho rằng mình cũng chưa đến nỗi mạt số, là bởi vì trong 3 người đàn bà mà Thược chung đụng thì Kim Lan trẻ nhất và đẹp nhất. Giá như đường cùng có phải cưới nàng thì cũng chẳng đến nỗi hối hận, bởi vì dù sao Lan cũng hơn cả Bích và Mụi. 2 hôm sau, giữa trưa nắng chang chang như đổ lửa, Thược đang cắm cúi ngoài cánh đồng khoanh một vùng ruộng ngập nước để làm thí nghiệm thì thấy bóng 4 người đàn bà xếp hàng một từ từ tiến tới. Thược ngừng tay đứng thẳng lên trố mắt nhìn. Mùi, Bích và cả Kim Lan sao lại thân mật đi bên nhau thế kia? Gã sửng sốt tự hỏi, mồm há ra kinh ngạc. Người thứ tư đi sau cùng là một bà lớn tuổi hơn, mà khi tới gần Thược mới nhận ra là mẹ Kim Lan. Bà đã từng gặp Thược một lần cũng ở cánh đồng này cách đây khoảng 10 ngày để yêu cầu Thược phải cưới con bà. Hôm ấy bà đi tay không, chủ ý thuyết phục Thược bằng lời nói. Hôm nay bà vác theo một cái đòn gánh khá dài. Như vậy là đúng quy tắc tiên lễ hậu binh mà sách Tôn Tử đã dạy. Bích và Mùi thì mỗi người vác một cái chổi, còn Kim Lan khệ nệ xách thùng nước. Thược còn đang ngơ ngác nhìn chưa kịp cất tiếng chào thì bà mẹ Kim Lan xông nhanh tới và quát lớn: Đánh bỏ mẹ thằng Sở Khanh đi! Này! Miệng nói tay đập, cây gậy trong tay bà liên tiếp giáng xuống những đòn thù hận lên đầu, lên vai Thược để rửa hờn cho cái bụng bầu của con gái. Bích và Mùi cũng giơ chổi lên phang, miệng léo nhéo chửi. Thược vừa đỡ gạt vừa cố gắng bỏ chạy, nhưng họ vây tứ phía, lại gặp chỗ ruộng ngập bùn ngang tới bắp chân. Thược không thoát thân nổi, đành cứ đứng yên chịu trận. Khi Thược đã nhũn mềm quỵ xuống, Kim Lan mới hắt mạnh thùng nước vào mặt gã. Thược thấy một mùi vị kỳ lạ chưa bao giờ nếm qua, vừa mặn vừa chua, lại có lẫn mùi khai bốc lên nồng nặc dưới ánh nắng. Thank you.
hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Chút kỷ niệm xưa của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và chính tác giả. Phần kỹ thuật và nhạc đệm do Duy Quang phụ trách. Tôi nhớ mãi cuối năm để ngủ, tức là lớp 8. Vừa nghỉ hè được 2 tuần thì bố tôi bảo tôi thu xếp quần áo, nhét vào một chiếc vali nhỏ, chuẩn bị đi với chú tôi. Lần đầu tiên phải xa gia đình, tôi biện rịn lắm. Bố tôi bảo, muốn nên người thì đi theo chú mày, ở nhà cứ lêu lỏng với mấy thằng hàng xóm, thi cử đến nơi rồi, làm sao mà đỗ được. Mẹ tôi đứng bên cạnh cũng phụ họa theo. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng con ạ. Lại đấy người ta chỉ bảo cho phải ngoan ngoãn vâng lời. Ở nhà bố mày độc tắt mặt tối, có thì giờ đâu mà ngó đến bài vào của mày. Rồi chú tôi mang mobilet đến chở tôi sang khu bàn cờ. Lúc chia tay, mẹ tôi dúi vào túi tôi mấy chục bạc toàn là tiền lẻ và ân cần dặn: này, chủ nhật có nhớ nhà thì đón xe buýt mà về nhé. Phải chịu khó siêng năng học hành, học giỏi thì muốn gì mẹ cũng mua cho hết đấy. Tôi chớp mắt cố gắng ngăn dòng lệ, leo lên yên sau, quàng tay ôm chặt lấy bụng chú tôi. Chiếc xe gắn máy rú lên, khói phun thành luồng phía sau, đưa hai chú cháu tôi ra con đường lớn, rẽ về hướng chợ Sài Gòn. Tôi không dám quay lại, nhưng biết chắc mẹ tôi đang nhìn theo với ánh mắt tội nghiệp. Ngày ấy chú tôi có một dãy nhà gỗ ngăn làm nhiều phòng cho thuê, mà cư dân phần lớn là người miền Bắc mới di cư vào Nam được 1-2 năm. Họ là những gia đình có chút vốn riêng, không muốn tập trung ở các trại định cư xa thành phố, nhất là không muốn theo sự khuyến khích của chính phủ về các khu dinh điền bám lấy nghề làm ruộng. Họ nán lại Sài Gòn tìm nghề vớ vẩn, đa số là những công việc lao động chân tay. Trong số những người mướn nhà của chú tôi có một nhóm học sinh 4 người rất hiếu học. Họ ở chung căn phòng rộng nhất trên lầu, tất cả đều lớn tuổi hơn tôi. Người thì chuẩn bị thi trung học, người sắp thi tú tài. Chú tôi cho tôi một căn buồng nhỏ ngay bên cạnh để ngày ngày nhìn các đàn anh mà bắt chước. Chú tôi dẫn tôi vào gặp họ, bảo khoanh tay cúi đầu chào, rồi nói: trong gương các anh đây này, phải chăm chỉ như thế mới mong có ngày nở mặt nở mày với thiên hạ. Rồi quay về phía họ, chú tôi ôn tồn bảo: nhờ các anh dạy dỗ nó hộ tôi, hễ nó lười thì cứ thước kẻ mà quất vào đi. Chú tôi đi rồi, anh Long, người lớn tuổi nhất, quăng cho tôi cuốn sách pháp văn, bảo ra ngồi ngoài gốc cây học thuộc lòng bài tập đọc thứ nhất. Tôi ngơ ngác không hiểu gì vì sinh ngữ đang học là anh văn, nhưng sợ quá không dám có ý kiến. Dưới mắt tôi, anh Long đúng là hình ảnh một thanh niên lý tưởng. Từ cái dáng người tầm thước, khuôn mặt trắng trẻo, nói năng thông suốt và thái độ lúc nào cũng trang nghiêm. Gặp anh lần đầu tôi đã khắc ghi ngay một ấn tượng thật mạnh, và tôi thầm nhủ mai sau lớn lên tôi sẽ bắt chước cái phong thái trí thức và chững chạc của anh, để chú tôi có thể hãnh diện đem khoe thằng cháu với thiên hạ, giống như ông vẫn thường ca ngợi anh Long với tôi từ mấy tháng nay. Tôi ngồi ở gốc cây phượng ngay trước cửa phòng anh Long, thỉnh thoảng liếc mắt trông vào. Ánh nắng gay gắt xuyên qua nhánh lá thưa thớt rọi thẳng xuống đầu tôi. Cuốn sách mở rộng đặt ngay ngắn trên đùi, nhưng tôi không đọc được chữ nào. Mấy con chim sẻ xả xuống, nhảy tung tăng bên cạnh hàng rào. Con chuồn chuồn bay la đà, rồi dừng chân ngay trên nhánh phượng thật thấp, ngay trong tầm tay của tôi. Nhưng tôi đành chịu, không dám chột bắt. Ngoài đường, những đứa trẻ cùng trang lứa với tôi ồn ào qua lại, rủ nhau trèo cây hái trái bắt tổ chim. Hò hét reo cười khiến tôi càng nôn nao khổ sở. Tôi thấy mình như bị giam lỏng, ngứa ngáy chân tay, tiếc nuối những ngày hè ngắn ngủi vừa qua. Bên trong, anh Long và ba ông bạn lúc nào cũng cắm đầu hí hoáy viết. Hình như cả ngày không ai nói với nhau lời nào, hoặc chỉ nói những câu rất cần thiết. Họ giống như những vị tu hành trẻ tuổi, giam mình trong khuôn viên tu viện, tỉnh khẩu để suy ngẫm cuộc đời mai sau. Mảnh băng làm họ điêu đứng quá. 7 năm trung học phải bước qua 3 cây cầu cay đắng: bằng trung học đệ nhất cấp, tú tài phần 1 và tú tài phần 2,
mà kết quả mỗi kỳ thi thường chỉ được chấm đậu với tỷ lệ trên dưới 10%. Người ta có cảm tưởng Bộ Giáo dục và các thầy, các cô cố tình toa dập với nhau để giảm thiểu nhân tài. Mà điều này có lẽ đúng, bởi lề lối học thi và nhất là cách thức chấm thi khó có thể bảo đảm được sự công bằng giống như tú tài IBM sau này. Những môn khoa học toán hoặc khoa học thực nghiệm thì tương đối còn có tiêu chuẩn rõ rệt bởi bài giải có đáp số cụ thể. Còn những bài luận văn chương, những bài dịch sinh ngữ hoặc những môn khoa học nhân văn đòi thí sinh phải làm luận thì quả thực sự may rủi hầu như không thể nào tránh khỏi. Có những ông thầy suốt đời khắt khe, hà tiện, đặt bút xuống chỉ phê con số 1, số 2 hoặc rộng lượng lắm mới cho thí sinh 5 điểm. Thì thí sinh khó mà đạt được mức trung bình. Có lẽ ngày trước các ông học hành vất vả quá, cho nên bây giờ oán trả ơn đền, trút xuống đầu thế hệ kế tiếp, giống như nàng dâu bị mẹ chồng hành hạ, sau này khi trở thành mẹ chồng thì lại cứ vết xe cũ mà đi. Học trò thủ ấy không ai không biết giai thoại thầy Võ Văn Lúa. Chấm thi lúc nào cũng chỉ cho 1-2 điểm, mà ông có vẻ rất hãnh diện về sự nghiêm khắc của mình. Ông khó quá đến nỗi cái tên riêng của ông dần dần biến thành một hình dung từ đồng nghĩa với chữ xui xẻo hay mạt vận. Chẳng hạn người ta nói đi thi mà gặp ông đó là kể như lúa rồi, hoặc vào vấn đáp mà trúng ông giáo sư y thì là lúa là cái chắc. Cho nên nghĩ cho cùng thì cái câu học tài thi phận cũng phản ánh phần nào sự thật về hệ thống giáo dục thời đó. Và ai đã từng nếm trải những chua chát của đoạn đường lều chẳng trông gai thì mới thấy thấm thía hết cái đắng cay của bài mảnh bằng mà ban AVT thường hát trong các buổi đại nhạc hội. Tôi nhìn anh Long và những người bạn tự nhốt mình liên tục trong căn phòng nhỏ kia, đôi lúc cảm thấy vô lý, dù rằng tôi biết chính tôi chỉ ngày mai cũng sẽ phải chúi đầu vào sách vở như họ mới hy vọng giật được mảnh bằng vô dụng vào cuối năm đệ tứ. Những ngày kế tiếp tôi làm quen dần với nếp sống mới, bớt thấy cô đơn hơn dù không có gia đình bên cạnh. Giang sơn của tôi vẫn là gốc cây phượng những ngày nắng ấm và mái hiên thấp lè tè gặp những hôm mưa rào đột ngột. Tôi đã rụt rè lấy hết can đảm xin anh Long đổi cho cô cuốn sách, và anh dễ dãi quăng cho tôi cuốn Lang Le Vivant để tập đọc. Anh cũng cho phép tôi thỉnh thoảng được quét dọn nhà cửa cho anh, đồng thời xếp lại những cuốn sáng tạo và văn hóa ngày nay anh dựng trên chiếc kệ gỗ ở đầu giường bên cạnh chồng sách giáo khoa. Cũng có hôm anh sai tôi lấy giấy báo lau những cái chụp đèn bị ám khói, hoặc chạy ra đầu ngõ mua dầu lửa, hay bơm cho anh cái bánh xe đạp bị xì hơi. Làm những công việc vặt vãnh ấy tôi thích lắm, bởi nó cho tôi những giây phút thoải mái hơn là cứ phải cầm cuốn sách tiếng Anh ngồi tù túng ở gốc cây. Tôi cũng bớt sợ anh Long hơn, thậm chí dám len lén mang cuốn Bên Kia Bến Hải của Bộ Thông tin ra ngồi ở gốc cây đọc, theo dõi chuyện đấu tố ở miền Bắc. Về phần anh Long và ba người bạn trong phòng thì ngày này qua ngày khác như những cái máy không một chút thay đổi. Ngay cả những lúc sang nhà bên cạnh ăn cơm, họ cũng đặt cuốn sách trong tầm nhìn để vừa nhai vừa nhẩm bài học. Lúc mệt quá thì họ đứng dậy vươn vai hoặc mang sách lại giường nằm đọc. Cũng có khi anh Long ra sân cúi xuống nâng cặp tạ đúc bằng xi măng, tập vài động tác thể dục cho giãn gân cốt rồi lại trở vào ngồi xuống vị trí cũ. Khi nào sảng khoái lắm, anh mới đọc to mấy câu thơ trong bài Hàn Nho Phong Vị Phú của Cao Bác Quát, rồi cùng ba người kia bàn bạc vài phút về các điển cố Hán tử tối nghĩa. Buổi tối ăn cơm xong, họ đi bách bộ vài vòng sân rồi lại tiếp tục học. Bốn ngọn đèn dầu khêu lớn đặt trước mặt lôi kéo hàng đàn mối bay lượn chung quanh chết lả tả trên bàn học. Cả phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng đập mũi chen với tiếng tích tắc của cái đồng hồ tròn hiệu con gà đặt ở đầu bàn. Lâu lâu một người đứng dậy tiến lại góc nhà lấy cái ống bơm mang tới xịt liên hồi xuống gầm bàn để đuổi mũi. Mùi hăng nồng giống như dầu hôi bốc lên khắp nhà, nhưng dường như chẳng giết được con mũi nào mà chỉ tạo cho một người một cái chút tâm lý yên lòng vì có thuốc mũi bên cạnh mà thôi. Như một cái máy, cứ đúng 9 giờ anh Long bảo tôi đi ngủ, còn anh và bạn bè ngồi nán lại đến gần nửa đêm rồi mới kéo nhau ra bờ giếng
múc nước xối ảo ảo, cười đùa thoải mái. Một ngày nặng nề trôi qua, hình như chỉ có lúc đứng tắm bên nhau, họ mới tạm quên bài vở để chia sẻ những câu chuyện vui ngắn ngủi trước khi lên giường. Mà ngay cả chuyện vui của họ, tôi cũng chẳng thấy có gì đáng gọi là vui. Ở tuổi anh Long, nhiều người đã có đào hoặc sắp lấy vợ, đem chuyện tình kể cho nhau nghe. Riêng anh và ba ông bạn già trước tuổi kia thì chỉ biết đến chữ nghĩa, cho nên nói cái gì đi nữa thì rồi cũng trở lại với bài vở. Đứng tắm với nhau, họ đọc to mấy câu thơ tự do trong báo Sáng Tạo, rồi cùng phá lên cười chế giễu. Tôi nghe anh Long giảng, người ta đã phân biệt hai loại văn là tản văn với vận văn, nghĩa là văn xuôi và văn vần. Văn vần tức là thơ, thơ chỉ hay khi có vần có điệu, muốn chế kiểu nào thì chế, nhưng hễ mà không có vần có điệu thì không thể nào gọi là thơ được. Cả ba người kia đồng ý ngay, theo thói quen của họ từ trước đến nay là chưa bao giờ có ý kiến trái ngược với anh Long. Dãy nhà của chúng tôi hình chữ M, tổng số phòng cho thuê gồm đến hơn 10 căn, tất cả đều hướng mặt vào khoảng sân xi măng khá rộng và xài chung một cái giếng ở cuối sân. Đêm đêm khi anh Long và ba người bạn ra tắm là lúc mà đa số mọi nhà đều đã khép cửa kín mít, không còn ai ra múc nước nữa. Phần lớn họ là dân lao động, cho nên ai cũng tỏ ra nể trọng và dễ dãi đối với những cậu học trò miệt mài đèn sách. Nhóm anh Long có làm ồn một chút cũng chẳng ai nỡ lên tiếng trách. Ngày thi càng gần, anh Long và bạn bè càng thức khuya. Có đêm tôi đã chợp mắt thiếp đi một lúc, giật mình tỉnh dậy vẫn thấy phòng bên cạnh còn sáng và tiếng đập mũi vẫn thỉnh thoảng vọng sang. Tôi rón rén ra đầu nhà đi tiểu, ngang qua phòng anh Long liếc mắt trông vào, nhìn thoáng bốn khuôn mặt đăm chiêu tư lự bên mấy ngọn đèn vàng nhỏ. Tôi chợt mong cho mình trắng lớn để cùng đứng vào hàng ngũ những người siêng năng xách đèn như anh Long. Bà Tư ở gian bên cạnh nấu cơm tháng cho chúng tôi, có cô gái 16 tuổi rất xinh đẹp. Ngày hai buổi, bữa trưa bữa tối, tôi thường thấy cô lấm lét nhìn anh Long cảm phục. Nhưng tôi chắc cô không dám có cao vọng nâng khăn sửa túi cho anh Long, bởi anh sắp trở thành ông Tú. Cả bà Tư mẹ cô dường như cũng biết con gái mình tuy có chút nhan sắc, nhưng hoàn cảnh mẹ quá con côi, lại thuộc giới bình dân lao động, nên bà chẳng dám khuyến khích con leo trèo quá cao sợ vấp ngã. Thời ấy, phòng thông tin đô thành thường vẫn hay tổ chức những buổi văn nghệ lưu động cho công chúng. Có một đêm họ về diễn gần nhà, cô Chi muốn đi xem nhưng con gái không thể đi một mình. Cô bèn rủ tôi vì cô vẫn coi tôi như đứa em. Thấy tôi có vẻ ngần ngại, cô thay bộ quần áo mới còn nguyên mùi băng phiến, trải tóc gọn ghẽ sức chút dầu thơm, rồi chạy lên lầu xin phép anh Long hộ tôi. Tôi thấy anh Long và cả ba người bạn cùng ngẩng lên trố mắt nhìn cô, vì lần đầu tiên thấy cô khác hẳn mọi ngày, không còn cái hình ảnh lam lũ như khi múc nước ở bờ giếng hoặc từ bếp bưng mâm cơm đặt lên bàn mời họ ăn. Cô bé lọ lem hôm nay đã biến dạng để trở thành một thiếu nữ mỹ miều, đem chút màu hồng đến cho bốn chàng thư sinh suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Cô đứng ở cửa, hai bàn tay đan vào nhau, gật đầu chào mọi người. Tôi cứ tưởng một mình xuất hiện trước bốn người đàn ông cô phải lúng túng lắm, nhưng không ngờ cô rất tự nhiên. Cô nhìn anh Long nhã nhặn lên tiếng, em lên xin phép các anh cho Tòng nó đi xem văn nghệ tối nay với em. Anh Long đẩy ghế đứng dậy tiến lại gần cô và tươi cười hỏi lại, tối nay có văn nghệ à? Vậy mà chúng tôi chả biết gì cả, ở đâu vậy cô? Tôi đoán là anh Long chỉ làm bộ, bởi vì suốt buổi chiều xe phóng thanh của phòng thông tin đã chạy tới chạy lui hô hào đồng bào, kéo theo cả lũ con nít trong xóm hò hét phụ họa. Không lẽ anh chăm học quá đến nỗi không nghe thấy? Cô Chi lễ phép đáp, thưa ở ngoài trường học ạ. Anh Long chăm chú nhìn cô rồi quay sang nhìn tôi và gật đầu nói, vâng, cô cho Tòng nó đi đi, đi với cô thì chúng tôi an tâm lắm. Một người bạn của anh Long đang hí hoáy viết thấy vui câu chuyện cũng quăng cây bút xuống bàn và tinh nghịch hỏi, sao cô không rủ anh em chúng tôi mà lại chỉ rủ có mình thằng Tòng? Trước câu hỏi chọc ghẹo ấy, cô Chi không hề nao núng, cô điềm tĩnh đáp, dạ em thấy các anh bận học nên em không có dám làm phiền, thôi em xin phép các anh ạ.
Dứt lời, cô kéo tay tôi xuống lầu. Tới chân thang, tôi quay lại ngước mắt trông lên, thấy anh Long vẫn còn đứng nhìn theo cô Chi. Cái nhìn không hẳn là ngây ngất, mà chỉ vì ngạc nhiên. Tôi ra giếng múc nước rửa mặt, rồi vào phòng thay quần áo dài và sơ mi trắng. Ngoài đường, từng cụm người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Đêm văn nghệ hoặc chiếu bóng công cộng bao giờ cũng là một biến cố lớn, xóa tan cái bề mặt bình lặng quanh năm của khu xóm. Cô Chi đứng chờ tôi ở cửa phòng, ánh mắt vẫn còn chan hòa niềm vui, có lẽ vì lần đầu tiên được đám anh Long dành cho sự chú ý trong mấy phút vừa qua. Chúng tôi bước ra đường, nhập bọn cùng đoàn người đang ồn ào thả bộ về phía sân trường tiểu học. Dọc đường, cô hỏi thăm tôi khá nhiều về anh Long. Tôi ngu quá, cứ hết lời tán tụng anh, đưa anh lên quá cao, nhấn mạnh mãi là anh học rất giỏi, mai sau thể nào cũng thành ông nọ ông kia. Trong cái xã hội còn nặng tính giai cấp thủ ấy, việc tôi tâng bốc anh Long càng làm cô thêm mặc cảm. Thấy rõ khoảng cách giữa anh và cô quá lớn, khó có thể tiến đến với nhau được. Tôi thấy mắt cô buồn thiu và lâu lâu lại thở dài. Mãi đến khi chúng tôi đứng lẫn vào dòng khán giả đông nghẹt trên sân cát, nghe hát và xem ảo thuật, tôi mới lại thấy cô vui, cười khanh khách từng chập và thậm chí hát theo vài bài ca quen thuộc trên sân khấu. Mấy gã thanh niên lượn tới lượn lui buông lời chọc ghẹo, cô làm như không nghe thấy. Có gã bạo dạn tới vỗ vai tôi và hỏi: "Ê nhỏ, chị mày tên gì vậy?" Tôi thấy mặt gã hung tợn quá nên lúng túng không dám trả lời, chỉ đưa mắt nhìn cô. Cô vội kéo tay tôi và khẽ nói: "Thôi, về em, xem vậy đủ rồi. Chắc chỉ còn vở kịch nữa là hết. Chị cứ hứa với anh Long là đưa em về sớm." Tôi hơi tiếc rẻ nhưng đành theo cô lách đám đông ra phía cổng trường. Trong câu chuyện dọc đường, tôi tình cờ nhắc đến anh Long, nhưng cô nói là ngay sang chuyện khác, bình phẩm về buổi văn nghệ vừa rồi. Tôi biết từ lâu cô vẫn chú ý đến anh Long một cách sâu đậm vì cô hay gợi hỏi tôi, nhưng tôi chưa bao giờ tiết lộ với anh Long điều đó. Bởi dưới mắt tôi ngày ấy, anh Long đứng ở nấc thang quá cao, cô Chi không thể nào với tới được. Tối nay có lẽ cô cũng bắt đầu nhận ra điều ấy, cho nên kể từ sau đêm văn nghệ, cô bỏ cuộc hẳn, không nhắc đến anh Long lần nào nữa. Mà cô quyết định như vậy cũng phải, bởi tôi biết anh Long không quan tâm đến cô. Nói đúng hơn, anh chưa để ý đến chuyện tình cảm. Ở tuổi 18, mảnh bằng tú tài toàn phần đang là cái đích to lớn che lấp hết mọi mơ ước khác của anh. Trong số những gia đình thuê nhà của chúng tôi, đâu phải chỉ có mình bà Tư có con gái đang ở tuổi dậy thì. Ở căn hộ đầu tiên có cô Dung học đệ tứ trường Gia Long, nghĩa là hơn tôi một lớp. Mỗi lần đi học hay đi lễ nhà thờ, cô thường mặc áo dài trắng trông rất đài cát. Tuy không thân với cô nhưng lâu lâu tôi cũng có sang mượn sách toán của cô, và cô cũng hay hỏi thăm tôi về anh Long. Có lần cô trao cho tôi cái phong thư nhỏ màu trắng và bảo: "Này Tòng, đưa giùm tôi cái này cho anh Long nhé." Tôi nắn cái phong bì thấy cộm cộm trong đó, liền hỏi một câu ngớ ngẩn: "Chị viết gì cho anh Long vậy? Thư tình hả?" Cô mỉm cười chớp mắt đáp: "Đừng có tò mò, cứ đưa đi. Nhưng mà đừng đưa trước mặt mấy anh kia nhé. Đưa riêng cho anh Long thôi, chờ khi nào tiện thì đưa. Này, mà cấm không được nói cho ai biết đấy." Tôi gật đầu gấp lại và nhét vào túi áo, trở về gốc cây phượng ngồi học bài. Đến giờ ăn trưa, tôi thấy anh Long một mình ra sân trước, đứng vươn cánh tay làm vài động tác thể dục. Tôi chạy lại trao thư cho anh theo đúng lời dặn của cô Dung. Giữa cô Dung và cô Chi, dĩ nhiên tôi vẫn đánh giá cô Dung cao hơn nhiều, bởi cái lối giáo dục hẹp hòi của xã hội ngày ấy đã nhồi vào đầu tôi ngay từ thuở mới lớn, cái ý nghĩ luôn luôn phải trọng những người có học. Ấy vậy mà anh Long cũng chẳng chú ý. Cô Dung học trò sáng giá như thế anh còn không quan tâm, thì huống chi là cô Chi nấu cơm tháng ngày ngày lem luốc than cho trong bếp. Việc cô Chi buông rơi anh Long xem chừng có ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi khá nhiều, là bởi vì bấy lâu nay cô hay mua quà cho tôi, dùng tôi làm nhịp cầu kết nối. Bây giờ cô không cần anh Long nữa thì tội gì tốn tiền cho tôi. Tôi nhớ lúc bấy giờ trong khu xóm có một thanh niên mù bán bánh bông lan. Cứ hai ngày một lần anh ta khua gậy bước vào cổng đeo cái hộp sắt hình chữ nhật trước ngực. Cái hộp lớn hơn cuốn vở đó, ba mặt sắt bịt kín, một mặt gắn kín khoe ra những cái bánh vàng lẫy to bằng quả trứng gà. Anh ta bước vào giữa sân và bắt đầu cất tiếng hát. Anh chỉ hát có một bài duy nhất nhưng giọng trong vút và rất cao.
Có những chiều thu vương nắng cuối thôn, tiếng tiêu ai vọng đến thiết tha buồn. Cô lái đò đôi má hồng ước mơ, đón anh về ghi chép nốt vần thơ. Chấm dứt bài ca lãng mạn nhẹ nhàng đó, anh bắt đầu mời mọi người mua bánh. Khách hàng trung thành nhất của anh bao giờ cũng là cô Chi, con gái bà Tư. Cô luôn luôn mua một đồng hai cái, tặng tôi một và giữ một cái cho mẹ cô. Lúc đầu tôi chẳng hiểu vì sao cô lại tốt với tôi. Về sau mới hiểu, cô chỉ cần tôi làm trung gian để cô quen anh Long mà thôi. Bây giờ cô ngưng theo đuổi anh Long, cô cũng ngưng luôn không mua bánh cho tôi nữa. Một hôm anh Long đạp xe chở tôi ra phố, khúc đường Lê Văn Duyệt, trước cửa Tư Thục Trường Sơn, nằm giữa đường Hồng Thập Tự và Trần Quý Cáp, có những hàng sách cũ bày la liệt trên lề. Sách ở đó vốn giá rẻ lại có thể kỳ kèo bớt một thêm hai, cho nên dân học thi thường lai vãng đến chọn lựa. Một cuốn sách chuyển tay không biết bao nhiêu đời, một người mua về học xong đem bán đi, kẻ khác lại cũng làm như thế, cho nên cuốn nào cũng sờn nát, thậm chí nhiều khi mất cả vài trang. Học trò Việt Nam vốn nghèo, gia đình đông đúc mà nhà cửa lại chật chội, chẳng mấy ai nghĩ đến việc lập tủ sách lưu trữ, bởi nó không phải là một nhu cầu cụ thể như gạo, than, mắm, muối. Sách dùng xong là bán đi luôn cho tiện, nhất là sau khi thi đậu, cần tiền làm một chầu xi nê, một bữa cơm tây ăn mừng. Anh Long chở tôi tới quầy sách, bắt tôi đứng giữ xe đạp để anh rảnh rang lựa chọn. Anh nhòi người lục chồng sách cũ, tôi đứng sớ rớ một lúc, rồi cũng mon men đến gần, rón rén chộp một cuốn Cine Revue, mở ra xem hình tài tử. Dưới mắt tôi lúc đó, thế gian này chỉ có mỗi Brigitte Bardot là nữ tài tử duy nhất mà tuổi 13 của tôi đã biết thầm yêu trộm nhớ. Nhưng tiếc thay, tờ Cine Revue tôi đang cầm trên tay không có hình cô đào thần tượng ấy, mà chỉ toàn thấy những ông cao bồi như John Wayne, James Coburn và Gregory Peck. Cái hãng Consonam độc quyền nhập cảng phim vào Việt Nam, bất kể từ nước nào cũng được chuyển âm sang tiếng Pháp trước khi trình chiếu tại rạp. Thành thử tài tử nào tôi cũng tưởng họ là người Pháp. Thậm chí khi đi xem phim Le Pont de la Rivière Quai và Le Canon de Navarone, tôi cứ phục lăng nền điện ảnh của mấy ông Tây. Về sau lớn lên mới biết nghệ thuật thứ bảy của Pháp chẳng thấm vào đâu so với Mỹ. Anh Long tìm được cuốn luận đề về Cao Bá Quát, mở vài trang lẩm nhẩm đọc rồi quay sang mắng tôi. Con bé không được xem sách đó. Anh giằng tờ điện ảnh trên tay tôi, trước khi trả lại cho chủ, chính anh cũng mở ra lật nhanh vài trang, ngắm hình tài tử trong đó. Tôi tiếc hồi hồi, chỉ mong cho mình chóng lớn để được đi xem những cuốn phim cấm trẻ em dưới 18. Mặc dầu bây giờ nghĩ lại thì thấy rõ những cuốn phim ấy cũng chẳng có gì đáng cầm. Sở kiểm duyệt của Tổng thống Diệm khắt khe quá, đàn bà mặc áo tắm in lên báo chí hoặc xuất hiện trên màn ảnh là kể như vi phạm thuần phong mỹ tục rồi. Anh Long trả tiền sách, toan leo lên xe đạp, bỗng đổi ý ghé lại xe nước mía gần đó gọi hai ly. Người bán hàng đang ngồi ngáp vội đứng dậy lấy dao rắc mía, tức thì đàn ruồi bay tung lên trần vờn lượn qua lượn lại trước mặt anh Long và tôi dưới nắng chiều gay gắt. Tiếng máy nghiến kêu ken két ép 2-3 lần mới nhỏ đầy hai ly. Người bán hàng vắt thêm miếng chanh nhỏ rồi bưng cốc nước mía trao cho tôi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đầu, vừa đuổi rồi vừa uống. Anh Long đứng bên cạnh cầm ly nước nhưng không uống vội, đưa mắt nhìn sâu vào trong trường. Ở đó thấp thoáng vài cô nữ sinh đi qua đi lại bên hành lang. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, chỉ có những lớp luyện thi mở cửa. Tôi vừa nốc cạn ly nước mía thì bỗng chú ý tới một thanh niên cỡ tuổi anh Long vừa từ dạp Nam Quang chui ra, dụi mắt nhìn quanh rồi hớn hở tiến lại vỗ vai anh Long. Ê, lâu quá không gặp mày. Anh Long đặt vội ly nước mía xuống vui vẻ bắt tay người bạn cũ. Tôi ngồi im lắng nghe hai người đối thoại. Qua câu chuyện hàn huyên, tôi được biết người bạn anh Long tên là Đường, trước ở chung với anh tại trại học sinh Phú Thọ. Ngày mới di cư vào Nam, chính phủ lập trại học sinh này dành cho những thanh thiếu niên mồ côi hoặc không mồ côi như cha mẹ muốn gửi vào đó như một hình thức nội trú. Phong trào thể dục thể thao thời đó được chế độ hết sức khuyến khích, cho nên ngoài việc học, thanh niên trong trại đua nhau tập tạ đá bóng,
và võ thuật, có người trở thành lực sĩ hoặc võ sĩ. Cũng có một thiểu số nửa nạc nửa mỡ chỉ biến thành du đãng. Riêng Đường ngay từ những ngày đầu đã theo đuổi môn quyền anh và được xếp vào loại võ sĩ hạng ruồi xếp theo sức nặng. Rồi trại học sinh giải tán, những người trẻ tuổi ấy lưu lạc khắp nơi, hòa nhập vào xã hội. Có kẻ chỉ sống lang thang qua ngày, nhưng cũng lắm người thành công trong nhiều lĩnh vực, nhất là những năm sau này khi cuộc chiến lan rộng, đòi hỏi nhiều đóng góp của thế hệ thanh niên cho quân đội. Đường không có người thân, ra khỏi trại anh rất bơ vơ. Nghề bác sơ vốn không khá bởi xã hội Việt Nam trọng văn khinh võ. Muốn có việc phải cần mảnh bằng văn hóa làm chuẩn, huống chi Đường lại nghèo. Bữa ăn có bữa không, tập đánh box đúng là chọn lầm nghề, có thể làm anh suy nhược vì thiếu dinh dưỡng. Đường lại không có chỗ ở nhất định, thường phải ngủ nhờ nhà bạn bè, mà nhà cửa ở Sài Gòn 9/10 là chật chội, chẳng ai có thể chứa Đường được lâu. Một lần vì cần tiền, Đường thượng đài quyết đấu với một võ sĩ người Miên, bị hạ đo ván ngay hiệp đầu. Anh dám đứng dậy đánh tiếp, sang hiệp thứ hai lại bị đấm cục, và lần này anh nằm thẳng cẳng. Từ đó anh bị ù hẳn một bên tai, nói chuyện luôn luôn lớn tiếng. Anh miễn cưỡng làm huấn luyện viên cho một võ đường mà lòng không vui, bởi nghề này không có tương lai, học viên càng ngày càng thưa thớt. Anh muốn quay lại con đường học vấn, thi bằng trung học để nhất cấp để xin vào sư phạm tiểu học. Kể xong câu chuyện đời mình, Đường buồn rầu cúi xuống di di mũi giày ba ta trên lề đường. Anh Long gọi đi nước mía cho Đường, nhân tiện cho tôi thêm một ly nữa. Đường bùi ngùi hỏi, tao nghe nói mày thi một khóa đậu liền phải không? Anh Long gật đầu, thì cũng may trúng bài tủ, bây giờ tao đang gạo tú tài toàn phần ban A. Tôi thấy nét mặt Đường vốn đã buồn lại càng thảm não hơn. Anh thở mạnh và than, chả bù cho tao 2 năm 4 khóa vẫn rớt. Im lặng một chút, Đường hỏi cho có chuyện, mày giỏi toán sao mày không đi ban B? Anh Long tự tin, tại vì tao định sau này học dược. Anh nói ra điều ấy khiến chính tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tôi biết môn nào anh cũng giỏi cả, và vì vậy anh vẫn lưỡng lự khi chọn cho mình một ngành chuyên môn mai sau ở bậc đại học. Trong những bữa ăn, tôi thường nghe anh nói với bạn bè là anh thích sư phạm, ban văn chương hoặc sinh ngữ. Rồi có lúc anh lại đổi ý đòi học bác sĩ hoặc luật sư. Hôm nay lần đầu tiên tôi thấy anh bảo anh định học dược, chả hiểu thực lòng anh muốn cái gì. Dĩ nhiên vào thời của anh, tổng số sinh viên của cả Sài Gòn còn rất ít, lại chưa bị chi phối bởi luật động viên, cho nên ngay cả những đại học chuyên nghiệp cũng thu nhận sinh viên một cách dễ dàng, chỉ cần ghi danh chứ chưa phải thi tuyển đi sau này. Anh Long nhìn Đường ái ngại, mày còn đánh box không? Tao nghe nói đánh nhiều quá làm giảm trí nhớ. Hỏi mày chứ đấm bình bịch vào mang tai chịu sao nổi. Đường lắc đầu phân trần, chẳng phải chỉ tại tao không có chỗ ngồi học, ở nhà thằng nào cũng chỉ được vài ngày là chúng nó đuổi đi. Anh Long lại hỏi, thế bây giờ mày học trường nào? Đường đáp, tự học thôi, nhưng tao có ghi cua luyện thi ở bên Tân Định. Tôi uống cạn ly nước mía thứ hai rồi chăm chú nhìn Đường. Anh mặc chiếc sơ mi trắng đục bó sát thân mình, hằn lên những bắp thịt ở ngực và hai cánh tay. Mặt anh sương sương và đôi mắt mệt mỏi như người thiếu ngủ kinh niên. Anh Long trả tiền nước rồi hỏi Đường, thế lúc này mày ở đâu? Đường chán nản đáp, ban ngày thì đi lang thang chui vào vườn tao đàn hoặc vào dạp hát, tao mới ngủ được một giấc trong dạp năm qua. Tối thì ngủ nhờ, gặp đâu nằm đó. Có hôm tao nằm ngoài ga xe lửa, tao hỏi mày học thế chó nào được, chỗ ở không có. Tôi bỗng thấy xúc động mạnh vì câu nói của Đường. Lúc này miền Nam còn thanh bình, Việt Cộng chưa hoạt động mạnh, chế độ quân dịch chưa khắt khe, nên vấn đề xét sổ gia đình dĩ nhiên cũng chưa chặt chẽ. Chứ nếu như sau này thì chắc chắn Đường đã bị mổ bót liên tục. Anh Long xem chừng cũng tội nghiệp Đường, nhưng chả biết làm sao. Anh nói bâng quơ, tao thuê cái gác, bốn đứa ở chung. Mày còn nhớ thằng Khoa không? Khoa áp Monica ở trại học sinh ngày trước, bây giờ đang ở với tao, với 2 thằng nữa. Nó cũng đang luyện thi ban B. Đường bồi hồi kêu lên, thằng ấy mà cũng sắp thi tú tài à?
Tao nhớ ngày trước nó chuyên môn bị bắt nạt, đi đâu cũng phải nhờ tao đi theo, không chúng nó đánh chết. Rồi Đường nhìn anh Long ngẫm nghĩ một lúc và khẩn khoản nói: còn chỗ nào cho tao không? Tao chỉ cần một chỗ ngồi học thôi. Ngủ thì tao nằm gầm giường cũng được, hoặc ra hè nằm cũng được. Thi xong đậu hay rớt tao cũng đi. Nói thật, ở với mày tao mới học được. Cái gì tao không biết thì mày dạy tao. Anh Long nhăn mặt đáp: tao thì tao không có ngại, nhưng mà sợ mấy thằng kia không bằng lòng. Chật lắm rồi, có mỗi một cái buồng mà kê đến 4 cái giường với một cái bàn dài. Đường xoa cằm buồn bã. Tôi đứng dậy bước lại gốc me, dựng chiếc xe đạp của anh Long lên vì một người mua sách vừa vô ý làm đổ. Anh Long nhìn tôi sực nhớ ra, sáng mắt bảo Đường: chúng ta thuê nhà của sự cục của ông chú thằng này này. Hay là... Anh Long ngoắc tôi lại và dụ dỗ: em ở một mình chắc cũng buồn, em cho anh Đường ở chung với em được không? Thâm tâm tôi rất thương hại hoàn cảnh của Đường, lại cũng chưa bao giờ dám trái lời anh Long. Từ trước đến nay anh nói gì tôi cũng coi là mệnh lệnh. Nhưng hôm nay thì tôi phân vân lắm. Tôi sợ chú tôi ghé thăm bất ngờ gặp người lạ trong nhà thì nguy cho tôi. Ông rất khó tính, lại chắc chưa tiền bạc. Nể bố tôi lắm, ông mới dành riêng cho tôi một phòng, coi như chịu thiệt mỗi tháng gần 500 bạc. Thời ấy một tân binh quân dịch mỗi tháng chỉ lãnh lương có hơn 600. Cho nên sự hy sinh của chú tôi kể ra cũng là một món nợ khá lớn mà tôi phải ghi nhớ. Tôi dè dặt nhìn Đường: chắc không được đâu, chú em mà biết thì chết. Đường khom người xuống, chống hai bàn tay lên đầu gối năn nỉ tôi: không sao đâu em, anh chẳng có đồ đạc gì cả. Anh sẽ ngồi đất lấy cái giường của em làm bàn học. Ban đêm em cứ ngủ trên giường, anh trải chiếu nằm dưới đất. Tôi vẫn lắc đầu: nhớ chú em đến gặp anh đang ngồi học thì sao? Không được đâu. Anh Long nhanh miệng chen vào: thì cứ nói là anh Đường ở bên hàng xóm chạy sang dạy cho em học. Đừng lo, thỉnh thoảng anh Đường sẽ dắt em đi xem phim Ấn Độ. Tôi chớp mắt đứng im, thấy tôi có vẻ siêu lòng. Anh Long xoa đầu tôi và bồi tiếp: có gì anh nói hộ cho, cứ bảo là anh Đường là bạn thân của anh. Đến nước này thì tôi đành phải gật đầu. Đường mừng quá, ánh mắt sáng lên một niềm vui rực rỡ. Anh nhìn quanh rồi chạy vụt lại trước cửa rạp Nam Quang mua cho tôi một nắm kẹo. Tôi thấy anh Long nghiêm mặt bảo Đường: chỗ bạn bè tao nói thật, hễ thi rớt một lần thì lần sau lại rất dễ rớt. Tao biết tại sao. Tao có hỏi thằng Tông, nó nói với tao như thế này này: nó cũng giống như mày, rớt trung học 4 keo rồi. Là bởi vì cái lúc học ôn, mở bài nào ra nó cũng thấy là đã học rồi, cho nên chỉ đọc lướt qua rồi bỏ luôn, không đọc lại nữa. Mặc dù thực sự ra thì chưa có bài nào nó thuộc hẳn. Mày nên quên hết tất cả những khóa thi trước, coi như học lại từ đầu. Bài nào cũng học cẩn thận như là bài mới. Chỗ bạn bè tao nói thật thì như vậy thì mày mới có thể đậu được. Đường cảm động gật đầu. Anh bảo chúng tôi đứng chờ để anh đi lấy xe đạp, rồi theo anh Long với tôi về nhà. Từ đó Đường dọn vào sống chung với tôi. Tài sản của Đường đúng như anh Long nói, chỉ có cái giường nhỏ đựng ít quần áo, sách vở và đôi găng đánh bóc. Mỗi tuần 2 buổi anh đi dạy võ, bao nhiêu thì giờ còn lại dồn hết vào việc học. Tiền lương ở võ đường rẻ sẻn lắm mới đủ ăn. Những ngày cuối tháng anh thường nhịn luôn từ sáng đến chiều. Bữa tối thì chỉ là khúc bánh mì hoặc dăm củ khoai luộc. 3 ngày đầu tháng Đường phải mang cái dương sang gửi bên anh Long, rồi trốn đi từ sáng đến khuya, vì đó là khoảng thời gian mà chú tôi thường ghé qua thu tiền nhà của người mướn. Nhìn anh Long và bạn bè ở phòng bên cạnh chúi đầu vào sách vở, tôi đã hết sức cảm phục. Mà thấy Đường ngồi học thật sự lại còn đáng nể hơn. Anh kê hai cục gạch trên nền đất làm ghế, còn bàn viết là chiếc giường của tôi. Căn phòng lúc nào cũng mờ tối, là chỗ tung hoành của từng đàn muỗi đói cả ngày lẫn đêm. Buổi sáng thức dậy, đánh răng rửa mặt và điểm tâm bằng gói xôi lạc xong, tôi ôm sách ra gốc cây phượng ngồi học. Chẳng phải vì muốn nhường hẳn cho Đường sự yên tĩnh trong phòng, mà vì muốn tránh những tiếng vo ve rất khó chịu của đàn muỗi đói. Đường thì ngồi lì trong đó, bất đắc dĩ mới ra ngoài vì không muốn hàng xóm chú ý đến sự hiện diện của anh, sợ làm liên lụy đến tôi.
Buổi tối khi tôi căng mồm ngủ, Đường mới mang sách vở sang phòng anh Long, ngồi ké một phạm vi thật nhỏ, im lặng học bài. Anh không muốn làm tôi thức giấc, đồng thời cũng để tiết kiệm dầu lửa. Thường nhật anh rất ít nói, mặt mũi lúc nào cũng đăm chiêu. Có lần tôi tò mò hỏi: "Bố mẹ anh đâu anh Đường?" Anh nhìn tôi mấy giây tỏ vẻ ngạc nhiên về câu hỏi của tôi rồi vắng tắt trả lời. Cái dạo di cư vào Nam, Đường từ làng lên tỉnh bị Việt Minh chặn xét, rất là khó đi lại. Thành thử bố anh mới gửi anh cho một ông bạn, bảo đem anh đi trước, hẹn sẽ gặp nhau ở Hà Nội. Anh chờ mãi chẳng thấy, đành phải xuống tàu vào Nam chung với gia đình, người bạn của bố anh. Vào đến đây ông ấy đưa anh vào trại học sinh. Tôi chố mắt hỏi thêm một câu thừa thãi: "Như thế tức là cả nhà anh không ai vào Nam à?" Anh gật đầu rồi nói lảng sang chuyện khác. Và cũng giống như mọi lần, anh luôn luôn kết thúc câu chuyện bằng lời khuyên tôi nên chăm học. Có lúc anh vỗ bồm bộp lên trán và than: "Đầu anh, óc anh lúc này nó làm sao ấy, học mãi không có nhớ, nhất là môn sử địa." Những lúc mệt mỏi quá, anh thường leo lên rừng, nằm ngửa nhìn lên trần, cuốn sách úp trên ngực, thỉnh thoảng nâng lên đọc một trang. Cũng có khi anh bất ngờ nổi hứng, bàn với tôi về dự tính tương lai, coi tôi như một người cùng lứa tuổi. Tôi biết anh mơ làm giáo viên tiểu học, mà muốn vào sư phạm tiểu học thì tiên quyết anh phải có bằng trung học để nhất cấp. Nếu mai sau người đời gọi anh là ông giáo, thì anh coi như đã đạt được giấc mộng văn võ song toàn. Một hôm Đường đi dạy võ về, mặt mũi rất ưu tư. Tôi thấy anh vào phòng quăng cái túi vải đựng đôi găng tay rồi bước ra hè đứng trầm ngâm nhìn ra bờ giếng. Tôi chạy lại hỏi thăm, anh chỉ gượng cười rồi lắc đầu. Một lúc sau Đường sang phòng anh Long, ngồi đến nửa giờ mới trở về buồng lấy sách ra đọc. Tôi đoán Đường có chuyện lo nghĩ nhưng ngại không dám hỏi. Sau bữa ăn tối tôi ra sân chơi, thấy anh Long bưng cốc nước trà qua buồng tôi. Ngạc nhiên tôi chạy vào xem thì thấy anh ngồi ở đầu giường nói với Đường bằng giọng hơi gay gắt: "Lần trước mày đã bị cái thằng võ sĩ Miên nó hạ đo ván, làm điếc hẳn một bên tai. Bây giờ lại còn định lên đài đấu với Thái Lan, để nó đấm cho mày điếc luôn hay sao? Vẫn biết là mày cần tiền, tao cũng nghèo như mày chứ có hơn gì. Chính mày nói với tao là mày thi rớt bao nhiêu khóa cũng chỉ vì đánh bốc. Bây giờ mày còn đánh nữa hay sao? Tao nói thật, dẹp ngay vụ đấu võ, đừng nghĩ đến nữa." Đường ngồi im không nói gì, tôi ái ngại nhìn anh. Tôi hiểu anh đang phân vân muốn trở lại đấu trường, chẳng phải vì yêu thể thao mà chỉ vì cần tiền, đành phải cố đấm ăn xôi. Anh Long thuyết phục thêm một hồi nữa rồi trở lại phòng. Đường ngẩng lên thấy tôi, gượng cười phân trần: "Tổng cục quyền thuật đón mấy cái thằng Thái Lan sang đây để chúng nó hoanh hoang tự đắc quá, làm anh ngứa mắt, muốn cho chúng nó một bài học mà bạn bè ai cũng cản." Tôi không có ý kiến gì, chỉ thầm nghĩ trong bụng, chẳng biết ai sẽ dạy ai một bài học. Tôi cũng đoán như anh Long, chẳng phải vì ngứa mắt hay tự ái mà Đường đòi thượng đài, chỉ vì anh cần tiền mà thôi. Dưới mắt tôi dĩ nhiên Đường là một thanh niên to khỏe lực lưỡng, nhưng anh ăn không đủ no, lại chẳng thích tập dượt bao giờ, làm sao chịu nổi một hiệp đầu trên võ đài. Tôi lo cho Đường sẽ gặp nạn sinh nghề tử nghiệp, nhưng rất may là lần đó Đường nể lời anh Long, bỏ ý định ghi tên thi đấu. Xa nhà được 2 tháng, một hôm tôi đón xe buýt về thăm gia đình, nhân tiện xin tiền mua thêm mấy cuốn sách toán chuẩn bị cho nên học tới. Xế chiều tôi trở lại căn nhà thuê, đẩy cửa bước vào, giật mình thấy Đường đang ngồi nói chuyện với cô Chi, con gái bà Tư nấu cơm tháng. Cô Chi hoảng hốt đứng bật dậy, trố mắt nhìn tôi lo lắng. Tôi cũng đứng lặng mấy giây ngay trước cửa rồi mới định thần cúi đầu chào cô. Đối với thời gian bấy giờ, nam nữ thọ thọ bất thân, trai gái hẹn hò ở một chỗ kín đáo như thế này là coi như đã thất tiết rồi, chẳng cần phải lên giường nằm ôm nhau. Tôi bước vào cố làm ra vẻ thản nhiên nhưng không dám nhìn mặt Đường sợ anh ngượng. Cô Chi nhanh trí lên tiếng: Chị sang hỏi xem anh Đường có ăn cơm tháng như mấy anh kia không, thì chị nấu luôn thể đó mà. Giọng nói cô mất hẳn sự liến thoáng và tự nhiên thường ngày. Tôi hững hờ nói: "Thế à?" Mặc dầu trong lòng hoàn toàn không tin. Hỏi ăn cơm thì đứng ngoài cửa hỏi được rồi, việc gì phải vào hẳn trong phòng của tôi. Nhất là ánh mắt cô Chi nhìn tôi lúc tôi bất chợt xuất hiện,
không thể là ánh mắt tự nhiên của một người hỏi ăn cơm tháng. Chắc hẳn Đường và cô phải có tình ý với nhau. Điều này làm tôi càng phân vân hơn, bởi mới hôm nào cô còn say đắm anh Long mà nay đã rẽ sang người khác. Đường cứ ngồi chố mắt trên giường khá lâu, anh mới gượng cười bảo tôi: "Anh là, nhưng mà anh làm gì có tiền mà ăn cơm tháng?" Để xóa bớt không khí khó chịu đang bao phủ, cô Chi làm bộ hỏi tôi: "Tòng về thăm nhà có vui không? Hai bác với gia đình khỏe hả Tòng?" Tôi chưa kịp nói gì thì có tiếng bà Tư từ ngoài bờ giếng: "Chi ơi, ôm củi vào, mưa đến rồi." Cô đứng bật dậy chào Đường và tôi rồi lẻn nhanh ra ngoài. Tôi mở cái túi vải lôi ra chùm bánh gai đặt trước mặt Đường. Mẹ tôi có thói quen mỗi lần đi đâu về đều mua loại bánh này làm quà cho các con. Bây giờ tiễn tôi đi chợ học, mẹ tôi cũng dúi vào tay tôi một chục bánh gai gói trong lá chuối khô, thứ bánh mà tôi rất thích. Tôi mời Đường bắt chước câu nói của mẹ tôi: "Ăn đi anh, bánh mới gói còn nóng đấy." Đường dĩ nhiên không khách sáo, anh giật một cái và hân hoan bóc ra ăn ngay. Tôi muốn anh ăn thoải mái nên cầm cuốn sách bỏ ra sân, tới chỗ ngồi thường lệ dưới gốc cây phượng đỏ. Cô Chi đang kéo nước ở bờ giếng, liếc mắt nhìn tôi rất nhanh rồi ngượng ngùng quay ngay đi. Tôi sực nhớ ra ngày Đường mới đến, cô đã tò mò hỏi tôi: "Cái ông gì ở chung với em là ai vậy?" Và tôi lúc đó chỉ sợ chú tôi biết nên đã hết lời năn nỉ cô đừng tiết lộ việc Đường sống chung với tôi. Tôi cũng không quên kể rõ lai lịch đáng thương của Đường, đồng thời ca ngợi Đường là người nghèo nhưng có chí lớn, mục đích để biện minh với cô về việc chứa chấp Đường trong nhà mà không có phép của chú tôi. Chẳng ngờ những lời tán dương ấy lại làm cô Chi cảm động và để ý đến Đường. Thứ tình cảm bắt đầu bằng một sự thương hại. Tôi chạy vào phòng đếm 5 cái bánh gai mang ra biếu cô Chi để đền trả phần nào những chiếc bánh bông lan cô vẫn mua cho tôi hồi cô còn để ý đến anh Long. Nhưng cô lắc đầu từ chối. Tôi nói 2-3 lần cô mới bảo: "Thôi, chị xin em một cái thôi, em giữ lấy mà ăn dần. Có mấy cái bánh mà bên em những cái hai người cơ mà. Anh Đường á, anh là võ sĩ, chắc ăn khỏe lắm đấy." Rõ ràng là cô bắt đầu lo lắng cho Đường, đúng như tôi đoán. Quả nhiên từ đó, Đường có những bữa ăn ngon hơn. Cô Chi đã quên hẳn anh Long để xoay tình cảm về phía Đường. Anh không chính thức đóng tiền cơm tháng vì anh làm gì có tiền mà đóng. Nhưng hầu như ngày nào cô Chi cũng lén mẹ lấy thức ăn bỏ vào cái nồi đồng nhỏ đặt ở bờ giếng. Đúng hẹn, Đường đi ra bưng vào. Ăn xong, anh vác nồi ra bờ giếng rửa sạch, úp lên cái rổ đúng vị trí cũ để trưa mai cô Chi sẽ lại âm thầm tiếp tế. Đường không giấu tôi nữa, mà anh muốn giấu cũng không được, bởi anh cần đến tôi. Hai người không thể công khai gặp nhau nên mỗi khi muốn nhắn điều gì, cô Chi hoặc Đường đều sai tôi làm trung gian. Đường rung đùi kể chuyện Hàn Tín ngày xưa lúc còn Hàn Vi xin cơm người thợ giặt, rồi khi công thành danh toại quay về trả ơn. Anh coi mình như một thứ Hàn Tín đang chờ thời để bước lên đài danh vọng. Tôi vui lấy cái vui đơn giản của anh, mặc dầu tôi suy nghĩ mãi vẫn không hình dung nổi nếu đậu xong mảnh bằng trung học để nhất cấp, anh sẽ làm gì để leo lên tới hàm tướng quốc như Hàn Tín. Cuộc tình của Đường và cô Chi kín đáo lắm, chỉ có mình tôi biết. Nhóm anh Long không hề mảy may ngờ vực, hay đúng hơn, họ chẳng thèm bận tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài sách vở. Đường yêu đời hơn, thỉnh thoảng rủ tôi ra đầu ngõ, mỗi người làm một ly đậu đỏ hoặc một cốc kem dừa có sữa đặc và đậu phộng rác lên trên. Mỗi lần như thế, tôi đều liên tưởng đến cô Chi. Tôi đoán chắc cô đã xén bớt tiền trợ để cung phụng cho Đường, và bỗng dưng tôi thấy tội nghiệp bà mẹ quanh năm vất vả, có đứa con gái hư mà không biết. Nhiều buổi sáng tôi ngồi dưới gốc cây phượng, thấy cô Chi thay áo mới xách giỏ đi chợ. Một lúc sau Đường cũng đạp xe ra cổng. Khu nhà này vừa chật chội vừa trống trải, mọi sinh hoạt riêng tư trong từng gia đình đều bị phơi bày ra trước mắt hàng xóm. Đường không có cách nào có thể nói chuyện riêng được với người yêu, cho nên anh đành phải theo cô ra chợ. Tôi thông cảm với Đường, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ thấy thương cho bà Tư bị con gái qua mặt mà không biết. Thời gian trôi nhanh, Đường chuẩn bị bút nghiên đi thi. Tôi hồi hộp không thua gì Đường, mà người hồi hộp hơn cả Đường lẫn tôi có lẽ là cô Chi. Trước ngày thi,
Đáng lẽ phải ngồi ôn bài thì Đường lấy xe đạp đi từ lúc chập tối. Cô Chi cũng vắng nhà đến khuya mới về, làm bà Tư cằn nhằn mãi. Hôm đi xem niêm yết kết quả, tôi nhất định đòi theo Đường. Tôi thấy hàng trăm thí sinh chen chúc ở sân trường, kẻ nói cười người trầm tư. Nhưng dù nói cười thì đôi mắt họ vẫn không giấu được vẻ đăm chiêu chờ đợi. Rồi từ văn phòng, một nhân viên bước ra quát mọi người tránh lối, để ông ta dán ba tờ giấy lên tấm bảng thông cáo màu xanh kê thật cao trên hè. Tức thì người ta chen lẫn xô đẩy nhau ùa tới. Đường vẫn đứng yên ở góc sân bên cạnh tôi. Hai tuần lễ đằng đẵng chờ kết quả, có lúc tôi thấy anh thật vui, rồi có khi lại thấy anh ngồi một mình ra chiều lo lắng lắm. Mấy lần tôi hỏi anh làm bài có khá không, anh đều gật đầu đáp gọn cũng được. Nhưng tôi vẫn thấy ngờ ngợ vì anh không tự tin lắm. Bây giờ đứng đây giữa những ồn ào của bao nhiêu thí sinh bên cạnh, anh điềm tĩnh như không, khiến tôi có cảm tưởng vì đi thi đã quá nhiều lần, anh đã đánh mất cái háo hức của tuổi học trò. Hoặc như con chim đậu cành mềm, anh sợ cái giây phút linh thiêng phải ngước nhìn lên tờ danh sách để rồi khám phá ra bảng hổ chẳng để danh. Chung quanh Đường và tôi những khuôn mặt méo sạch rơm rớm nước mắt, chen lẫn những giọng cười hả hê sảng khoái. Nhiều người nhảy tưng tưng hò hét như sắp nổi cơn điên. Tao đậu rồi, tao đậu rồi, phen này tao có Mobilet rồi. Một nhóm ba người hớn hở đi ngang trước mặt chúng tôi lên tiếng bình phẩm. Mẹ cái thằng Triều học ngu như con bò mà cũng đậu bình thư. Tôi rục Đường lại xem, nhưng anh cứ đứng yên. Cả trăm thí sinh đang lao sao trong sân trường, không ai quen Đường, bởi Đường quá lớn tuổi so với họ, lại tự học tại nhà. Bạn bè cùng lớp của Đường thì hoặc đang chuẩn bị thi tú tài như anh Lâm, hoặc đã bỏ cuộc từ 3 năm trước. Chẳng còn ai can đảm bám lấy con đường khoa cử một cách muộn màng như Đường. Dân di cư vốn đã nghèo, xã từ đất Bắc, mang theo hai bàn tay trắng, huống chi lại bơ vơ không thân thích như Đường, làm sao theo đuổi nổi trường lớp đến nơi đến chốn. Tôi nhớ có lần Đường vui miệng kể với anh Long là gia đình Đường vốn xuất thân nghề nông, cả làng ít ai học được bởi trường làng chỉ có đến lớp 3. Những gia đình tương đối khá giả hoặc có tham vọng vươn lên như bố mẹ Đường thì mới nghĩ đến việc gửi con ra tỉnh cho trọ học. Và cũng nhờ thế Đường xuống Hà Nội vào Nam dễ dàng, trong khi cả gia đình kẹt lại vì đường đi bị kiểm soát. Anh cười nửa đùa nửa thật bảo: làng tao không có đất phát về chữ nghĩa, bố tao bảo thế, nhưng mà bố tao muốn cãi số trời cho nên mới bắt tao đi học. Mấy chục gia đình làng tao vào đây đều rủ nhau xuống cái sắn làm ruộng cả. Đường đổ tội cho bố muốn cải số, nhưng thật ra hình như chính anh là người muốn thoát khỏi cái nghề nông vất vả từ mấy đời của gia đình anh để vươn lên một chỗ đứng nào đó mà anh cho là cao sang hơn, chẳng hạn như giáo viên tiểu học trường công. Giấc mộng ấy phải nói là quá khiêm tốn, thế mà không hy vọng gì Đường sẽ đạt được dù anh hết sức bền chí. Chờ sân trường vắng bớt, Đường mới kéo tôi từ từ tiến lại phía bảng thông cáo. Tôi thấy hồi hộp như chính tôi đi thi. Đường dưới người lên, mở to mắt tìm vần chương, rồi mặt cứ tái dần, lại không có tên anh. Anh thở dài một tiếng não nuột, lặng lặng quay lại gốc cây mở khóa xe. Anh dắt xe ra cổng, không nói với tôi lời nào. Tôi cũng im lặng bước theo, mênh mang buồn như đang dự đám tang. Đường đứng tần ngần một lúc rồi quay vào nhìn bảng thông cáo một lần nữa, mong manh hy vọng rằng mình chưa dò kỹ. Mấy ngón tay anh thò hẳn vào bám lấy tấm mắt lưới che tấm bảng xanh. Anh kiễng chân lên và chố mắt kiểm lại từng cái tên từ vần A đến vần Y, nhưng dĩ nhiên chẳng bao giờ tìm được ba chữ Trương Văn Đường. Anh cúi nhìn tôi gượng cười rồi dắt xe ra. Ở ngay phía ngoài cổng, một cậu học sinh nhỏ nhắn ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc tấm tức bên cạnh chiếc xe đạp lật ngang, cả hai bánh vẫn còn đang quay nhẹ nhẹ. Về đến nhà, suốt buổi chiều Đường ngồi thừ không nói lời nào. Anh Long và bạn bè kéo sang an ủi. Trong nhóm ba người ở chung với anh Long có anh Oánh, cũng vừa thi với Đường và đậu hạng bình. Điều này càng làm cho Đường tủi thân. Anh Long bảo Đường: thôi làm lại khóa hai. Đường im lặng không đáp. Oánh rủ Đường và cả bọn ra quán hủ tiếu đầu đường để ăn mừng thi đậu. Đường cũng lắc đầu từ chối. Cô Chi đang múc nước ở bờ giếng liếc mắt trông vào, làm hiệu gọi tôi ra hỏi thăm.
Cô lặng người khi nghe tôi thông báo bản tin sét đánh. Tôi thấy mặt cô đanh lại và hai tay run run xách thùng nước đổ vào cái phi bên cạnh, bắn tung cả ra ngoài. Chắc hẳn cô đang giận đường vì bao nhiêu công lao, tiền bạc và thức ăn cô đã lén lút cung cấp cho đường mà đường vẫn chẳng nên cơm cháo gì phụ lòng mong mỏi của cô. Cô buột miệng bảo tôi: Người gì mà rốt đặc cắn mai thế của mình? Tôi đang tội nghiệp cô bỗng bực mình vì câu nói tàn nhẫn, vội quay bước vào phòng. Nhóm anh Long vẫn đang ồn ào nói chuyện bên cạnh đường. Anh Long bảo đường: Thằng Oánh nó thi đậu rồi, ngày mai nó sẽ về với gia đình. Như vậy tức là bên tao trống một chỗ, mày ôm sách vở sang bên đấy với tao, chuẩn bị thi khóa 2. Mày yếu môn nào thì tao chỉ cho. Đường cười buồn: Cảm ơn mày, tao nản quá rồi, tao không thi nữa đâu. Cả phòng im lặng ngậm ngùi sau câu nói chán chường của đường. Tôi thấy anh Long đã toan bước ra, bỗng lại dừng chân và bảo đường: Quên chưa kể với mày, thằng Toàn bị tống vào trại tế bần rồi. Mày còn nhớ thằng Toàn không? Lúc đó tôi chẳng biết trại tế bần là chỗ nào nên không hiểu anh Long định nói gì. Một hai năm sau tôi mới khám phá ra trại tế bần là nơi chính phủ thời đại nhất Cộng Hòa nhốt du đãng để giáo dục. Rồi từ trại này những thanh niên lầm lỡ đó sẽ được chuyển đi làm than ở công trường Nông Sơn trước khi trả về cho gia đình. Có lẽ anh Long sợ đường vì quá thất trí sẽ lao vào con đường du đãng, cho nên mới đem câu chuyện anh chàng Toàn nào đó ra kể. Nhưng đường trả lời ngay: Bỏ thằng đó vào trại tế bần là đúng rồi, oan ức gì nữa, để ở ngoài nó phá làng phá xóm. Anh Long hài lòng vỗ vai đường: Thôi mày nghỉ một hai ngày đi đã, rồi muốn định thế nào tùy mày. Bạn bè hỗ trợ đến thế mà đường vẫn chẳng ở lại. Tôi cũng năn nỉ nhưng đường vẫn thu xếp hành trang, cám ơn tôi và ra đi, không luyến điều gì đến giấc mộng hàn tín nữa. Tôi thấy căn phòng tự dưng trống vắng thanh thang. Tôi nhớ đường tha thiết, những ngày kế tiếp thỉnh thoảng ra bờ giếng gặp cô Chi. Tôi gợi hỏi tin tức của đường, chỉ thấy cô bĩu môi đáp gọn: Đi đâu thì đi chờ khuất mắt, đầy trả tiếc. Qua câu nói ngắn ngủi ấy, tôi thấy rõ cô oán hận đường lắm. Chỉ tiếc rằng ngày ấy tôi chưa đủ thông minh để hiểu rằng khi người con gái còn oán hận, tức là còn yêu thương. Không biết điều đó cho nên tôi cứ thương đường mà trách cô Chi nặng lời với người bạn lớn tuổi của tôi. Năm sau đến lượt tôi đi thi, không ngờ lại gặp đường. Tôi mừng lắm, tưởng anh bỏ cuộc rồi, hóa ra vẫn chưa dứt được nợ đèn sách. Anh nắm tay tôi gượng cười: Lần này là lần cuối, rớt nữa thì là đốt hết sách. Tôi can một câu ngây ngô: Ấy đừng đốt anh, đem ra lề đường Lê Văn Duyệt bán lại lấy tiền đi xin em. Năm ấy đường lại trượt, tôi đề nghị anh bỏ thi trung học chuẩn bị luôn bằng tú tài, biết đâu chẳng gặp may có đường tiến thân. Nhưng rõ ràng anh đã mất hết niềm tin ở khả năng của chính mình. Tôi nhớ mãi lời Long nhận xét về đường: Nó bị thằng võ sĩ Miên đấm vào mặt nhiều quá, bây giờ mất hết trí nhớ. Tôi thấy anh Long nói đúng, và tôi tin đó là lý do mà đường cứ thi rớt mãi. Lúc chia tay, đường bùi ngùi hỏi tôi: Bà Tư còn ở đó không em? Tôi mở to mắt nhìn đường. Tôi biết anh muốn nói đến cô Chi, chứ bà Tư thì có liên hệ gì mà anh phải bận tâm. Tôi gật đầu: Còn anh? Đường lại hỏi: Vẫn nấu cơm tháng đấy chứ? Tôi đáp: Vâng, thì em vẫn ăn cơm bên đấy. Trầm ngâm một lúc, đường thú nhận: Em có nghe chị Chi nhắc gì đến anh không? Tôi thành thật đáp: Có, lâu rồi em có hỏi thăm anh. Chị ấy bực mình bảo anh đi đâu thì đi cho khuất mắt, có lẽ chị ấy giận anh. Đường thở dài kể lể: Giận là phải, cả năm nay không liên lạc. Năm ngoái lúc thi rớt, anh xấu hổ với cô ấy nên bỏ đi, chẳng nói với cô ấy một lời nào. Anh đành chịu mang tiếng là vô ơn bạc nghĩa, nhưng thật tình anh chẳng còn mặt mũi nào gặp lại cô ấy nữa. Anh thú thật với em là anh có hứa, nếu thi đậu anh sẽ cưới Chi làm vợ. Năm nay anh đi thi lần cuối cùng cũng chỉ vì Chi. Giả như trời thương cho anh đậu thì anh sẽ quay lại tìm cô ấy đúng như lời anh đã hứa. Nhưng không may anh lại rớt, thôi thì kể như không có duyên nợ với nhau. Em về gặp Chi, em nói hộ anh là anh có lời xin lỗi và từ biệt.
Giọng Đường run run cảm xúc làm tôi cũng xúc động theo. Bây giờ tôi mới hiểu được thái độ của cô Chi, và không trách cô đã có những lời tàn nhẫn đối với Đường. Hay nói đúng hơn, Đường mới là kẻ đáng trách, vì đã đột ngột cắt đứt mọi hy vọng của cô hàng xóm hơn tôi 2 tuổi. Đường bắt tay tôi leo lên xe, uể oải đạp ra con lộ chính. Tôi chẳng biết anh đi đâu và sẽ làm gì trong những ngày sắp tới. Tôi dự định sẽ nói hết với cô Chi những lời nhắn gửi của Đường hôm nay. Và nếu cô còn muốn gặp Đường, tôi nghĩ chỉ có cách là mò đến võ đường, nơi Đường huấn luyện mỗi tuần 2 buổi, may ra mới tìm ra manh mối. Cuối mùa hè năm ấy, chú tôi lấy lại nhà. Ông quyết định không cho thuê nữa mà bán đứt từng căn nhỏ, nghĩa là ai đang thuê có thể mua lại với giá tương đối rẻ, ai không mua nổi thì ông cho tạm trú miễn phí thêm 6 tháng để tìm nhà khác rồi thuyên chuyển. Anh Long và bạn bè đều dọn ra, mỗi người mỗi nơi. Mẹ con bà Tư trông bề ngoài vất vả quanh năm, thế mà lại có tiền mua luôn cả 2 phòng kế cận, phá vách ra cho rộng, sửa sang lại thành căn nhà khang trang nhất xóm. Tôi có nghe các bà nói với nhau: nhà có con gái lớn cần phải có tí bề ngoài, có chỗ ngồi tiếp khách cho nó lịch sự thì mới mong con nó lấy chồng khá được. Tôi thốt nhớ đến Đường và càng tội nghiệp cho cô Chi. Tôi ghé chào cô lần chót để trở về với gia đình. Hôm ấy không có bà Tư ở nhà, một mình cô đang khâu lại mấy tấm màn cửa sổ. Cô buông kim chỉ, đứng dậy rót nước mời tôi và suýt xoa khen tôi học giỏi, thi một lần đã đậu ngay. Rồi nhân tiện cô nói bóng gió: chả bồ với người khác, 5 lần 7 lượt thì vẫn trượt vào chuối. Tôi biết cô vẫn còn nhớ tới Đường, và điều này làm lòng tôi bỗng dưng phiền muộn. Nhớ hôm gặp Đường lần cuối ở sân trường, tôi trở về kể hết cho cô Chi nghe những lời anh nhắn. Cô đã ngồi bệt xuống góc nhà và ấm khóc mãi. Tôi chẳng biết an ủi thế nào, chỉ ngồi buồn ở bàn ăn nhìn cô nức nở. Tôi thoáng nghĩ, mai kia khi trưởng thành có ý định lấy vợ thì tôi cũng chỉ mong gặp được một người như cô Chi là mãn nguyện lắm rồi. Niềm đau mất Đường chưa vơi thì hôm nay cô lại thêm nỗi sầu khác, là nhìn quanh thấy chẳng còn ai thân. Đám anh Long ăn cơm tháng tuy chỉ là khách trọ nhưng gần gũi lâu ngày cũng nảy nở tình thân như một đại gia đình. Bây giờ họ đã bỏ đi, lại còn tôi, người cuối cùng vẫn coi là gắn bó nhất với cô, mà cô coi như đứa em trong nhà, cũng không thể ở lại bên cô, khiến cô đột ngột cảm thấy nỗi cô đơn vây chặt lấy mình. Cô tiến tôi ra tận cổng, nắm bàn tay tôi và tha thiết nói: em trông lớn quá, mới hôm nào mà nay đã cao hơn chị rồi. Này, thỉnh thoảng em nhớ ghé lại chơi nhé. Em đi rồi chắc chị nhớ lắm đấy. Giọng Chi đầy nước mắt, nghẹn ngào như trong buổi tiễn biệt, một đi không trở lại. Tôi cứ nắm lấy tay Chi, chan hòa những cảm giác mới mẻ lần đầu tiên đến với tuổi mới lớn của tôi. Chi hơn tôi chưa đầy 2 tuổi, nhưng cứ quen miệng gọi tôi bằng em. Tôi nhìn Chi gật đầu, cô buông tay tôi ra, rồi chẳng ai bảo ai, cùng bịn rịn tiến lại gốc cây phượng mà đang mùa nở rực rỡ. Nơi đây tôi từng ngồi học bài hoặc len lén đọc tiểu thuyết suốt 2 mùa hè, thả hồn mơ theo những giấc mộng đơn sơ của tuổi trẻ. Cũng nơi đây mỗi buổi trưa nắng hắt từ mái tôn xuống, tôi thường ngồi tựa gốc cây đón chút gió mát, lắng nghe những bài hành khúc thanh bình của miền Nam thời đó phát ra từ cái radio cũ kỹ bên nhà hàng xóm. Cái bờ giếng kia nơi Chi ngày ngày ngồi kiên nhẫn vo gạo thổi cơm hoặc giặt từng thau quần áo. Bây giờ tôi sắp phải chia tay, đẩy lùi lại sau lưng tất cả những hình ảnh đó. Chi giơ tay ngắt một chùm hoa phượng rồi bâng khuâng hỏi tôi: Tòng có gặp lại anh Long không? Tôi nhìn Chi ngờ ngợ hỏi lại: chị hỏi anh Long hay là chị hỏi anh Đường? Chi cười buồn: chị hỏi cho có chuyện thôi, chứ anh Long hay anh Đường thì cũng chẳng ăn thua gì đến chị nữa. Có điều tự dưng chị thấy nhớ vì thời gian đi nhanh quá. Các anh ấy lớn cả rồi, chắc mỗi người đều có cuộc sống riêng, không dễ gì gặp lại. Chỉ còn một mình em là còn nhỏ. Này, lâu lâu nhớ ghé thăm chị ấy nhé. Tôi bùi ngùi gật đầu rồi đẩy xe đạp ra cổng, lòng nao nao buồn vì mình đã lớn, đã học đệ tam, tức là lớp 10, đã cao hơn Chi, mà Chi vẫn coi tôi như đứa em nhỏ. Hứa với Chi là thỉnh thoảng ghé thăm, thế mà cả năm sau tôi mới có dịp trở lại xóm cũ. Quang cảnh hôm nay thay đổi nhiều, những căn nhà vách gỗ mái tôn không còn nữa, tất cả đều được xây dựng lại,
phô diễn cái vẻ bề ngoài rất khang trang. Cây phượng vẫn còn đó, nhưng cái giếng cũ giữa sân giờ đây đã được gắn máy bơm, dân cư không còn phải quăng cái thùng dây xuống kéo nước nữa. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là căn nhà rộng chiều ngang của bà Tư đã trở thành quán cà phê, khách khứa vào ra tấp nập. Nhà chỉ có hai mẹ con mà lúc nào cũng giỏi xoay sở. Nhóm anh Long và tôi bỏ đi, chi không còn khách nấu cơm tháng, lập tức đổi ngay sang nghề khác. Buổi chiều hôm ấy lúc tôi bước vào, chi đang đứng sau quầy tính tiền, tròn mắt nhìn tôi suýt kêu lên. Năm nay chi đã 20, nghề bán quán đòi chi phải ăn diện và trang điểm trau chuốt hơn. Tôi giật mình một cách thích thú vì chi đẹp hẳn ra, thân hình hơi đẫy một chút, càng làm tăng vẻ lôi cuốn. Tôi tiến lại quầy làm bộ nghiêm mặt nói: "Bà chủ cho tôi hỏi thăm, đây có phải là nhà bà Tư không ạ?" Chi cười rạng rỡ, buông cái khăn lau tách và lườm tôi trách: "Trời ơi, sao không đi luôn đi, còn mò vào đây làm gì nữa, mất tâm mất tích cả năm trời." Rồi chi bỏ quầy ra bàn ngồi với tôi. Bao nhiêu cặp mắt trong quán đều chăm chú nhìn theo, làm tôi ngượng nghịu cúi đầu ngó xuống chân. Chi quay vào phía trong gọi người làm pha cà phê cho tôi, rồi mở đầu câu chuyện bằng cách nhắc lại lời trách cứ lúc nãy rằng tôi không chịu thường xuyên ghé thăm chi. Tôi lấy cớ bận học thi nên ít khi ra khỏi nhà. Hai chữ học thi hình như làm chi thoáng nhớ lại quãng thời gian mấy năm trước có anh Long và Đường từng làm sao xuyến lòng chi, nên chi bất giác thở dài. Câu chuyện miên man kéo mãi đến tối, chi rủ tôi ở lại ăn cơm, và lần đầu tiên tôi để ý thấy chi không gọi tôi bằng em nữa, chỉ xưng tên hoặc nói trống không. Như thế cũng phải, bởi tôi đã lớn, lại chỉ thua chi chưa tới 2 tuổi. Có lấy chi làm vợ cũng xứng với cái câu gái hơn 2, trai hơn 1 mà các cụ thường nói. Bà Tư gặp lại tôi cũng mừng lắm, tiếp tôi bằng mối tình thân có pha chút hãnh diện của một người từ hai bàn tay trắng gây dựng được sự nghiệp, dù rằng sự nghiệp ấy so với thiên hạ chả thấm vào đâu. Trong bữa cơm tối thịnh soạn, bà bảo tôi: "Nhà neo người quá cậu ạ, quanh quẩn thì chỉ có hai mẹ con thôi, chứ giá như mà thêm người phụ với con chi thì chỉ độ 1-2 năm nữa là có của ăn của để." Nói xong bà nhìn tôi như dò xét. Chi cũng nhìn tôi, nhưng tôi chẳng biết nên phản ứng thế nào. Bất giác tôi nghĩ đến Đường và lòng nao nao tội nghiệp. Chỉ vì thi rớt mà anh không muốn gặp lại Chi lần nào nữa. Ngày còn ở với tôi, Đường thèm một tách cà phê mà không có tiền mua. Bây giờ Chi có cả một tiệm cà phê thì Đường không dám trở lại. Mấy năm sau, tôi tình cờ thấy anh Long trước cửa rạp Đại Nam trên đường Trần Hưng Đạo. Tôi nhớ mãi hôm ấy, buổi chiều nhá nhem tối, anh mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt xanh đậm, tay ôm cặp da đen, đứng bên cột đèn gần ngã tư. Trước mặt anh là một chiếc xích lô đạp đậu sát lề, người phu xe vẫn ngồi trên yên, quay nghiêng sang nói chuyện với anh. Tôi đoán là anh Long đang trả giá cho quãng đường từ rạp hát về nhà. Tôi biết anh vừa tốt nghiệp đại học sư phạm, ban ngày dạy trường công, buổi tối mở thêm lớp luyện thi tú tài. Hồi mới lên đại học, tôi có ghé thăm anh và mượn anh ít sách vở anh không dùng nữa. Từ bên này đường, tôi mừng quá, băng nhanh qua và giơ tay với anh Long. Nhưng khi tới gần, tôi muốn khựng lại vì giật mình nhận ra cái người phu xe gân guốc và đen sạm trước mặt anh Long chính là Đường.